Đúng vậy à, làm sao, không được sao? Hơi hơi nhíu nhíu mày, Trác Phàm bất giác suy cười ra tiếng, cả cái tông môn, các ngươi quyền cao chức trọng, tất cả đồ tốt đều là các ngươi ưu tiên chọn lựa, ai có thể đút lót được các ngươi? Thật vất vả có ta người tài chủ này đến, cho các ngươi một cơ hội, vơ vét một chút chỗ tốt, các ngươi còn không muốn làm sao lấy. Muốn là như vậy lời nói, vừa mới ta cho ba người các ngươi ma bảo, các ngươi tất cả đều trả về, thì làm chúng ta tinh anh tạp dịch phòng cùng các ngươi tinh anh môn không đội trời chung, lão tử không cần hòa giải. Ai, vân 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 vân, cái này là hai chuyện khác nhau, người đánh chúng ta đệ tử, bồi thường chúng ta là chuyện đương nhiên. Việc này mình lật qua, mình cũng không đề cập tới nữa. Vội vã khoát khoát tay, Dương Sát ba người liếc nhìn nhau, nhìn xem chính mình chữ vật giới chỉ, bên trong để đó là Trác Phàm vừa đưa bọn hắn ma bảo, đều là một trận không muốn, sau đó vội vàng quyết định song phương hòa giải hiệp nghị, thế nhưng là lại nhìn trong tay cái này ma bảo, ba người nhưng lại do dự lên. Dù sao, đây là Trác Phàm muốn cùng Tà Vô Nguyệt đạt thành hiệp nghị, ý tại chiếm đoạt toàn bộ tinh anh môn, để hắn cái này tạp dịch phòng nhất ra độc đại. Cái này không khỏi thì để trong lòng bọn họ có chút phạm trật, người cùng nội môn đánh đến hừng hực khí thế, lẫn nhau đào góc tường, bọn họ không quan trọng, dù sao sau cùng song phương đệ tử đều muốn hội tụ đến hắn tinh anh bên trong cửa. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm lại muốn liền tinh anh môn chức năng đều thay thế, rõ ràng cũng là đoạt bọn họ bát cơm a. Thì coi như bọn họ lại vì tông môn tiền đồ nghĩ, yêu quý Trác Phàm đại tài, trong lòng cũng là đối phó cực kỳ. Bọn họ luôn cảm thấy đây là tự chui đầu vào dọ sự tình. Nếu không, chúng ta đem bảo bối này giữ lại, đến mức Vô Nguyệt thỏa không thỏa hiệp, từ chính hắn quyết định. Hai cái con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Dương Sát ba người lẫn nhau nhìn xem, ngầm hiểu lẫn nhau, tiếp lấy liền tất cả đều yên lặng gật đầu, lộ ra gian trá nụ cười. Cứ như vậy, bọn họ không nhưng lại có thể được một bảo bối, hơn nữa còn đến yên tâm thoải mái. Chúng ta đây cũng không phải là vì lợi ích một người, trở ngại tông môn phát triển, cùng nội môn những lão gia hỏa kia không giống nhau. Chúng ta đây là muốn để tông môn quyết đoán, làm đến công bình công chính, phòng ngừa có người dùng đút lót như thế ti tiện thủ đoạn, đạt thành mục đích. Tựa hồ là nhìn ra bọn họ cái này trong ngoài không đồng nhất tiểu tâm tư, Trác Phàm bất giác suy cười một tiếng, cảnh cáo nói, hừ, coi như tìm lại nhiều lấy cớ, tư lợi cũng là tư lợi, các ngươi muốn thật dám làm như thế, chỉ cần bước ra một bước, về sau thì bước lên nội môn theo gót. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu, tông chủ mặt ta không phải không gặp được, nếu là cho hắn biết các ngươi ba cái dám giữ phía dưới hắn lễ vật độc chiếm, hừ hừ. Thân thể nhịn không được chấn động, ba người liếc nhìn nhau, bất giác đều co lại rụt cổ, sau đó nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cả giận nói, ngươi nha là chúng ta trong bụng run đũa à, chúng ta suy nghĩ gì ngươi đều biết. Ha ha ha, ta là không biết trong lòng các ngươi suy nghĩ. Bất quá xem các ngươi cái kia hám lợi đen lòng ánh mắt, thì biết tất cả mọi chuyện. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm rằng giặc mở miệng tốt, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhân sinh cả đời, khả năng đi sai bước nhầm một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên ba vị, vẫn là nhiều hơn bảo trọng cho thỏa đáng, ha ha ha. Cười to một tiếng, Trác Phàm quay người rời đi nơi này, chỉ để lại ba người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhìn nhìn lại trong tay cái kia chĩu nặng hộp gỗ, lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Thật chẳng lẽ vì tiểu tử này đem lớn như thế lễ chuyển giao Tà Vô Nguyệt, cho mình tinh anh môn đào cái phần mộ. Thế nhưng là bọn họ ở chỗ này khó xử, nhưng là người nào đều không có chú ý tới là, cách nơi này ngoài ngàn mét trên đỉnh núi, Tà Vô Nguyệt sớm đã đứng ở nơi đó, nhìn xuống nơi này hết thảy, trong mắt tản ra kinh dị ánh sáng. Nghĩ không ra tiểu tử này vừa mới đột phá thần chiếu cảnh, liền đã ngưng tụ ra thần hồn, hơn nữa còn cường đại như thế, thật mẹ hắn là cái quái vật. Xem ra từ khi lần kia Thiên Vũ tử biệt, mười mấy năm qua, hắn thật là thoát thai hoán cốt, có chất đột biến, lại không phải trước kia người kia. Bất quá dạng này càng tốt hơn, ta Ma Sách Tông ngày nổi danh, rốt cục tiến đến, lúc đó đặt cửa, thật sự là quá giá trị a. Mí mắt nhỏ khẽ run run, Tà Vô Nguyệt một mặt kích động, hài lòng gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn về phía Minh Phủ Tam Sát, mi đầu lại bất giác nhăn lại đến, ba tên kia đang làm gì, muốn đem cái kia Trác Phàm hiếu kính lão tử đồ vật độc chiếm a, hừ. May mắn lão tử không yên lòng tiểu tử này như thế nào đối phó hai cái trưởng lão, đến đây nhìn một chút, không phải vậy còn thật có khả năng gà bay trứng vỡ. Các ngươi cái này ba tiểu tử,
tốt nhất có thể đem vật kia cho ta đàng hoàng mang về, nếu không. Trong mắt hơi híp, Tà Vô Nguyệt cười lạnh một tiếng, quay người biến mất bóng người. Một phương diện khác, Bạch Cung Phụng bao gồm người vội vàng đuổi tới Tinh Anh môn khu vực, lại là nhất thời nhìn đến mặt đất một mảng lớn hôn mê đệ tử, không khỏi đột nhiên giật mình, vội vàng đi xuống tra tìm chính mình đệ tử. Rất nhanh, không ít trưởng lão cung phụng đều tìm đến chính mình mục tiêu, tiến lên xem một phen, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, cung tiểu tử kia nói một dạng, chỉ là chấn choáng, cũng không có hạ tử thủ. Nếu không, lấy hắn giết hai đại trưởng lão cái kia cỗ tàn nhẫn, nơi này còn không máu chảy thành sông a. Luyện, hàng dài, ra ra, chúng ta ở chỗ này. Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người hô to lên tiếng, Bạch Luyện cùng Thích Trường Long nghe đến, bất giác cùng nhau đáp lại. Hai cái lão gia hỏa liếc nhìn nhau, lập tức phi thân quá khứ, rất nhanh liền tìm tới bọn họ, cẩn thận xem một phen, cũng là thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến, thả lỏng trong lòng. Nội phủ chấn thương một số, phong bế huyết mạch, nhưng là không sao cả, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có gì đáng ngại. Cùng tiểu tử kia nói một dạng, trừ giết Xích Phong cùng Ngọc Quyên hai người bên ngoài, còn lại người đều thủ hạ lưu tình. Bạch Cung Phụng một tay ôm lấy Bạch Luyện, quét mắt nhìn một chút còn lại các trưởng lão sắc mặt, khẽ gật đầu. Thích Cung Phụng nghe, cũng là gật gật đầu, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, đề nghị, Bạch lão đầu, chúng ta muốn hay không mang hai tiểu gia hỏa này, đi bái phỏng một chút tiểu tử kia, nhận cái quen mặt. Bằng không lần sau hắn lại phát bão tố, thương tổn người của mình. Nói cũng thế, dù sao hiện tại tiểu tử này chính như mặt trời giữa trưa, kết giao một phen. Đối hai đứa bé này cũng tốt. Khẽ vuốt chòm râu, Bạch Cung Phụng trong mắt tinh quang rạng rỡ, thăm thẳm lên tiếng. Bạch Luyện nghe, bất giác nghi ngờ nói, ra ra, các ngươi nói người. Là cái kia mới vừa tới đại náo một trận người sao? Liếc nhìn nhau, hai người đều là gật gật đầu. Hai vị cung phụng, người này dám tự tiện đại náo Tinh Anh môn, quả thực vô pháp vô thiên, thì coi như các ngươi là Tinh Anh tạp dịch phòng người, cũng nên bảo trì tông môn quy củ. Không thể bỏ qua tiểu tử này. Lúc này, nằm ở một bên Lục Hạt tuy nhiên thân thể không thể động, nhưng lại dị thường tức giận quá to, Tinh Anh môn hai vị đệ tử bị hắn giết, cái này khẩu khí ba vị cung phụng nhất định không thể nhịn, đến lúc đó Thạch cung phụng cũng tất nhiên làm khó dễ, ngài hai vị tốt nhất cũng xuôi dòng làm một cái nhân tình. Lục Hạt lời còn chưa nói hết, Bạch cung phụng hai người đã là như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn, bất giác cười nhạo liên tục, chung quy là người đệ tử a. Nhìn không thấu tình thế bản chất. Ngươi cho rằng tông quy là cái gì? Đây là vì bồi dưỡng cường giả mà định ra, chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị, đủ cường đại, tông quy cũng phải để đường. Ngươi nói cái kia ba vị cung phụng sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng là bọn họ vừa mới tiếp tiểu tử kia ba kiện ma bảo, hiện tại khóe miệng đều toét ra hoa, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, làm sao ý sự kiện này. Đến mức Thạch cung phụng, hừ hừ, hắn hai cái trợ thủ đắc lực, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão, vừa mới bị tiểu tử kia khiêu chiến đánh giết, vẫn là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, quang minh chính đại giết, muốn truy cứu đều không tư cách này. Mà lại, hiện tại nội môn các trưởng lão cung phụng cả đám đều câm như hến, nơi nào sẽ chuyến cái này vũng nước đục. Cái gì? Trong mắt không khỏi co rụt lại, Bạch Luyện, Lục Hạt cùng Thích Trường Long ba người, bất giác hét to lớn tiếng, hoàn toàn không thể tin tưởng đây là thật. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Cung Phụng bật cười liên tục, thở dài, ai, đồng dạng là đệ tử, làm sao chênh lệch thì lớn như vậy chứ? Tiểu tử kia hiện tại đã đem tông môn quy tắc, chơi đến so người nào đều chuồn mất, gây chuyện ngươi còn bắt không được hắn tay cầm. Hắn giá trị, cũng theo đó thể hiện, không ai có thể động đến hắn. Các ngươi còn ở vào thủ quy củ tầng thứ, thật sự là không thể so sánh nổi a. Nghe được lời này, ba người càng là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hoàn toàn ngây người. Thạch Cung Phụng, xảy ra đại sự. Một tòa thanh u trong sân, Thạch Cung Phụng ngồi tại mát lạnh trong đình, trước mặt là một chén thanh tửu, một mình châm uống, rất là thoải mái. Ngẩng đầu nhìn sang ngàn dặm không mây bầu trời, khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý nụ cười, tựa hồ có chuyện tốt gì phát sinh đồng dạng, hoặc là đang chờ cái gì tốt chuyện phát sinh giống như. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo vội vàng hét lớn lại là đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó liền gặp đại trưởng lão một đường chạy nhanh đi vào trước mặt hắn, trên mặt đều là kinh dị cùng vẻ lo lắng. Chậm rãi khoát khoát tay, Thạch Cung Phụng từ chối cho ý kiến, cười nói, đại trưởng lão, ngươi cũng là thân kinh bách chiến, tu luyện nhiều năm người,
chút chuyện nhỏ này thì ngồi không yên. Việc nhỏ, không khỏi sững sờ, đại trưởng lão một mặt quái dị nhìn về phía Thạch Cung Phụng, nghi ngờ nói, Thạch Cung Phụng, chẳng lẽ ngài đã biết? Mỉm cười lấy gật gật đầu, Thạch Cung Phụng trên mặt bất giác lóe qua vẻ đắc ý, cười khẽ một tiếng, đâu chỉ biết, sự kiện này chính là ta ra hiệu bọn họ đi làm. Ách, thân thể trì trệ, đại trưởng lão trong nháy mắt khàn giọng, nhìn về phía Thạch Cung Phụng sắc mặt, càng thêm quái dị. Ngươi ra hiệu bọn họ đi làm, chẳng lẽ là ngươi để bọn hắn hai đi chịu chết? À, đại trưởng lão, ngươi làm sao còn không có nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng? Nhìn thấy đại trưởng lão vẫn là một mặt ngốc trệ bộ dáng, Thạch Cung Phụng bất giác lông mày nhíu lại, bật cười lắc lắc đầu, ngươi suy nghĩ một chút a, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão cố ý đi tạp dịch phòng gây sự, hiện tại đoán chừng những lão già kia đều đã chơi cứng mở. Bất quá không quan hệ, bọn họ nhân tâm đã tán, đừng nhìn người nhiều, rất tốt phân hóa, đến lúc đó chúng ta lại cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn họ tự nhiên sẽ trở lại. Đến lúc đó, còn có thể lấy nhiễu loạn tông quy vì danh, thừa cơ rút cái này tinh anh tạp dịch phòng. Dù sao lần này bồi tội yến là tại bọn họ chỗ đó làm, hai vị trưởng lão cũng là bọn hắn mời đi, hiện tại nháo ra chuyện đầu, tự nhiên tìm bọn hắn tính sổ sách, đó là cái vô cùng tốt mượn cớ. Thật sâu nhìn lấy cái kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay khuôn mặt, đại trưởng lão cuối cùng kịp phản ứng, không sai gật đầu, a. Nguyên lai ngài nói là chuyện này a. Thế nào, chẳng lẽ ngài nói không là chuyện này? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Thạch Cung Phụng khoan thai tự đắc lại uống một chén tửu, cười khẽ một tiếng. Trầm ngâm một chút, đại trưởng lão không khỏi sờ mũi một cái, do dự nói, lão phu giảng, cùng Thạch Cung Phụng chỗ chủ hoạch, hẳn là hai chuyện, bất quá cũng coi như một việc. Há, chỉ giáo cho. Chính là, cái kia hai cái lão nhi xác thực tại bồi tội bữa tiệc hung hăng càn quấy, hùng hổ dọa người, cùng ngài chỉ thị một dạng. Đại trưởng lão nhìn trộm nhìn xem Thạch Cung Phụng, thăm thẳm lên tiếng. Thạch Cung Phụng hài lòng gật đầu, một bộ quyết thắng thiên lý bộ dáng. Thế nhưng là tiếp đó, đại trưởng lão lời nói xoay chuyển, lại cẩn thận từng ly từng tí nói, bất quá về sau. Bọn họ liền bị người giết chết. Trong tay bất giác run lên, Thạch Cung Phụng chén rượu nhất thời té xuống đất, vỡ thành 7-80 khối, chính hắn cũng là bỗng dưng hoàn toàn ngây người, không thể tin nhìn lấy đại trưởng lão, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thật lâu, mới lắp bắp nói, đại trưởng lão, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, cái kia hai cái lão nhi tại bồi tội bữa tiệc, bị người giết chết. Đại trưởng lão lặp lại lần nữa một lần, Thạch Cung Phụng mới dường như ở trong mộng mới tỉnh giống như, hung hăng run run thân thể, bất khả tư nghị nói cái này sao có thể. Người nào to gan như vậy, dám ở trong tông môn đối trưởng lão hành hung. Liền xem như tông môn cung phụng, cũng tuyệt không có tư cách này, tùy tiện xử trí một tên trưởng lão. Ai, nếu là cung phụng còn tốt làm, chúng ta đi tông chủ chỗ đó cũng nắm mượn cớ, nhất mệnh thường nhất mệnh cũng rất dễ dàng làm được. Thế nhưng là, mi đầu thật sâu nhăn lại. Đại trưởng lão lại là cười khổ lắc lắc đầu, quan trọng giết hai người bọn họ, là một tên đệ tử, vẫn là quang minh chính đại, lấy thấp đánh cao giết, dựa theo tông quy, cái này thật là xem như chết đúng chỗ, bất kỳ người nào cũng không thể truy cứu. Thân thể nhịn không được hung hăng run run, Thạch Cung Phụng trên mặt càng thêm khó có thể tin, cái gì, đệ tử giết trưởng lão. Đệ tử nào có lớn như vậy bản sự, có thể giết đến hóa hư cảnh trưởng lão. Chúng ta Ma Sách Tông bên trong. Có dạng này người sao? Tại sao không có, không phải liền là cái kia Trác Phàm a? Hơi hơi nhún nhún vai, đại trưởng lão cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, tiếp lấy liền đem sự tình chân tướng nói một lần. Đợi giải cả kiện sự tình nhân quả về sau, Thạch Cung Phụng bất giác trong mắt co rụt lại, vô lực tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, trong miệng thì thào lên tiếng, Hồng Môn Yến, đây là đã sớm kế hoạch tốt Hồng Môn Yến, hoàn toàn cũng là cái bẫy dập. Thiên hạ nào có trước làm bồi tội yến, sau đó lại đi gây chuyện đạo lý, đây không phải biết rõ rồi mà còn cố phạm phải a? Nói là như thế cái ý, Trác Phàm đã sớm trăm phương ngàn kế muốn giết hai người này, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Thế nhưng là, quan trọng ngay tại ở, hắn sự kiện này làm được quá hoàn mỹ, nước không lọt a. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, không khỏi thở dài lên tiếng, đầu tiên, hắn đi tinh anh môn sinh sự tình. Đánh là lấy thấp đánh cao danh hào khiêu chiến, phù hợp tông quy. Cho dù về sau quá mức một chút, cũng là cái kia chỉ đạo cung phụng truy cứu sự tình, không tới phiên chúng ta nhúng tay.
Thế nhưng là ba người kia giống như có lẽ đã bị Trác Phàm bãi bình, căn bản sẽ không lại tính toán. Mặt khác, Trác Phàm hướng cái kia hai cái lão nhi khiêu chiến, hai người bọn hắn còn thật đáp ứng, mà lại toàn trường nhiều như vậy ánh mắt làm chứng rõ ràng, chết cũng là chết vô ích, truy cứu không hắn tự tiện giết trưởng lão chi tội. Như thế tới nói, hắn thật đúng là không có nhược điểm gì có thể bị chúng ta bắt đến. Mí mắt hơi hơi run run, Thạch Cung Phụng không nói gì, nhưng sắc mặt lại là âm trầm đáng sợ. Rất lâu, mới giận hừ một tiếng, sâu xa nói, tiểu tử này tâm kế chi sâu, hiếm thấy trên đời, lần này chúng ta xem như bị hắn bày một đạo. Bất quá, cái này còn không phải phiền toái nhất, tránh thức đối với chúng ta sinh ra uy hiếp là, hắn thế mà chân năng giết chết hai tên hóa hư cảnh trưởng lão, phần này thực lực, phóng nhãn cả cái tông môn, đó cũng là thiên cổ không thấy. Kể từ đó lời nói, hắn tại tông môn địa vị đem về như mặt trời giữa trưa. Mắt thấy song long hội sắp đến, cả cái tông môn đoán chừng đều muốn vây quanh hắn xoay quanh, nơi nào sẽ truy cứu hắn nửa phần khuyết điểm. Đúng vậy a, tiểu tử này xác thực đại tài, nói không chừng có hắn xuất chiến song long hội, chúng ta tông môn có hy vọng tiến vào trung tam tông đâu. Đại trưởng lão bất giác thở sâu, cũng hơi hơi gật gật đầu, thở dài lên tiếng. Ánh mắt khẽ híp một cái. Thạch Cung Phụng trong mắt lóe lên một đạo khiếp người hàn mang, gằn giọng nói, coi như hắn có thể lại cao hơn, không phải chúng ta người, thì có ích lợi gì. Tương lai, hẳn là họa lớn trong lòng. Như vậy, ngài ý là, trong lòng bất giác nhảy một cái, đại trưởng lão nhìn về phía Thạch Cung Phụng, thử dò xét nói. Đương đương đương. Thạch Cung Phụng không nói gì, hai người bên tai đã là vang lên thanh dương tiếng chuông, đại trưởng lão ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn xem. Rằng giặc xuất khẩu, là nội môn trưởng lão cung phụng hội nghị, đây cũng là tông chủ gõ chuông đi. Nói nhảm, cả cái tông môn, trừ lão phu có lá gan này dám gõ cái kia chuông, ai còn dám vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, đi gõ khẩu này chuông lớn. Hiện tại lão phu ở đây, chuông tiếng vang lên, không phải tông chủ gõ, còn có thể là ai. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Thạch Cung Phụng tâm tình đột nhiên mà trở nên vô cùng áp lực. Nghiến răng nghiến lợi nói, đoán chừng cái này Tà Vô Nguyệt thấy mình chó ở bên ngoài run run uy phong, cho hắn tăng mặt mũi, hiện tại muốn đi ra cho tiểu xúc sinh này thăng quan tiến tước. Lần này gõ chuông, đoán chừng là muốn đem hắn trực tiếp sách nhập tinh anh môn đi. Vậy chúng ta muốn làm sao? Khẽ vuốt râu dài, đại trưởng lão rằng giặc thỉnh giáo. Trong mắt hơi híp, Thạch Cung Phụng trầm ngâm một chút, lại là bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, chúng ta bây giờ cái gì đều làm không? Tiểu tử kia liền giết tông môn hai đại trưởng lão, hạng gì chấn kinh sự tình, hiện tại chính là như mặt trời giữa trưa thời khắc. Đừng nói là tông chủ phía kia, liền xem như trong chúng ta môn, đoán chừng cũng có rất nhiều trưởng lão cung phụng đem hắn coi như là tông môn tương lai hy vọng. Đại công tích, đại năng lực, hắn đều có, nào có không thăng chi ý, muốn ngăn đều ngăn không được. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, cũng là yếu thế, chờ đợi thời cơ. Mi đầu bất giác lắc một cái. Đại trưởng lão một mặt không hiểu. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Thạch Cung Phụng lạnh lùng nói, Tà Vô Nguyệt làm người, người ta đều giải, độc đoạn chuyên hoành. Hiện tại hắn như thế nâng Trác Phàm, vì cũng là song long hội. Nhưng là chuyện này sau đó, lấy Trác Phàm đại tài, nhất định chẳng mấy chốc sẽ uy hiếp được địa vị hắn. Đến lúc đó, một núi không thể chứa hai hổ, ta thì chờ bọn hắn mỗi người đi một ngả, tự giết lẫn nhau một khắc này. Mà chúng ta trước hết lại ẩn núp xuống tới, lui ra cái này lợi ích tranh đấu. Chờ song long cắn xé lúc, lại đi ra phân một chén canh này, hừ hừ hừ. Mí mắt không khỏi nhảy một cái, đại trưởng lão tay vuốt hàm râu, suy nghĩ một chút, cũng hơi hơi gật gật đầu, trong mắt lóe không hiểu tinh quang. Nửa canh giờ về sau, nội môn trong đại điện, Tà Vô Nguyệt ngồi tại chủ ngồi lên, một mặt xuân phong đắc ý bộ dáng. Hai bên thì là mỗi cái trưởng lão cung phụng đều là đã ngồi xuống. Thậm chí ngay cả Minh Phủ Tam Sát, ba vị này đặc thù tinh anh chỉ đạo cung phụng, cũng đã ngồi ở trong đó. Liếc mắt liếc một cái Thạch Cung Phụng cái kia âm trầm sắc mặt, Tà Vô Nguyệt khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị thiếu dung, không biết vô tình hay là cố ý, lớn tiếng cười nói, ha ha ha. Hôm nay tông môn phát sinh chuyện vui, trường giang sóng sau đè sóng trước. Một vị đệ tử thế mà tiếp ngay cả khiêu chiến hai vị nội môn trưởng lão thành công, này thật sự là hậu sinh khả úy a. Nghĩ đến chúng ta Ma Sách Tông, tất sẽ phát triển không ngừng, đạp vào huy hoàng hơn tiền cảnh. Gương mặt nhịn không được co lại, chúng nội môn trưởng lão cung phụng, đều là bình tĩnh một khuôn mặt,
không phát một tiếng, cũng không để ý tới hắn. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, trong bọn họ môn vừa mới chết hai cái trưởng lão, người cứ như vậy trắng trợn mặt đất công tích, không là thuần túy nhục nhã người a. Thế nhưng là tạp dịch phòng tất cả trưởng lão cung phụng, lại tất cả đều cười to mà ra, bồi tiếp tông chủ hoan thanh thiếu ngữ, trong lòng không nói ra thư sướng. Nhìn trộm liếc một cái một bên thạch cung phụng, gặp hắn vẫn là không có động tĩnh gì, mà lại sắc mặt càng lúc càng mờ nhạt mạc, Tà Vô Nguyệt trong lòng không rõ ý, tiếp tục nói, đối với Trác Phàm tiểu tử này thực lực, hôm nay mọi người rõ như ban ngày, để hắn đi tham gia song long hội, mọi người hẳn là sẽ không phản đối đi. Sẽ không, tạp dịch phòng mọi người cùng nhau đáp, nội môn mọi người lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn nhìn lại ngươi, sau cùng cùng một chỗ đem hỏi thăm ánh mắt, nhìn về phía thạch cung phụng chỗ đó. Nhưng là bây giờ thạch cung phụng, lại đúng như thạch đầu đồng dạng, không nói một lời bất động, mọi người nhất thời không hiểu, liền cũng trầm mặc không nói lời nào. Thế nhưng là Trác Phàm hắn không muốn nhập tinh anh, mà lại yêu cầu tham gia song long hội đệ tử, toàn bộ từ tạp dịch phòng ra, bằng không hắn thì không tham gia, các ngươi đối với cái này như thế nào nhìn. Thật sâu nhìn thạch cung phụng liếc một chút, Tà Vô Nguyệt trong lòng cảm thấy kỳ quái, trực tiếp ném ra ngoài cái này nhất trọng đại đề tài thảo luận. Quả nhiên, lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt thì vỡ tổ. Tạp dịch phòng mọi người tự nhiên vẫn như cũ thẳng Trác Phàm, thế nhưng là nội môn tất cả trưởng lão cung phụng lại là 10.000 cái không đồng ý, cho dù không có thạch cung phụng bày mưu đặt kế, bọn họ cũng là hung hăng dao động cái đầu. Tông chủ, tuyệt đối không thể, này làm trái tông quy, tuyệt không thể mở này tiền lệ. Tông chủ, tiểu tử kia quá cuồng vọng, ngài không được lấy lại cương triều đi xuống, làm thật tốt chặt chẽ quản giáo mới là. Tông chủ, tông quy không thể phế, nếu không tông môn căn cơ đại chấn, dùng cái gì đặt chân. Một đám lão gia hỏa, từng cái bi thương lấy tiếng nói, lớn tiếng khóc không ra tiếng. Thế nhưng là, Tà Vô Nguyệt lại căn bản không nhìn bọn hắn liếc một chút, hắn chỉ là muốn biết, cái này thạch cung phụng là như thế nào nghĩ pháp, vì sao hắn hôm nay cổ quái như vậy. Ngừng, chậm rãi liếc mọi người liếc một chút, thạch cung phụng bất giác sủi cười một tiếng, giơ tay, hét lớn lên tiếng. Chỉ một thoáng, mọi người tất cả đều nắm cuống họng, không phát một tiếng. Khóe miệng hơi vểnh lên, thạch cung phụng trong mắt lóe không hiểu tinh quang, sâu xa nói, quy củ vật này, từ trước đến nay là cho cường giả nhường đường. Cho nên Trác Phàm đã đưa ra này nghị lời nói, cũng không gì không thể, ta tán thành. Cái gì? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, mọi người bất giác cùng nhau quá sợ hãi, liền Tà Vô Nguyệt cũng một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Lão gia hỏa này lại tại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Tính, giống như chết tính, tại chỗ tất cả mọi người, cũng bất giác ngơ ngẩn. Cái này thạch cung phụng hôm nay uống nhầm thuốc A, làm sao lại bỗng nhiên đứng tại Trác Phàm một bên, đi chống đỡ hắn. Không chỉ là nội môn người không hiểu, cho dù là tạp dịch phòng đông đảo trưởng lão cung phụng, cũng toàn đều không để ý giải. Ngơ ngác nhìn lão đầu nhi này, thật lâu hồi bất quá mùi vị tới. Thế nào? Lão phu lời ấy có gì không đúng sao? Chậm rãi quay đầu, nhìn mọi người tại đây liếc một chút, thạch cung phụng bất giác khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Trác Phàm thực lực rõ như ban ngày, hắn nếu không thể tham gia song long hội, đó là cả cái tông môn tổn thất. Cho nên hết thảy có chướng ngại hắn xuất chiến chướng ngại, đều nên bị quét dọn, bao quát cái này cổ xưa tông quy cũng giống vậy. Ách! Tất cả mọi người vẫn là ngây ngốc mà nhìn xem hắn, không nói ra một câu. Cho dù là Tà Vô Nguyệt cũng là nhịn không được hung hăng nháy mắt mấy cái, tỉ mỉ dò xét hắn rất lâu, mới thở dài một hơi nói, thạch cung phụng quả thật hợp lý người, bản tông cũng là ý tứ này, từ hôm nay trở đi, tinh anh tạp dịch phòng đem lấy tay bắt đầu chọn lựa tiến về song long hội đệ tử, từ Trác Phàm một tay phụ trách. Bao quát tinh anh môn, nội môn cùng ngoại môn, đều muốn toàn lực phối hợp. Tốt, bất quá chúng ta vốn chính là tinh anh môn chỉ đạo cung phụng. Vì song long hội huấn luyện tinh anh đệ tử. Hiện tại song long hội đệ tử tuyển bạt nhiệm vụ, rơi xuống tinh anh tạp dịch phòng trên đầu, chúng ta là không phải cũng quá khứ tiếp tục đảm nhiệm chỉ đạo chức vụ. Lúc này, Dương Sát đột nhiên mở miệng hỏi. Bọn họ đây là bắt người tay ngắn, thu Trác Phàm lễ vật, cũng không tiện phản đối, chỉ có thể qua loa cho xong chuyện theo hắn ý tứ đi. Tà Vô Nguyệt vốn là có ý Trác Phàm dẫn đội, ủng hộ tại hắn. Huống chi hiện tại cũng bắt người ta đồ vật. Cho dù Trác Phàm náo hiếm có chật, tùy hứng một chút, ồn ào nháo muốn chủ quyền, đem đệ tử tuyển bạt đại quyền bắt ở trong tay chính mình, tuyển bạt chi địa định tại chính mình địa bàn.
Cái này mặc dù không hợp quy củ, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nâng đỡ đi xuống. Chỉ cần không vi phạm hắn nguyên tắc, cùng hắn xung đột lợi ích, Tà Vô Nguyệt tự nhiên tận mở cửa sau, nâng đỡ hắn đến cùng. Đây cũng là đút lót lực lượng, nếu không mà nói, Tà Vô Nguyệt nhất tông chi chủ, lại sao có thể tha cho hắn như thế hổ nháo, làm ra như vậy không hợp quy củ sự tình. Quả nhiên, chỗ có quy củ, đều là muốn cho có thực lực người nhượng bộ, cái này bên trong, tự nhiên cũng bao quát tài lực. Bất giác sờ sờ lỗ mũi mình, Tà Vô Nguyệt bất chí khả phủ nói, không quan trọng, chỉ cần tiểu tử kia chịu thu các ngươi đều có thể tiến vào chiếm giữ, không có người ngăn đón. Dù sao chỗ đó trưởng lão cung phụng cũng không ít, nhiều các ngươi ba cái cũng không nhiều. Nghe được lời này, ba người liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nghĩ không ra bọn họ đường đường ba cái chỉ đạo cung phụng, tới đó nhận chức, thế mà còn phải đi qua một tên đệ tử cho phép. Cái này tại Ma Sách Tông mấy ngàn năm trong lịch sử, thế nhưng là trước đây chưa từng gặp a, xem như khai mở khơi dòng. Mà còn lại những cái kia nội môn trưởng lão cung phụng nhóm, lại là từng cái trong lòng kinh hãi, cho dù cái này Trác Phàm thực lực mạnh hơn, cũng là đệ tử thân phận, bây giờ quyền thế to lớn, lại có thể ảnh hưởng trưởng lão cung phụng thuộc về, có phải hay không có chút quá mức. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía Thạch cung phụng chỗ đó lúc, đã thấy hắn vẫn như cũ một bộ vẻ đạm nhiên, tia không quan tâm chút nào việc này, bọn họ liền cũng chỉ đành ai thán một tiếng, cúi thấp đầu, không nói nữa. Liền bọn họ người dẫn đầu đều không nói lời nào, bọn họ còn có cái gì có thể nói sao? Kết quả là, đại sự đã quyết định, tại lại thương lượng một số không là vấn đề việc nhỏ không đáng kể về sau, lần này nội môn hội nghị cũng coi như chính thức kết thúc. Ha ha ha, nguyên bản một cái tiểu tiểu tạp dịch phòng, tông môn tầng dưới chót nhất địa phương, hiện tại thế mà một hơi lẻn đến tông môn tối cao vị trí, đều ở vào tinh anh trên cửa, cũng thật sự là châm chọc a. Thì đám kia thối tạp dịch, mỗi ngày còn tại cho lão phu cùng các đệ tử quét dọn gian phòng đây, hiện tại, hừ hừ. Ai, người có gì có thể không phục, ai bảo chỗ đó ra cái tôn hầu tử, trực tiếp đem tinh anh môn cho chọn đâu. Hiện tại toàn tông trên dưới đều coi hắn là bảo bối đối đãi giống nhau, như tổ tông đồng dạng dỗ dành cung cấp, thì chỉ hắn đi song long sẽ biểu hiện thật tốt một phen, cho tông môn giành lại mặt mũi và lợi ích đây. Nếu là hắn người đồ đệ lời nói, người bây giờ cũng có thể vênh váo lên. Nói cho cùng, vẫn là cái kia bốn chữ, thực lực phi tôn a. Từng cái trưởng lão cung phụng, hoặc top 5 top 3, hoặc 1-2 kết bạn, thì hôm nay quyết ý tại phát ra bực tức, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy, đi ra đại điện. Đến sau cùng, nơi này chỉ còn lại có Tà Vô Nguyệt cùng Thạch cung phụng hai người lúc, Tà Vô Nguyệt không khỏi một mặt tò mò nhìn về phía hắn, nghi nói Thạch cung phụng, hôm nay mặt trời này đánh bên nào thăng lên, ngài không cùng ta tranh cãi. Ha ha ha, tông chủ chê cười, lão phu khi nào cùng ngài nhấc qua đòn khiêng. Bất quá là vì tông môn đại nghĩa, dựa vào lý lẽ biện luận thôi. Bình thường như có hiểu lầm, mời tông chủ rộng lòng tha thứ. Lần này, cái này Trác Phàm xác thực ra người ngoài dự tính, làm lòng người sinh hy vọng. Lão phu thực sự tìm không ra, lại trách móc nặng nề hắn lý do. Chỉ hy vọng hắn có thể vì tông môn lập xuống đại công tích, đối với cả cái tông môn đều là vô cùng tốt. Thật sâu bái bái, Thạch cung phụng cười một tiếng. Tà Vô Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, lại là căn bản không tin trong miệng hắn nói. Gặp Tà Vô Nguyệt không nói, Thạch cung phụng trầm ngâm một chút, lại cười cười nói, nếu là tông chủ không có việc lớn gì lời nói, vậy lão phu trước cáo từ. Nói, hắn liền lập tức quay người, đi ra ngoài, Tà Vô Nguyệt cứ như vậy nhìn lấy hắn, từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Thế nhưng là, ngay tại hắn sắp bước ra cửa hạm trong tích tắc, một chân bước lại là lại dừng lại, quay người nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, lộ ra một bộ lão hồ ly giống như nụ cười, rằng rặc lên tiếng, ha ha ha. Tông chủ, ngài vừa mới có một câu nói rất đúng, quả thực xâm nhập lão phu đáy lòng a. Trường giang sóng sau đè sóng trước, ha ha, không tệ. Thế nhưng là, hắn cái này một làn sóng hoa quá lớn, hôm nay làm cho tông quy cho hắn nhường đường, ngày mai liền không biết là ai cho hắn thoái vị. Ngươi nói cái gì? Trong mắt bất giác chừng một cái, Tà Vô Nguyệt giống to lên tiếng. Khóe miệng hơi vểnh lên, Thạch cung phụng cười thần bí, từ chối cho ý kiến, lão phu tùy tiện nói một chút, tông chủ không cần để ý. Lần nữa thật sâu bái một chút, Thạch cung phụng cuối cùng quay người sải bước rời đi nơi này, chỉ là cái kia tiếng cười to, lại là rõ ràng truyền vào Tà Vô Nguyệt trong tai,
Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời, không biết sóng trước kim hà tại, chỉ có bãi trước nước mắt làm a, ha ha ha. Thạch lão đầu nhi, ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt hung hăng khẽ cắn môi, song quyền nắm lại, đã minh bạch hắn lời nói bên trong chân ý, lại vừa nghĩ Trác Phàm tại tông môn đặt chân căn cơ càng phát ra vững vàng, phát triển cấp tốc vượt mức bình thường, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia khúc mắc. Về sau, nội môn quyết ý rất nhanh truyền khắp cả cái tông môn, cái này không khỏi lại là gây nên một phen cự chấn động mạnh. Nội môn ngoại môn đệ tử, đều nhanh kinh ngạc đến ngây người. Trước kia cái này tinh anh tạp dịch phòng, chỉ là lấy lợi dụ, bàn về tông môn địa vị, nhưng như cũ là tầng dưới cùng. Đơn giản là các đệ tử không quan tâm cái danh này, chỉ nghĩ ra được thực tế lợi ích, mới đi tìm nơi nương tựa. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lúc này mới bao lâu công phu, nơi này lại nhưng đã đứng tại tinh anh trên cửa, cầm tới tham gia song long hội quyền quyết định. Nói cách khác, về sau tiến tinh anh tạp dịch phòng, không có chút thực lực, đó là vạn vạn vào không được. Trước kia tiến tinh anh môn, đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, huống chi hiện tại tinh anh môn nhập tinh anh tạp dịch phòng, cũng phải tầng tầng tuyển bạt, vậy còn không ức vạn binh mã xiết đi dây a. Cái kia có thể thông qua tỷ lệ, quả thực cơ hồ nhỏ. Trong lúc nhất thời, lúc trước một mực tại xem chừng, không có thể kịp thời tìm nơi nương tựa tinh anh tạp dịch phòng ngoại môn các nội môn đệ tử, hiện tại là hối hận ruột đều xanh, còn kém tại chỗ khóc chết. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng công phu, cái này tinh anh tạp dịch phòng hội phát triển được nhanh chóng như vậy. Mà tinh anh tạp dịch trong phòng người, lại là từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Riêng là về sau, ba vị chỉ đạo cung phụng đem những cái kia tinh anh môn đệ tử kéo qua, tiếp nhận Trác Phàm khảo nghiệm, tiến vào nơi này lúc, bọn họ càng là lòng tràn đầy tự hào, đầu ngửa đến độ nhanh ngửa đến trên mông. Trước kia là bọn họ vót nhọn đầu tiến tinh anh môn, chỗ đó phảng phất như là bọn họ mục tiêu cuối cùng, tiến vào chỗ đó, cũng là bọn họ cả đời nguyện vọng. Nhưng là bây giờ, lại là vừa vặn ngược lại, tinh anh môn nhân chen vỡ đầu hướng bọn họ nơi này chui. Quả nhiên, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, bọn họ tạp dịch phòng cũng có như thế lộ mặt thời điểm. Mà cái này tất cả mọi thứ, đều là một cái người mang đến, tinh anh tạp dịch phòng người xây dựng, đại quản gia Trác Phàm. Bỗng dưng, mọi người đối Trác Phàm sùng kính, quả thực bắn ra tới cực điểm, đạt đến si mê trình độ. Thế nhưng là, tạp dịch phòng bên này là vui vẻ, nhưng nội môn cùng ngoại môn đệ tử lại gặp tội. Đơn giản là Trác Phàm một cái mệnh lệnh, cho dù tinh anh tạp dịch phòng người, cũng làm cho ta điểm tạp dịch sự tình. Thì một câu nói kia, để cả cái tông môn bên trong xuất hiện một nhóm không thể trêu vào càng không trốn thoát đại gia. Đụng! Một tiếng vang thật lớn. Một cái thanh hoa bình sứ nhất thời ngã nát trên mặt đất, Khuê Lang cầm lấy đem đại tảo đem, lạnh lùng nhìn trên mặt đất mảnh vụn, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía một bên khác, một cái vạn phần ủy khuất khuôn mặt, thản nhiên nói, người bình hoa a. Đúng vậy a, cực phẩm quan lò nung thanh hoa sứ, giá trị không ít linh thạch đâu. Khóe miệng hơi hơi xẹp xẹp, thanh niên kia sắp khóc. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Khuê Lang gầm thét lên tiếng, thân là tu giả. Cầm linh thạch mua đám đồ chơi này làm gì? Hại lão tử đánh nát, ảnh hưởng lão tử quét dọn tâm tình. Lăn ra ngoài, lão tử cho ngươi quét sạch sẽ. Không không không, Khuê Lang sư huynh, đây là ta tự mình tới a, không dám làm phiền ngài. Đánh rắm, Trác quản gia bàn giao nhiệm vụ, chúng ta mỗi ngày đều phải làm chút tạp dịch nên làm việc, ta há có thể không làm, ngươi muốn cho lão tử bị phạt có phải hay không, lăn. Một tiếng gầm thét. Khuê Lang hung hăng nguyết hắn một cái. Nam tử kia run một cái, không dám lại nói cái gì, vội vàng lui ra ngoài. Thế nhưng là hắn lại cũng không đi xa, thì ở bên ngoài trông coi, thấp thỏm bất an trong lòng. Chỉ chốc lát sau, liền nghe trong phòng đinh lánh cạch lang một trận loạn hưởng, hắn lại chỉ có thể khổ bức lấy một trương khuôn mặt, chờ ở bên ngoài lấy, không dám vượt qua giới hạn. Chờ một phút sau, Khuê Lang mới dửng dưng từ bên trong đi tới, cây chổi một khiêng. Từ chối cho ý kiến nói, quét dọn tốt, đi vào đi, có chút chi tiết tự mình xử lý một chút. Là, sư huynh ngài vất vả, thanh niên kia liên tục không ngừng gật đầu, khúm núm. Khuê Lang thỏa mãn gật gật đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi nơi này. Thanh niên kia gặp hắn đi xa, vội vàng vào nhà xem xét, lại là nhất thời ngây người. Chỉ thấy hắn phòng, cái bàn toàn bộ đã vỡ vụn, liền trên tường đều xuất hiện mấy cái đại lỗ thủng.
Thế này sao lại là quét dọn, căn bản chính là phá dỡ. Vừa nghĩ tới phòng mình, về sau mỗi ngày đều muốn đến một người như vậy quét ngang một phen, thanh niên kia thì ngăn không được có loại muốn khóc xúc động. Hiện tại tạp dịch phòng, liền không có cái ra dáng tạp dịch sao? Không sai, ra dáng tạp dịch đều bị phái đi đi quét dọn trưởng lão cung phụng gian phòng, còn lại những tinh anh này tạp dịch, mới có thể được phái đến ngoại môn cùng nội môn đệ tử chỗ này tới làm công. Bởi vì cho tới bây giờ chưa làm qua những chuyện này, thực lực lại mạnh như vậy, cho nên bọn họ quét dọn cùng phá dỡ cũng không có gì sai biệt. Bất quá đối với những thứ này phá dỡ đại đội, nội môn cùng các ngoại môn đệ tử lại là giận mà không dám nói gì. Đơn giản là, giờ này khắc này, tinh anh tạp dịch phòng bọn tạp dịch, mới là tông môn ngàn chọn vạn tuyển, tuyển ra đến cao thủ hàng đầu nhất. Bọn họ cho dù có oán khí, lý luận tự nhiên không có gì có thể nói, đánh nhau khẳng định đánh không lại, sau cùng nói không chừng còn bị một cái lấy thấp đánh cao giết chết, vậy liền được không bù mất. Đỉnh lấy tạp dịch tên tuổi, có tông quy bảo hộ, thực lực lại là tinh anh thực lực, đây mới là tinh anh tạp dịch phòng nghịch thiên nhất địa phương. Liền đồng dạng trưởng lão cung phụng, cũng không dám trêu chọc. Lão tử ngày mai nhất định muốn thi đậu tạp dịch phòng. Tên thanh niên kia thực sự chịu không được, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, thế nhưng là rất nhanh, lại nghĩ tới chính mình cái này không quan trọng thực lực, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai thán liên tục. Đúng, bởi vì muốn gia nhập quá nhiều người, cho dù là tạp dịch phòng, hiện tại đều đã cần tuyển bạt, mới có thể tiến nhập. Ánh sáng mặt trời, như tầng lụa mỏng, chậm rãi khoác ở một tòa lụi bại trên khu nhà nhỏ. Một đạo vĩ ngạn thân thể, như cùng một con cọc gỗ giống như, thẳng tắp bình tĩnh tại cái này địa phương, không nhúc nhích. Chỉ có hắn cái bóng, theo ngày biến hóa, đang không ngừng kéo dài biến ngắn. 7 ngày, liên tiếp 7 ngày, người này vẫn bình tĩnh ở chỗ này, không nói một lời, không nhúc nhích tí nào, mọi người chung quanh mỗi khi muốn lên giờ công, theo hắn nơi này đi qua, đều là bị hắn cỗ này nồng đậm sát khí ép tới không thở nổi, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, nơm nớp lo sợ qua lại mảnh này thổ phòng ở giữa. Đột nhiên, một tiếng nhẹ nhàng điệu hát dân gian vang lên, một cái bị ổi tiểu lão đầu, không biết rên lên cái gì từ khúc, từ bên ngoài khoan thai tự đắc về tới đây. Lỗ tai hơi hơi động động, người kia nheo mắt, mãnh liệt xoay người nhìn sang, hét lớn lên tiếng, viên lão đầu. Ách, viên lão, người rốt cục trở về. Người kia vừa muốn mắng to, nhưng là bỗng dưng tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, đổi tên hô, biến đến cung kính. Viên lão nhìn qua, bất giác khẽ giật mình, tiếp lấy chính là lại lộ ra một bộ nịnh nọt nụ cười, ba chân bốn cẳng đi vào người kia trước người, cười đùa nói, ha ha ha. Quỷ hổ đại nhân, ngài tìm tiểu lão nhân có dặn dò gì? Cái này, nghi đầu nhìn không được run run, quỷ hổ thật sâu nhìn lấy lão đầu nhi này, lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Tuy nhiên Trác Phàm Khuê Lang chờ đều nói hắn không đơn giản, nhưng là hắn thấy thế nào cảm giác cái này nha cũng là một cái bình thường phố phường lão già, nịnh trên mị dưới, cùng hắn tiểu nhân vật không có gì khác biệt, để hắn đường đường bên trong môn đệ nhất cao thủ quỷ hổ, hướng hắn khom người thỉnh giáo, hắn lại là làm sao cũng khó có thể làm đến. Bất quá, vừa nghĩ tới Trác Phàm câu nói kia, liền hắn cao đại quản gia đều đối lão gia hỏa này lễ kính có thêm, trong lòng của hắn cũng liền thoải mái. Lấy Trác Phàm thực lực cùng công tích, đều có thể để xuống tư thái, hướng lão nhi này thỉnh giáo luận đạo, hắn quỷ hổ lại tính toán cái quái gì. Nghĩ như vậy, quỷ hổ trầm ngâm một chút, cuối cùng ấp a ấp úng nói, viên. Viên lão, Trác quản gia để cho ta tới hướng ngài lĩnh giáo tu tâm chi pháp, nhìn vui lòng chỉ giáo. Nói ra câu nói này lúc, quỷ hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất tại cùng một cái 3 tuổi hoa hoa thỉnh giáo, cái chữ này làm như thế nào đọc một dạng, đừng đề cập nhiều xấu hổ. Thế nhưng là viên lão nghe này, lại là mi đầu bất giác vẩy một cái, con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, cười nhẹ gật gật đầu, khen, ha ha ha. Không tệ không tệ, lấy người tính tình, thế mà có thể để xuống tư thái tìm lão phu lĩnh giáo, cũng thật sự là đáng quý. Chỉ bằng điểm này, người gần nhất liền tiến rất xa. Xem ra tại Trác Phàm thủ hạ trải qua một trận, người cũng được ích lợi nhiều a. A, lão già này khí chất làm sao thoáng cái biến. Không khỏi sững sờ, quỷ hổ thật sâu nhìn viên lão liếc một chút, lại là không khỏi ngơ ngác. Bởi vì lúc này viên lão trên thân, đã không có loại kia tiểu nhân vật bị ổi khí chất, ngược lại là một cỗ thâm bất khả trắc hoàng uyên, nhìn không thấy cuối. Hắn ánh mắt cũng là thâm thúy đáng sợ.
quỷ hổ chỉ là nhìn một chút, liền có một loại sắp bị hút đi vào cảm giác, triệt để trầm luân. Lão già này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Làm sao cái này tạp dịch trong phòng, giấu đều là một số quái vật a? Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, quỷ hổ bất giác trong lòng hoảng hốt. Bởi vì hắn đã bản thân cảm nhận được, viên lão cái kia cỗ như núi cao nguy nga giống như khí thế, vậy mà viễn siêu tông môn tất cả trưởng lão cung phụng, cho dù là sư phụ hắn đại trưởng lão cùng thạch cung phụng, cũng vạn vạn khó có thể với tới. Ha ha ha, quỷ hổ, người đi theo ta a, ta dạy cho người cái gì là đạo. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, viên lão bất giác khẽ cười một tiếng, quay người hướng tạp dịch phòng chỗ sâu đi đến. Quỷ hổ gặp, không dám thất lễ, vội vã đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, viên lão ở một tòa đống đất nhỏ trước dừng lại, đó là một con kiến ổ, kết bè kết đội con kiến chính đang bận rộn vận chuyển lấy thực vật. Viên lão nhìn phía dưới, chỉ bọn họ nói, những thứ này con kiến hồi đồ vật, người muốn giết bọn nó, như thế nào giết? Không khỏi sững sờ, quỷ hổ chẳng hiểu ra sao, nhìn lấy lòng bàn chân những cái kia nhỏ vụn đồ vật, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, đám đồ chơi này, một chân giết chết là được, còn có thể giết thế nào? Ha ha ha, không sai, những vật nhỏ này, xác thực một chân liền có thể giết chết, người đi thử một chút. Rear map hơi hơi lắc một cái, viên lão khóe miệng lộ ra thần bí nụ cười. Quỷ hổ mi đầu sâu nhăn, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chiếu vào hắn lời nói, đụng một tiếng, dẫm một chút. Chờ giơ chân lên, dưới chân đã nghiền chết mấy chục cái con kiến, nhưng là còn có số ít con kiến theo trong khe hẹp leo ra, tiếp tục vội vàng hấp tấp chạy về trong động. Mỉm cười lấy lắc đầu, viên lão từ chối cho ý kiến nói, nhìn đến a, có cá lọt lưới. Cái này giống người hiện tại lực lượng, mạnh mà không ngưng, trung gian lỗ trống, rất lớn cái nào. Cho dù đều là thần chiếu cảnh, ở giữa chênh lệch lại có thể chênh lệch rất lớn. Trước kia ngươi tại nội môn làm mưa làm gió, không phải là bởi vì ngươi rất mạnh, mà là bởi vì nơi này không có cường giả chân chính, chờ ngươi đến song long hội phía trên, chỗ đó người, thế nhưng là mỗi một cái đều là tâm cảnh thông suốt thế hệ, riêng là trung tam tông cùng thượng tam tông người, càng thêm không dễ chọc, khi đó ngươi thì biết mình cùng bọn hắn chênh lệch. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, quỷ hổ bất giác trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn về phía viên lão thỉnh giáo cái kia. Ta nên làm như thế nào? Vẫn là một cái đạo lý, như thế nào giết chết những thứ này con kiến? Khóe miệng hơi vểnh lên, viên lão chậm rãi cúi người, đem một con kiến nắm ở trong tay, mở miệng yếu ớt, vừa mới ngươi là tùy ý một chân, đơn giản là ngươi xem những thứ này con kiến hôi vì cỏ rác. Thế nhưng là nếu ngươi trong bụng đói khát khó nhịn, chỉ có những thứ này con kiến có thể quấn bụng đâu. Ây, thế nhưng là viên lão, ta là thần chiếu cảnh, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Không khỏi nghi ngờ nháy mắt mấy cái, quỷ hổ gãi đầu một cái, ồm ồm nói. Bất giác mỉm cười lấy lắc đầu, viên lão thở dài nói, quả nhiên là du mộc đầu, ngộ tính không được tốt lắm a. Lão phu chỉ là đánh cái so sánh, hoặc là nói, tại ngươi không bao lâu, cũng có chịu đói cảm giác đi. Cũng là loại thời khắc kia, ngươi hội xử trí như thế nào những thứ này con kiến. Ánh mắt hơi hơi hư hư, quỷ hổ nhìn chằm chằm những thứ này tại trên mặt đất tán loạn tiểu đông tây, trong lòng bỗng dưng phát lên một cỗ cực độ khát vọng, mí mắt cũng càng ngày càng đỏ. Không tệ, chính là như vậy, một cái đều không buông tha, đem bọn hắn toàn ăn, nếu không chính mình thì phải chết đói. Hài lòng gật đầu, viên lão đột nhiên trong mắt ngưng tụ, một cỗ tuyệt cường sát khí đột nhiên bắn ra, làm cho quỷ hổ cũng không nhịn được thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân đã hoàn toàn rét lạnh. Tay chân phát run, đúng là bị hù dọa tình cảnh như thế. Tiếp đó, hắn liền một mặt hoảng sợ nhìn lấy viên lão, đem cái kia con kiến nhét vào trong miệng, hơi hơi nhai động một cái, nuốt xuống. Chỉ là cái kia cỗ nồng đậm giống như hóa thành thực chất sát ý, vẫn như cũ để lòng hắn phía dưới rung mạnh không thôi. Trong lòng nghi hoặc lần nữa phát lên, cái lão nhân này, đến tột cùng là ai a? Chậm rãi sờ sờ chính mình rear map, viên lão quay đầu nhìn về phía hắn. Cười khẽ một tiếng, nhìn đến à, sư tử vồ thỏ, toàn lực nhất kích, đó là bởi vì nó đói. Giết hại, dù sao cũng nên có nó tất phải giết chỗ, nếu là ngươi tìm không thấy, đây chính là không tất yếu giết hại, lực lượng tự nhiên tan rã. Thiên đạo vô tình, nó coi thường sinh mệnh, nhưng là thiên đạo lại có tình, nó lại nhìn thẳng vào sinh mệnh. Sau đó thế gian có chính ma lưỡng đạo, chính chủ sinh, dương khí trường tồn, ma chủ giết, vẫn diệt thiên hạ.
thế nhưng là giết muốn vì sinh làm chút gì, mới có ý nghĩa. Nếu không, chìm đắm vào lãm sát chi cảnh, vậy liền rơi vào ma cảnh, bị ma khống chế, mà phi đạo cảnh. Ma đạo, tùy ma nhập đạo, người như tại ma trung bàn hoàn không tiến, khó thành đại đạo. Tựa như người trước kia lạm sát trong môn đệ tử, cái nào một lần lại thật đang sử xuất qua chính mình lực lượng. Cứ thế mãi, người đã không biết người thật đang toàn lực vì sao. Điểm này, người xem một chút Trác Phàm a, hắn mặc dù cũng xuất thủ vô tình, nhưng cái nào một lần không phải tất sát mới giết. Thân thể hơi hơi run run, quỷ hổ sắc mặt nghiêm túc, một mặt cung kính nhìn chằm chằm cái này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiểu lão đầu, giống như một vị đệ tử đang nghe tông môn trưởng bối răn dạy đồng dạng. Tốt, ngươi trở về đi, tựa như Trác Phàm dạy các ngươi như thế, làm chút tạp dịch cái kia làm sự tình, có trợ giúp các ngươi tâm cảnh tu luyện. Tuổi trẻ khinh cuồng, ngạo khí phóng ra ngoài quang cảnh, người nào chưa từng có, càng đừng đề cập các ngươi những thiên tài này đệ tử. Bất quá thế đổ gian nguy, khóm bụi gai sinh, có khi tất phải học được thu liếm, mới có thể thành sự. Chờ các ngươi lúc nào, giống Trác Phàm như thế thu phóng tự nhiên, tâm cảnh tự nhiên là có thể tiểu thành. Chuyện này với các ngươi ngày sau tu vi, cũng rất có ích lợi. Chậm rãi khoát khoát tay, viên lão đạm mạc lên tiếng. Lần nữa thật sâu bái bái, quỷ hổ cung kính lui xuống đi, quay người rời đi. Thế nhưng là ngay tại hắn thân ảnh biến mất nháy mắt, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, lại là đột nhiên vang vọng sau lưng viên lão. Ba ba ba, ha ha ha, viên lão cũng là viên lão, nói làm việc đinh tai nhức óc a. Ma đạo, từ ma về đạo, cái này ta còn là lần đầu tiên nghe nói, trở về được thật tốt tham lượng một phen mới được. Rear map hơi hơi run run, viên lão chậm rãi quay người, lại chính gặp Trác Phàm một mặt vui vẻ hướng hắn đi tới, bất giác bật cười lắc lắc đầu ai, Trác quản gia ngài thì chớ giễu cợt tiểu lão nhân, trên một điểm này, ngài mới là đại năng a. Chỗ nào, viên lão khách khí, ta thế nhưng là cũng rất muốn cùng ngài cầm nến dạ đàm một phen đây. Quỷ hổ kia ở chỗ này chờ ngươi 7 ngày, ta thế nhưng, chờ ngươi 7 ngày a. Nào dám tình không khéo, cái này 7 ngày ngài xem như đợi uổng công, ngài còn phải mau chóng rời đi. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, viên lão bất đắc dĩ lắc đầu. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm không rõ ý, lời này giải thích thế nào. Cái này phải hỏi ngài a, không biết ngài khi nào chọc ma hồn tông, bây giờ người ta tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, viên lão không khỏi cười khẽ một tiếng. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm hé mồm nói, Hàn Tam Thiếu. Hắn cũng tới, bất quá còn có một người đi cùng, hắn nhị ca Hàn Nhị Thiếu mới là lần này cọng rơm cứng, hiện tại chính tiếp ngay cả khiêu chiến tinh anh môn cao thủ đây. Bất quá đối với ngươi, cũng không thành vấn đề. Viên lão đạm mạc gật đầu, khoan thai lên tiếng. Trác Phàm trầm ngâm một chút. Sâu xa nói, hắn đụng đến ta tạp dịch phòng người. Thôi đi, người ta làm sao lại đặc biệt chạy ngươi tạp dịch phòng sinh sự. Bất quá, tông chủ cố ý để tạp dịch phòng người đi tỉ thí chàng quét dọn. Vốn là điểm danh là ngươi, kết quả ngươi không tại, thì thích Trường Long bọn họ những thứ này ban đầu tinh anh đệ tử đi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm bất giác nhẹ hừ một tiếng, hướng về nội môn phương hướng đi đến, vừa đi. Một vừa hùng hùng hổ hổ, cái này Tà Vô Nguyệt cũng là bức ta xuất thủ, người ta đến tinh anh môn tìm người, người không phải đem tạp dịch phòng dắt đi vào làm gì. Không có cách, ai bảo hắn là tông chủ, đến nhìn trung tông môn mặt mũi, người chỉ là chủ trưởng tạp dịch phòng, tự nhiên không quan tâm những thứ này. Bất giác bật cười một tiếng, viên lão vuốt khẽ chòm râu, lắc lắc đầu. Đụng, một tiếng vang thật lớn, nội môn trên đại điện. Một đạo thanh niên bóng người như chỉ diều đứt dây giống như, bay ngược lấy rơi xuống mặt đất, khóe môi nhếch lên một tia đỏ tươi chi sắc, sắc mặt trong nháy mắt uể oải đi xuống. Chung quanh vây xem Tà Vô Nguyệt bọn người mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, giữ im lặng. Còn lại những cái kia chuẩn bị ra sân các đệ tử, lại là từng cái nơm nớp lo sợ, hai chân đã phát run lên. Đây chính là ma sách tông tinh anh môn đệ tử A, hừ, quả thực không chịu nổi một kích. Khách tọa chi vị, một cái tóc đen đầy đầu lão nhân liếc xéo tại chỗ tất cả mọi người liếc một chút, cười lạnh. Bên cạnh hắn một cái vĩ to lớn thanh niên, cũng là lộ ra một bộ lạnh lẽo nụ cười, từ chối cho ý kiến, cất giọng nói, Tam đệ, người nói cái kia cao thủ, thật sự là ma sách tông sao? Tuyệt đối không sai, nhị ca, ta nghe cái kia bốn cái tiểu đông tây, gọi hắn Trác quản gia tới.
chàng vị trí trung tâm, một cái tà dị thanh niên một mặt buồn bực quét mọi người liếc một chút, lại chính là Hàn Tam Thiếu không thể nghi ngờ, không khỏi hét lớn lên tiếng, tiểu tử kia ở nơi nào, để hắn đi ra cùng ta nhị ca nhất chiến, khác giấu đi không lên tiếng, rùa đen rút đầu một dạng. Thạch Cung Phụng bất giác sờ mũi một cái, nhìn về phía ông lão tóc đen kia, thản nhiên nói, Mạc trưởng lão, các ngươi Ma Hồn Tông liền xem như đứng hàng trung tam tông, cũng không thể như thế không coi ai ra gì đi. Lão Phu đã sớm nói, chúng ta nơi này là tông môn, cũng không phải là gia tộc, nơi nào đến quản gia. Trưởng lão Cung Phụng ngược lại là một đống lớn, nếu không ngài chọn một cái đọ sức một trận. Hừ hừ hừ, không cần, chúng ta lần này đến mục đích chỉ là đệ tử ở giữa luận bàn một chút, xúc tiến hai tông giao lưu, trưởng lão động thủ, như cái gì lời nói. Muốn là không rõ tình hình, còn cho là chúng ta hai tông khai chiến đâu. Thân thể hơi chấn động một chút, các vị trưởng lão Cung Phụng tất cả đều âm trầm phía dưới sắc, liền Tà Vô Nguyệt cũng là một mặt tức giận mà nhìn xem hắn. Mẹ nó, lão già này dám lấy ra chiến uy hiếp bọn họ, coi như Ma Hồn Tông là trung tam tông, bọn họ là hạ tam tông, nhưng là thân là Thiên Vũ Hộ Quốc tam tông một trong, lại không phải là không có trung tam tông bảo bọc, thế mà hù dọa bọn họ, thật là đáng chết. Ánh mắt âm trầm đáng sợ, Tà Vô Nguyệt chỉ những cái kia sợ hãi rụt rè đệ tử, bất giác giận dữ lên tiếng, các ngươi còn ngốc ngẩn người làm gì, còn không mau lên cho ta a. Thân là tinh anh môn đệ tử, liền cái này chút dũng khí đều không có sao. Nếu là đánh thua, toàn chết hết cho ta. Thân thể nhịn không được lắc một cái, những đệ tử kia giật mình câm như hến, sắp khóc đi ra. Mẹ nó, tinh anh môn làm sao, hiện tại tinh anh môn cường giả đều bị tạp dịch phòng đào đi. Bọn họ còn có cái gì chiến lực, cùng Ma Hồn Tông mạnh nhất Tam Thiếu so. Vẻn vẹn là cái này một cái Hàn Tam Thiếu, bọn họ liền đã không phải là đối thủ, chớ nói chi là bên kia còn ngồi đấy một cái nhìn chằm chằm Hàn Nhị Thiếu đây, liền xem như xa luân chiến, bọn họ cũng đánh không lại a. Hàn Tam Thiếu cũng là một mặt tà cười nhìn về phía bọn họ, mỉa mai lên tiếng, u, đây chính là Ma Sách Tông tối cao cấp tinh anh môn đệ tử a, cư nhiên như thế không tốt. Khó trách lần trước Song Long hội xếp tại hạng bét. Xem ra, chỉ ta Hàn Tam Thiếu một người, liền có thể hoàn toàn chọn nó, ha ha ha. Gương mặt nhịn không được hung hăng co lại, Tà Vô Nguyệt tức giận đến kém chút giận sôi lên. Lần trước Song Long hội, là trong lòng của hắn đau đớn nhất, lần này lại làm cho một tên tiểu bối, ở trước mặt hắn, tại hắn địa bàn nhi vạch trần hắn thương sẹo, hắn lại là mặt mũi rốt cuộc không nhịn được. Trong mắt sắc mặt giận dữ, như muốn phun lửa. Cái kia Mạc trưởng lão cùng Hàn Nhị Thiếu gặp, liếc nhìn nhau, đều là cười lạnh thành tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hừ, muốn một người đơn thiêu tinh anh môn, ngươi cho rằng ngươi là ai, có bản sự kia sao? Bỗng nhiên, một đạo hét lớn vang lên, ba đạo thân ảnh thân mang vải thô áo gai, trong tay dẫn theo một thanh đại tảo đem, chậm rãi đi vào trước mặt mọi người. Thích Trường Long phía trước cầm đầu đi tới, đằng sau thì là theo chân Bạch Luyện cùng Lục Hạt hai người. Bọn họ đều là tinh anh môn đi qua trùng điệp khảo nghiệm, mới tiến vào tinh anh tạp dịch phòng cao thủ, bất quá cũng theo đó biến thành tạp dịch, xuyên là quần áo rách nát, trong tay cầm là xù lông cây chổi, giống như cái bang con cháu. Hàn Tam Thiếu bọn người gặp này, bất giác đều là hơi nghi hoặc một chút, đám gia hỏa này là ai, hình như là tông môn tầng dưới chót nhất tồn tại, vậy trong này nào có bọn họ xen vào phần. Thế nhưng là, để ba người mở rộng tầm mắt là, nhìn thấy Thích Trường Long ba người đến. Những cái kia tinh anh môn đệ tử lại dường như nhìn thấy cứu thế chủ giống như, khóc ròng ròng nhào tới. Thích sư huynh, các ngươi cuối cùng tới. Nếu như các ngươi lại không đến, chúng ta đoán chừng liền nên toàn quân bị diệt a. Đúng a, đúng a, bọn họ ra tay quá mức ngoan độc, theo không nương tay. Tinh anh môn đệ tử ngươi một câu ta một câu tố lấy trong lòng buồn rầu cùng hoảng sợ, Thích Trường Long thì là sắc mặt càng thêm tức giận. Hàn Tam Thiếu bọn người nhìn lấy đây hết thảy. Lại là có chút mơ hồ. Đây là có chuyện gì, một đám thiếu gia công tử hướng một đám khất cái cầu cứu, cái này Ma Sách Tông đến tột cùng làm cái quỷ gì? Liếc mắt liếc một cái kia nằm trên mặt đất, không ngừng chảy máu sư đệ, Thích Trường Long minh bạch, hắn là thần chiếu 6 tầng cao thủ, nhưng như cũng bị một chiêu đánh giết, nhưng là gặp thực lực đối phương độ cao, tuyệt đối không thể khinh thường. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía cái kia Hàn Tam Thiếu phương hướng, quả nhiên, hắn là thần chiếu bát trọng cao thủ, liền nhấc chân hướng về phía trước, hét lớn lên tiếng, Ma Hồn Tông Hàn Tam Thiếu, cửu ngưỡng đại danh, ta đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu.
Hô! Một cỗ khí thế cường hãn thổi qua, Hàn Tam thiếu nhất thời tròng mắt co rụt lại, trịnh trọng nhìn về phía hắn, thần chiếu 9 tầng tu giả. Xưng tên ra. Tạp dịch phòng, Thích Trường Long. Lạnh hừ một tiếng, Thích Trường Long lớn tiếng thét dài. Khẽ chau mày, Hàn Tam thiếu quay đầu nhìn sau lưng Hàn Nhị thiếu cùng Mạc trưởng lão liếc một chút, ba người đều là rất là kỳ lạ. Tạp dịch. Làm sao một tên tạp dịch, là thần chiếu 9 tầng cường giả, cái này Ma Sách Tông đến tột cùng có thể hay không thưởng thức nhân tài a? Tu vi như thế, để hắn đi làm tạp dịch. Thế nhưng là lại xem xét hướng Thích Trường Long sau lưng hai người, một cái thần chiếu 9 tầng, một cái thần chiếu bát trọng, ba người liền càng là im lặng. Khó trách cái này Ma Sách Tông năm gần đây tại 9 trong tông một mực lót đáy, nhân tài cứ như vậy bị hoang phế a. Bất quá, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần có không sợ chết đi tìm cái chết, hắn liền tất cả đều đón lấy. Bất giác tà cười một tiếng, Hàn Tam thiếu lộ ra một bộ lạnh lẽo hàm răng, khinh miệt nói, thần chiếu 9 tầng, cái này còn có chút làm đầu. Có điều, chỉ là tu vi cao hơn ta nhất trọng cảnh lời nói, người bình thường thế nhưng là cái dám dùng không có. Hừ, vậy ngươi thì nhìn xem ta, là không phải người bình thường đi. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Thích Trường Long lúc này trong mắt ngưng tụ. Thả người xông về trước quá khứ. Hàn Tam thiếu lạnh lùng cười một tiếng, cũng là không chút do dự phóng đi, nhất trưởng đánh ra. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, hai người song trưởng đụng vào nhau, Hàn Tam thiếu hơi hơi run run thân thể, đột nhiên đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Thích Trường Long lại là bạch 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 hướng, về, sau liên tục lui bước, rút lui thẳng đến 10 bước nhiều, mới miễn cưỡng dừng lại. Làm sao có thể? Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Thích Trường Long quả thực không thể tin được đây là thật. Rõ ràng hắn tu vi càng cao, vì sao cùng đối phương giao thủ phía dưới, ngược lại chỗ tại rõ ràng thế yếu. Hắn không hiểu, Lục Hạt cùng Bạch Luyện hai người cũng là cả kinh, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Bất giác suy cười một tiếng, Hàn Tam thiếu mỉa mai liên tục, ha ha ha. Nhìn đến a, coi như người tu vi cao hơn ta nhất trọng, nhưng là nguyên lực gân mạch cường độ độ rộng cũng không bằng ta, đây cũng là tông môn nội tình. Người biết bổn công tử từ nhỏ đến lớn, tu luyện tới tình cảnh như vậy, ăn bao nhiêu linh đan rượu dược a, các ngươi lại phục dụng bao nhiêu. Đây cũng là tông môn chênh lệch, mà lại theo song long hội tiến hành, tông môn được đến tư nguyên càng phát ra không đồng đều, thực lực liền chênh lệch càng lớn. Hạ Tam Tông muốn lật đến Trung Tam Tông, vĩnh viễn không có cái này khả năng. Mí mắt nhịn không được run run, Ma Sách Tông toàn thể trên dưới, đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Thích Trường Long ba người càng là lộ ra bất khuất chi sắc. Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ bướng bỉnh, Hàn Tam thiếu cười lạnh, hướng ba người vạch vạch ngón tay, cười khẩy nói, không phục à, lại đến. Ba cái cùng tiến lên, đánh tới các ngươi phục mới thôi. Để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là trời sinh chênh lệch. Tốt, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó thua, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Thích Trường Long cũng không già mồm. Biết đơn đả độc đấu không là đối phương địch thủ, lúc này thì thừa cơ đáp ứng. Tà cười một tiếng, Hàn Tam thiếu từ chối cho ý kiến, thì các ngươi ba cái, cùng tiến lên còn có chút tư vị, đơn đả độc đấu cũng quá nhàm chán, liền làm nóng người cũng không tính. Cuồng vọng, một tiếng gầm thét phát ra, Thích Trường Long cùng khác hai người liếc nhìn nhau, đều là một bước bước, bỗng nhiên lao ra. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, khí thế mãnh liệt. Ba người toàn lực ứng phó liên thủ nhất kích, coi là thật như rời núi lấp biển đồng dạng hướng đối phương áp đi. Cái kia cố cường hãn lực đạo, lúc này khiến tại chỗ tất cả tinh anh môn đệ tử hưng phấn không thôi. Nguyên tinh anh môn ba đại cao thủ liên hợp xuất kích, cường thế như vậy, liền xem như hắn Hàn Tam thiếu cũng nhất định chịu không được a. Thế nhưng là, thấy tình cảnh này, Hàn Nhị thiếu cùng Mạc trưởng lão lại là sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, cũng không lo lắng. Cho dù là thân thể ở trong sân Hàn Tam thiếu, cũng vẫn như cũ treo một bộ tà dị tiếu dung, tựa hồ không chút nào đem ba người này cường kích để vào mắt. Độc phụ mạn thiên, lưu tinh trùy, đại địa bàn không, xanh biếc, màu trắng, tia sáng màu vàng hòa lẫn, ngưng tụ cùng một chỗ, bỗng nhiên hướng Hàn Tam thiếu áp đi, giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Hàn Tam thiếu gặp, lại là từ chối cho ý kiến, toàn thân hắc sắc quang mang lập lòe, ấn quyết trong tay đánh tới. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo tà dị ánh sáng. Chuẩn địa giai vũ kỹ, ma ảnh truy hồn thủ. Soạt. Hai tay vung về phía trước một cái, Hàn Tam thiếu quanh người bỗng nhiên xuất hiện từng đạo màu đen hư ảnh, phát ra lệ gọi,
như quỷ quái đồng dạng hướng ba người vọt tới. Một tiếng ầm vang, liền đem ba người kia hợp nhất ánh sáng trong nháy mắt đánh tan. Phốc, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, ba người cùng nhau bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, bóng đen kia không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục truy kích, như cùng một bàn tay giống như, bỗng dưng bắt đến bọn họ trên đầu. Đột nhiên ở giữa, tại từng trận thê thảm tiếng kêu gào bên trong, ba người chợt cảm thấy đầu đau muốn nứt, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Hàn Tam Thiếu thì là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ huyết tinh nụ cười. Không tốt, hắn đây là muốn đánh tan bọn họ nguyên thần. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bạch Cung Phụng không khỏi hét to lớn tiếng, nhất thời đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thích Cung Phụng nhìn thấy, cũng là một mặt lo lắng, song quyền chăm chú nắm lại. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn xuất thủ, đối phương Mạc trưởng lão tiếng cười khẽ cũng đã đột nhiên vang lên, cười nhạo liên tục, đệ tử ở giữa giao đấu, nào có trưởng lão cung phụng nhúng tay đạo lý. Chẳng lẽ Ma Sách Tông, liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao, để thế nhân làm trò hề cho thiên hạ. Tông chủ, mí mắt hơi hơi lắc một cái, Bạch Cung Phụng hai người vội vàng nhìn về phía Tả Vô Nguyệt phương hướng, đã thấy Tả Vô Nguyệt một mặt âm trầm, không nói một lời. Rất rõ ràng, tông môn thể diện, so mấy cái này đệ tử tánh mạng trọng yếu được nhiều, thì coi như bọn họ thật chiến tử, cung phụng trưởng lão cũng không thể ra tay. Thấy tình cảnh này, Bạch Cung Phụng hai người nhìn lại ba người cái kia lập tức liền muốn nguyên thần tán loạn, thống khổ không chịu nổi sắc mặt, song quyền không khỏi hung hăng nắm lại đến, liền móng tay đều đập đến trong thịt, nghiến răng nghiến lợi, lại bất lực. Càng là ma tông, tông quy càng nghiêm, làm trái tông quy, đây chính là tử tội. Kết quả là, chỉ sợ bọn họ ông cháu mấy cái, ai cũng chạy không. Thật là cứu cũng là chết, không cứu cũng là chết, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có một con đường chết. Hô! Đột nhiên, cuồng phong nổ vang, khí thế bức người, ngay tại ba người nguyên thần đã nhanh muốn không chịu nổi lúc, một đạo cường hãn phong cương đột nhiên thổi qua, nhất thời liền đem bọn hắn trên đầu cái kia đạo hắc khí phanh một tiếng, triệt để thổi tan. Ngay sau đó, cái kia cổ phong cương không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng phía trước thổi đi. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Hàn Tam Thiếu đuổi vội vàng hai tay hướng về phía trước giao nhau chặn lại. Oanh! Tựa như lũ quét, biển động buông xuống, hắn toàn bộ thân thể tại cái kia gió mạnh uy áp dưới, quả thực là bị đính đến lui lại mấy chục mét xa mới dừng lại, toàn bộ nền đá bản cũng bị xẹt qua hai đạo thật sâu dấu vết, đất đá nứt toác. Hắn hai cái chân trưởng cũng đã hoàn toàn rơi vào cái kia cứng rắn nền đá bản bên trong. Người nào, mí mắt hơi hơi lắc một cái, Hàn Tam Thiếu trên trán đã là chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, chậm rãi rời đã bị cái kia đạo đại lực chấn động đến có chút run rẩy hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hàn Nhị Thiếu cùng Mạc trưởng lão, cũng là nhướng mày, quay đầu hướng cái kia cự gió thổi tới phương hướng chăm chú chằm chằm đi, lại chính gặp một đạo gầy gò bóng người. Đồng dạng vai khiêng một thanh đại tảo đem, chính là một mặt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhìn như thế, đúng là tựa như vừa mới đột phá thần chiếu cảnh không lâu. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, Hàn Tam Thiếu bất giác quá sợ hãi, vội vàng chỉ đối phương bóng người, đi vào Hàn Nhị Thiếu bên cạnh, cuống cuồng bận bịu hoảng nói, hai. Nhị ca, cũng là hắn. Hừ, nguyên lai là ngươi a, lần trước đau khổ không ăn đầy đủ, lại tìm tới nơi này, thật có dũng khí. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm chỉ là nhẹ liếc nhìn hắn một cái, liền không còn đi xem, ngược lại đưa ánh mắt về phía dưới ba người, quát nói các ngươi ba cái chết không có, không chết làm cho ta sống đi. Một cái tạp dịch đệ tử, liền nên làm điểm tạp dịch nên làm việc. Nhàn nhức cả trứng, chạy chỗ này đến làm náo động. Người ta là đến khiêu khích tình anh môn, cùng chúng ta không có quan hệ, còn không mau đi. Trác Phàm lời mặc dù nói không khách khí, nhưng là thật sự cứu ba người nhất mệnh. Ba người xoa xoa vẫn như cũ có chút đau đau cái trán, nhìn về phía Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, tiếp lấy lại có chút kiêng kỵ nhìn đối diện cái kia Hàn Tam Thiếu liếc một chút, liền dựa theo Trác Phàm chỗ nói, thuận theo rời đi, không có một tia lời oán giận. Bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn thấy rõ, giữa song phương chênh lệch, đến cỡ nào to lớn. Lấy một địch ba, bọn họ cũng vẫn không có mảy may phần thắng. Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng hai người, nhìn thấy cháu mình cháu gái rốt cục an toàn, bất giác thở dài ra một hơi, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, cũng đầy là vẻ cảm kích. Thở ơ nhíu nhíu mày, Trác Phàm quay người muốn đi, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên,
chờ một chút, đã đến, không lộ hai tay, liền muốn dễ dàng như vậy trở về, thiên hạ nhưng là không có chuyện ngon ăn như thế. Ngươi là ai a? Là chúng ta Ma Sách Tông trưởng lão cung phụng à, quản được lão tử. Quay đầu liếc xéo hắn liếc một chút, gặp người kia cùng một bên Hàn Tam thiếu có sáu thành tương tự, Trác Phàm đã lòng dạ biết rõ, bất giác sủi cười ra tiếng. Hàn nhị thiếu cười lạnh, từ chối cho ý kiến, bổn công tử chính là Ma Hồn Tông nhị thiếu chủ, nghe nói Ma Sách Tông ra một cái coi như ra dáng đệ tử, cho nên hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một chút. Không biết các hạ, xưng hô như thế nào? Ma Sách Tông tạp dịch phòng tổng biểu bà tử, Trác Phàm, chính là ta, mọi người đều gọi ta Trác quản gia. Dừng dưng lắc lắc cây chổi, Trác Phàm bất giác nhẹ hừ một tiếng, cười đùa nói, đã ngươi không phải chúng ta bên trong trưởng lão, vậy ta liền không có nghĩa vụ nghe ngươi ở chỗ này nói nhảm. Ta còn muốn đi bắt đầu làm việc đây, cáo từ. Chờ một chút, dù nói thế nào bổn công tử cũng là các ngươi tông môn khách quý, ngươi dám đối với ta vô lễ như thế. Nhìn thấy Trác Phàm mảy may không nể mặt chính mình, quay người trực tiếp liền đi, Hàn nhị thiếu bất giác quính lên, hét lớn lên tiếng. Cười lạnh, Trác Phàm vừa đi, một bên khinh thường bĩu môi, nếu là khách quý, tìm tôn quý trưởng lão cung phụng đi, tìm ta một cái tạp dịch đệ tử làm gì. Chúng ta chỉ phụ trách tông môn quét sạch công tác, giống tiếp đãi khách quý loại sự tình này, một tổng thể không phụ trách. Ta tông chủ, vừa mới người đã nói. Ta có thể khiêu chiến quý tông bất cứ một người đệ tử nào đi. Gặp Trác Phàm cước bộ vẫn như cũ không ngừng, Hàn nhị thiếu hai mắt hai bên đi loanh quanh, đột nhiên nhìn về phía Tả Vô Nguyệt phương hướng. Chỗ nào không biết hắn suy nghĩ trong lòng, Tả Vô Nguyệt không khỏi suy cười một tiếng, đạm mạc gật đầu, không tệ, chỉ cần ngươi nguyện ý liền tốt, nhị công tử. Tốt, vậy ta thì không khách khí. Trong mắt lóe lên một đạo tinh hồng ánh sáng, Hàn nhị thiếu nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên nhìn về phía Trác Phàm đi xa phương hướng, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên xông đi lên, hai ngón khép lại, hướng về phía trước đánh ra, Trác Phàm, ngươi muốn rời đi nơi này, phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Chuẩn địa giai vũ kỹ, âm la kiếm cương. Hiu. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ âm u ba động, đột nhiên từ hắn hai ngón ở giữa bắn ra, thẳng đến Trác Phàm cái ót. Chỗ đi qua, liền không gian cũng không khỏi đến chấn động, từng trận kêu thê lương thảm thiết. Cũng theo đạo này chấn động phát ra, làm cho toàn bộ đại điện nhiệt độ cũng trong nháy mắt xuống tới cực điểm. Trong mắt ngăn không được ngưng tụ, Thạch Cung Phụng không khỏi quá sợ hãi, đây chính là Ma Hồn Tông chấn tông vũ kỹ, chuyên công thần hồn bí thuật, âm la kiếm cương. Đúng vậy a, quả nhiên danh bất hư truyền, nghe nói chỉ cần là thần chiếu 9 tầng cao thủ lực lượng nguyên thần sử xuất chiêu này, đối với một số cấp thấp thần hồn hóa hư tu giả. Cũng là một chiêu tất sát, chính hầu như là chân chính vượt cấp giết người kỹ năng. Tả Vô Nguyệt cũng là khẽ cau mày, khẽ gật đầu, một mặt cảm thán, nhưng rất nhanh trên mặt liền lại hiện ra một tia cười lạnh, cái này Hàn gia ba vị công tử, quả nhiên đều là bất thế gia thiên tài con cháu, bất quá đáng tiếc, hôm nay vị này nhị công tử gặp phải một vị quái vật, đã định trước bại trận. Còn lại trưởng lão cung phụng nghe đến, cũng là cười nhạo liên tục, hơi hơi gật gật đầu. Mạc trưởng lão vốn là đối Hàn nhị thiếu một chiêu này lòng tin tràn đầy, tán thưởng gật đầu. Thế nhưng là chợt phát hiện, Ma Sách Tông các vị cao tầng cái kia cười lạnh khuôn mặt, lại là đột nhiên trong lòng giật mình, bắt đầu thấp thỏm không yên. Làm sao, chẳng lẽ một chiêu này đặc biệt nhằm vào hóa hư cao thủ thần kỹ, còn đối phó không chỉ là một cái thần chiếu tu giả sao? Thế nhưng là hắn lại chỗ nào minh bạch, Trác Phàm mấy ngày trước đây vừa đánh giết hai tên hóa hư trưởng lão. Danh chấn cả cái tông môn, trung trung hư cao thủ, chỗ nào có thể cùng hắn đánh đồng. Hàn nhị thiếu chuyện này chỉ có thể đánh giết cấp độ nhập môn hóa hư tu giả một chiêu, tại đám này sớm đã sớm gặp qua mưa to gió lớn Ma Sách Tông cao tầng trong mắt, sớm đã không đáng chú ý. Quả nhiên, tại cái kia đạo cực âm Hàn kiếm cương lập tức muốn tới người trước, Trác Phàm một mực khoan thai tiến lên tốc độ nhưng lại chưa trì trệ, mà chính là trong tay cây chổi siết chặt, nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp hướng về sau một đỉnh, uyển như thần long xuất động một dạng. Giống. Một tiếng chấn thiên triệt địa long ngâm vang lên, phảng phất là một cái thiết chùy đục phía trên một cái kim may giống như, Hàn nhị thiếu cái kia nhất chỉ kiếm cương, nhất thời liền bị Trác Phàm cái này quét qua đem trong nháy mắt đánh nát. Đồng thời, luồng sức mạnh lớn đó theo một chỉ này kiếm, thẳng tắp đỉnh trở về. Đụng một tiếng, Hàn nhị thiếu liền bị đánh bay, còn chưa rơi xuống đất. Đã là nhìn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, đầu như muốn nổ đồng dạng, đau đớn muốn nứt.
nhưng là hắn vẫn là gấp cắn chặt hàm răng, nhịn xuống, chỉ là hắn song đồng đã đỏ bừng bừng, toàn bộ thân thể cũng đang không ngừng run run. Nhị công tử, Mạc trưởng lão gặp, không khỏi kinh hãi, vội vàng lên tiếng, thế nhưng là Hàn nhị thiếu lại hơi hơi khoát khoát tay, không có để hắn tới, chỉ là một mặt kinh hãi mà nhìn xem đối diện cái kia khoan thai tự đắc đem cây chổi thu hồi bóng người, trong lòng đã là tràn ngập hoảng sợ. Hàn tam thiếu vội vàng đi vào trước người hắn, đỡ lấy cái kia lung lay sắp đổ bóng người, hoàn toàn có thể minh bạch hắn lúc này kinh hãi, đồng dạng nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, song đồng nhìn không được rung động động. Cái này nha, đến tột cùng có còn hay không là người a, rõ ràng một cái vừa mới đột phá thần chiếu cảnh tu giả, làm sao lại mạnh đến loại trình độ này, liền nhị ca đều không phải là hắn địch. Thân thể lực lượng mạnh cũng coi như, liền nguyên thần đều mạnh như vậy sao? Hoàn mỹ như vậy, còn có để hay không cho khác tu giả sống? Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm cái kia chẳng thèm ngó tới khuôn mặt, hai người trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng dè chừng sợ hãi. Chậm rãi đem cái kia cây chổi để dưới đất, đem Hàn nhị thiếu nôn tại trên mặt đất cái kia tia đỏ tươi quét quét, Trác Phàm bất giác tà cười một tiếng, mở miệng yếu ớt, sáng sớm thì quét sạch sẽ đại điện, khác làm bẩn. Thân thể hung hăng chấn động, Hàn nhị thiếu mặt hiện sắc mặt giận dữ, lại là không há miệng nổi. Bởi vì hắn trong miệng, còn có một ngụm máu không có phun ra. Hắn một mực tại kìm nén, không muốn tại địch nhân trước mặt rụt rè. Đem hết thảy để ở trong mắt, Trác Phàm bất giác càng là cười nhạo liên tục, quay đầu khẽ hát rời đi. Tà Vô Nguyệt cũng là tâm tình đại sướng, cảm thấy trên mặt vô cùng có mặt mũi, quay đầu nhìn về phía Mạc trưởng lão nói, Mạc trưởng lão, không có ý tứ, tiểu tử này cũng là vô lễ như vậy, cho nên ta mới đem hắn giáng chức đến tạp dịch phòng nhận qua, nếu có chỗ mạo phạm, còn mời rộng lòng tha thứ. Thật sao, nguyên lai tà tông chủ có bực này đam mê, thích đem có thực lực đệ tử, đều giáng chức nhập trần thế a? Ánh mắt khẽ híp một cái, Mạc trưởng lão nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, có điều, lần này song long hội, ngài biết lại bắt đầu dùng bọn họ sao? Ngài nói đúng không, khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong, Tà Vô Nguyệt từ chối cho ý kiến. Chậm rãi gật gật đầu, Mạc trưởng lão hơi hơi cúi đầu, tiện hóa nói, minh bạch, như vậy chúng ta không quấy rầy, như vậy cáo từ, song long hội phía trên gặp lại đi. Tốt, tiễn khách, khẽ gật đầu. Tà Vô Nguyệt khoát tay, quát nhẹ lên tiếng. Mạc trưởng lão vung phất ống tay áo, lạnh hừ một tiếng, mang theo hai vị công tử rời đi nơi này. Chờ ba người thân ảnh đều là đã biến mất về sau, các vị trưởng lão cung phụng mới cùng nhau cười to lên, một mặt thống khoái chi sắc. Ha ha ha, nghĩ không ra hắn Ma Hồn Tông thân là trung tam tông hàng ngũ, cũng có tại trong tay chúng ta ăn thiệt thòi thời điểm, quả nhiên là hả hê lòng người a. Đừng cao hứng quá sớm. Bọn họ cũng không phải đến đơn thuần khiêu chiến. Thế mà, đạo này ngôn luận vừa mới đưa ra, Tà Vô Nguyệt cũng đã cười lạnh một tiếng, khinh thường bĩu môi, bọn họ là đến điều tra quân tình, đoán chừng là Trác Phàm bên ngoài gây cái này Hàn tam thiếu, cho nên bọn họ trước đến xem hắn thực lực, có thể hay không đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Hiện tại, hiển nhiên bọn họ đạt đến mục đích. Vậy làm sao bây giờ, thực lực chúng ta chẳng phải bại lộ. Không khỏi giật mình. Bạch cung phụng nhíu mày lo lắng nói. Thờ ơ khoát khoát tay, Tà Vô Nguyệt một mặt hào khí, cái này giấy không thể gói được lửa, sớm muộn muốn bại lộ, không bằng thoải mái hiện ra cho bọn hắn nhìn. Hừ, bản tông cũng là muốn nói cho bọn hắn biết, chúng ta lần này mục tiêu, cũng là trung tam tông hàng ngũ. Tông chủ anh minh, tất cả trưởng lão khom người cúi đầu, cung kính lên tiếng. Đúng lúc này, ngoài điện lại vang lên một tiếng đệ tử hét lớn, báo. Ngự thú tông trưởng lão, mang theo đệ tử cầu kiến. Cái gì, ngự thú tông lại tới? Những mày, tất cả trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là rất là kỳ lạ, ngày hôm nay là làm sao, những tông môn này liên tiếp xâm phạm. Trầm ngâm một chút, Tà Vô Nguyệt không khỏi suy cười ra tiếng, không cần phải nói, lại là đến điều tra quân tình. Lần trước chúng ta tại Thiên Vũ bắt hắn ba tên trưởng lão, lần này song long hội đoán chừng muốn nhằm vào chúng ta. Hừ, đều là hạ tam tông, chúng ta sợ hắn sao? Nghe được lời này, lập tức có trưởng lão mắng to lên tiếng, để Trác Phàm ra mặt, lại đi đem bọn hắn giáo huấn một lần chẳng phải thành. Đánh giám, lạnh hừ một tiếng, Tà Vô Nguyệt nhếch miệng lên, lộ ra tà dị tiếu dung, đối với trung tam tông người, chúng ta muốn bày ra chúng ta khí thế, để bọn hắn không dám xem nhẹ chúng ta. Nhưng đối với hạ tam tông người mà nói,
Trác Phàm bí mật này vũ khí cũng không thể trước thời gian bại lộ, đợi đến song long hội phía trên, lại đánh hắn trở tay không kịp cũng không muộn. Mọi người nghe xong, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, lần nữa ảo ảo bái hạ, vui lòng phục tùng nói, tông chủ anh minh. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, vẫn là cung điện kia phía trên, một đạo cẩm y ngọc phục bóng người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, máu tươi bão tố bay, ngã trên mặt đất lăn ba vòng mới dừng lại, nôn ra máu không ngừng, rất hiển nhiên đã thương tới nội phủ, lại là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn đối diện, là cái thân hình rộng thùng thình, một bộ áo bào xám đại hán, nhìn trên mặt đất người kia, cười lạnh liên tục, tiếp lấy vừa nhìn về phía còn lại đứng đấy một hàng đệ tử, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, ồm ồm nói, thế nào, Ma Sách Tông tinh anh môn không có người a, chỉ có các ngươi cái này một đám phế vật. Khóe miệng bất giác lắc một cái, chúng đệ tử nhìn về phía tên kia đại hán, bất quá thần chiếu bát trọng tu vi, lại là dị thường phách lối, trong lòng đều là giận dữ. Nhưng là lại vừa nhìn thấy chủ tọa vị trí, tông chủ cái kia lạnh lùng ánh mắt, bọn họ liền hung hăng khẽ cắn môi, đem tâm bên trong nộ khí lại đè xuống. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái gì gọi là chúng ta tinh anh môn không có người, muốn không phải mấy ngày trước đây bị tạp dịch phòng đào đi một số lớn cao thủ, vừa mới lại bị cái kia Hàn Tam thiếu đả thương một nhóm, không thể xuất chiến, nào có ngươi cái này gấu hàng làm càn địa phương. Nếu không phải tông chủ ngăn đón, để tạp dịch phòng người ra mặt, đừng nói là cái kia đánh giết hai tên trưởng lão quái vật Trác Phàm, vẻn vẹn là Thích Trường Long mấy vị sư huynh sư tỷ, liền đầy đủ thu thập ngươi, phách lối cái gì sức lực. Thế nhưng là, mọi người vừa định hướng người kia mắng chửi lên tiếng, phun một cái trong lòng tức giận, xem xét Tà Vô Nguyệt lạnh lẽo ánh mắt, lại là co rụt lại đầu, lại lui về. Khách tọa phía trên, một vị tóc trắng xóa lão giả, nhìn lấy cái tràng diện này, một bộ tự đắc bộ dáng, đầy mặt cuồng ngạo nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, bật cười nói, Tà Tông Chủ, sớm nghe nói về quý tông tinh anh môn cao thủ xuất hiện lớp lớp, sẽ không phải chỉ có những người này đi. Lỗ trưởng lão quá khen, Tà Tông tinh anh môn đệ tử tất cả đều ở đây, lệnh đồ đến cửa luận bàn, nhưng là vừa lòng thỏa ý. Giả bộ vẻ tức giận, Tà Vô Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt khẽ híp một cái kia lão già lần nữa thật sâu liếc hắn một cái, xác nhận nói, thật như vậy nhiều, không có giấu giếm sao. Hừ, ta đường đường một người tu luyện số lượng lớn, đối với đệ tử nhân số có gì có thể giấu giếm. Chẳng lẽ lỗ trưởng lão còn nghi vấn, ta Tà Vô Nguyệt nhất tông chi chủ lời nói. Phanh một tiếng, đập vỗ bàn, Tà Vô Nguyệt nổi giận liên tục. Cái kia lỗ trưởng lão giật mình, hai mắt hai bên đi loanh quanh, bất giác khẽ cười một tiếng. Khẽ gật đầu, ha ha ha. Nghĩ đến lấy Tà tông chủ chi tôn, là không cần thiết kéo những thứ này lão phu tự nhiên tin tưởng. Sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, Tà Vô Nguyệt không nói một lời, tựa như chân khí đến không nhẹ. Ây, đã như vậy lời nói, vậy lão phu thì xin cáo từ trước đến quấy rầy, có nhiều mạo muội, còn mời rộng lòng tha thứ. Chậm rãi đứng dậy, cái kia lỗ trưởng lão lần nữa chăm chú chằm chằm Tà Vô Nguyệt rất lâu. Gặp hắn không giống trang, mới khom người cúi đầu, từ biệt nói. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía giữa sân tên kia đại hán, đạm mạc lên tiếng, hôi hùng, chúng ta đi, còn không mau hướng Tà Tông chủ thi lễ tạ ơn, cảm giác Tà Tông chủ đại mở cửa sau, an bài nhiều như vậy tinh anh môn đệ tử theo ngươi luận bàn đỏ sức. Đa tạ Tà Tông chủ thịnh tình khoản đãi, an bài nhiều rượu như vậy túi gói cơm cho ta luyện tay. Tuy nói đối với ta mà nói không có gì có ích. Nhưng tốt xấu không có có công lao, cũng có khổ lao, ta thì tạm thời bái tạ đi. Xa xa ôm một cái quyền, cái kia hôi hùng một mặt cười nhạo, khinh miệt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, rất là vô lễ. Tà Vô Nguyệt sắc mặt âm trầm càng phát ra đáng sợ, lại là không có nói một câu, cái kia lỗ trưởng lão gặp, không khỏi cũng là khẽ cười một tiếng, nhìn như răn dạy hắn đệ tử, kỳ thực nói móc nói, hôi hùng, làm càn, tại Tà Tông chủ trước mặt, há nhưng là vô lý như thế. Tuy là sự thật, nhưng cũng không thể rõ ràng nói ra a. Người ta lần này song long hội, còn muốn xuất chiến đây, dù sao cũng phải cho người ta một tia hy vọng. Tiễn khách, tựa hồ rốt cuộc chịu không được bọn họ quát kêu, cái kia lỗ trưởng lão nói còn chưa dứt lời, Tà Vô Nguyệt đã là hét lớn lên tiếng, toàn thân tức giận đến run lên cầm cập. Bất giác cười lạnh, lỗ trưởng lão lần nữa khinh miệt khoát khoát tay, liền mang theo cái kia đồng dạng một mặt đắc chí dạng đồ đệ rời đi nơi này. Thế nhưng là, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra là, chờ bọn hắn bóng người hoàn toàn biến mất về sau, Tà Vô Nguyệt lại là tròng mắt hơi híp,
nhất thời lộ ra một tia tà tiếu, cùng hai bên trưởng lão cung phụng liếc nhau, khinh bỉ nói, một đám ếch ngồi đáy giếng, nhìn Song Long hội phía trên làm sao làm chết bọn họ. Lẫn nhau nhìn xem, các vị trưởng lão cung phụng cũng tất cả đều phát ra một tiếng thoải mái cười vang. Bọn họ còn thật muốn gặp một lần, cái này một đôi phách lối hai sư đồ, tại Song Long hội nhìn thấy Trác Phàm quái vật kia lúc tràng cảnh, không hội sư đồ hai cùng một chỗ bị quái vật kia cho ăn sống nuốt tươi a, vậy coi như thú vị. Ha ha ha, Ma Sách Tông Tông Môn bất ngờ bên trong chỗ, Hàn Nhị Thiếu phốc một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, trong mắt chỗ sâu vẫn là tản ra thật sâu vẻ kiêng dè. Nhị ca, sớm biết ngươi cũng không được, lần này liền nên gọi đại ca đến, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác nhất định phải ôm lấy cái này cọng rơm cứng. Giờ thì tốt rồi, ăn quả đắng a, hơn nữa còn là hai huynh đệ chúng ta, tại cùng một người trong tay, cùng một chỗ ăn quả đắng. Hàn Tam Thiếu ở một bên, nhìn lấy huynh đệ mình, suy yếu như vậy bộ dáng, ai thán không thôi. Hung hăng nguyết hắn một cái, Hàn Nhị Thiếu gầm thét lên tiếng, im miệng, ai biết một cái nho nhỏ Hạ Tam Tông bên trong, cất giấu như thế một cái quái vật, thực lực còn như thế biến thái. Đúng vậy a, lấy tiểu tử kia thực lực, chỉ sợ thần chiếu bên trong đã vô địch tay, chúng ta Ma Hồn Tông duy nhất có thể chế trụ hắn, cũng chỉ có đã đột phá hóa hư cảnh đại công tử. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Mạc trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, đạm mạc lên tiếng, may mắn chúng ta lần này sớm đến Ma Sách Tông tìm tòi, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Xem ra lần này Song Long hội, Ma Sách Tông là nhìn chằm chằm Trung Tam Tông vị trí đi. Mặc kệ ai sẽ bị thay thế, chúng ta đều muốn bảo trụ cái này danh vị. Liếc nhìn nhau, Hàn gia huynh đệ đều là hơi hơi gật gật đầu, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Đúng lúc này, lại là hai bóng người theo bọn họ nơi này đi tới, bên trong một đạo hán tử cao lớn, còn một mặt đắc chí dao động cái đầu, hừ nhẹ lên tiếng, hắc hắc hắc. Sư phụ, lần này ngài cái kia yên tâm đi, Ma Sách Tông cái này đại đệ tử đã không có người, chờ Song Long hội phía trên, đệ tử nhất định đem bọn hắn từng cái nghiền chết, lấy báo ngày đó Thiên Vũ Tông môn thủ bị nhục, cho bị hủy thân thể ba vị trưởng lão, xuất ngụm ác khí. Để bọn hắn vĩnh viễn đệm ở Hạ Tam Tông dưới đáy, ha ha ha. Mẹ hắn, khẩu khí thật là lớn, chúng ta Ma Hồn Tông từ khi gặp quái vật kia về sau, đều đối Ma Sách Tông nghiêm túc đối phó. Người nào ngưu bức như vậy, thế mà danh xưng muốn đem bọn hắn từng cái nghiền chết, là Thượng Tam Tông người sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, Hàn gia huynh đệ liếc nhìn nhau, đều là sắc mặt âm trầm xuống. Mạc trưởng lão cũng là có chút kỳ quái, nhìn đến hai người kia đi tới, lúc này một cái lắc mình, cản bọn họ lại đường đi. Người nào? Bất giác giật mình, lỗ trưởng lão cùng cái kia hôi hùng nhất thời giật mình, vội vã hướng về sau nhảy ra, đợi thấy rõ người tới lúc, cảm thụ lấy cái kia trên thân âm tà chi khí, mới mí mắt lắc một cái, trong lòng kinh hãi, ngươi. Ngươi là người trong ma đạo. Không tệ, lão phu chính là Ma Hồn Tông trưởng lão. Đột nhiên gật đầu, Mạc trưởng lão đạm mạc lên tiếng, các ngươi lại là người phương nào, nhưng là vừa vặn theo Ma Sách Tông đi ra. Trong mắt hơi hơi co rụt lại. Cái kia lỗ trưởng lão nghe đến đối phương là Ma Hồn Tông, bất giác trong lòng lại là giật mình, chặn lại nói tại hạ Ngự Thú Tông lỗ trưởng lão, cái này là tiểu đồ hôi hùng. Ngài nói không tệ, chúng ta chính là mới từ Ma Sách Tông đi ra. Các ngươi đi Ma Sách Tông làm gì? Khởi bẩm trưởng lão, lão phu mang theo tiểu đồ đi luận bàn một phen. Luận bàn, không khỏi sững sờ, Mạc trưởng lão thật sâu dò xét cái này hôi hùng liếc một chút, gặp hắn bất quá thần chiếu bát trọng. Khí thế cũng đồng dạng, không giống quái vật thể chất, thế mà đang luận bàn về sau, hoàn chỉnh đi tới, một chút thương tổn đều không có, bất giác có chút kỳ quái, các ngươi luận bàn. Rất thuận lợi sao? Lẫn nhau nhìn xem, cái này hai sư đồ đều là mỉm cười cười ra tiếng, hôi hùng càng là đĩnh đĩnh kiêu ngạo lồng ngực, mặt mũi tràn đầy tự đắc nói, đương nhiên, cái này Ma Sách Tông bên trong, không có một cái thành khí. Ta không ra 10 chiêu, thì tất cả đều quật ngã, không cần tốn nhiều sức. Xem ra lần này Song Long hội, Ma Sách Tông có thể không cần lại chú ý. Đối thủ của chúng ta, chỉ còn lại Huyền Thiên Tông. Cái gì, trong vòng 10 chiêu, toàn bộ quật ngã, chỉ bằng ngươi. Nghe được lời này, Hàn Nhị Thiếu lúc này không phục, hận hận nguyết hắn một cái. Lão tử đều bị người ta một chiêu kích thương, ngươi dựa vào cái gì quật ngã người kia, ngươi cũng xứng. Hàn Tam Thiếu cũng là kỳ quái, chẳng lẽ người này so quái vật kia còn lợi hại hơn?
liền hỏi, Ma Sách Tông bên trong nhiều đệ tử như vậy, người quật ngã người nào? Ma Sách Tông mạnh nhất đệ tử, Tinh Anh Môn, Hôi Hùng đĩnh đĩnh lồng ngực, kiêu ngạo tự đắc nói. Liếc nhìn nhau, Hàn Tam Thiếu bọn người tựa hồ đã minh bạch cái gì, tiếp lấy lại hỏi, cái kia tạp dịch phòng người gặp qua không có? Tạp dịch, ta gặp bọn họ làm gì, một đám tông môn tầng dưới chót nhất đồ vật mà thôi, cũng xứng ta đi gặp. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Hôi Hùng mặt mũi tràn đầy kiệt ngao chi sắc. Cái này, ba người xem như toàn minh bạch, lẫn nhau nhìn xem, đều là mỉm cười lấy lắc lắc đầu. Nhìn về phía hai người ánh mắt, cùng nhìn ngu ngốc một dạng. Hai người một mặt không hiểu, rất là kỳ lạ. Ây, các ngươi làm sao, khom người ôm một cái quyền. Lỗ trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khiêm cung thỉnh giáo. Bật cười khoát khoát tay, Mạc trưởng lão từ chối cho ý kiến, không có gì, chỉ là gặp các ngươi Ngự Thú Tông thế mà xuất hiện một cái thiên tài như vậy nhân vật, trực tiếp đem Ma Sách Tông Tinh Anh Môn cho diệt, xem ra Song Long hội thượng, Hạ Tam Tông đứng đầu, trừ các ngươi ra không còn có thể là ai khác a. Đó là đương nhiên, tuy nhiên chúng ta không có năng lực đạt đến Trung Tam Tông hàng ngũ, nhưng Hạ Tam Tông lời nói. Chúng ta nhận thứ hai, ai dám nhận đệ nhất? Hôi Hùng vỗ ngực một cái, tính trước kỹ càng, ngược lại là cho hắn ba phần nhan sắc, hắn đã dám mở lớn xưởng nhuộm. Mạc trưởng lão ba người gặp, bất giác càng thêm lớn cười liên tục. Hôi Hùng một cái thô mãng đại hán, coi là ba người tại cùng hắn cùng vui, cũng là cười ngây ngô không ngừng. Thế nhưng là Lỗ trưởng lão lại là càng nghe càng là lạ, làm sao tiếng cười kia như thế làm người ta sợ hãi đây, giống như chế giễu a. Thế nhưng là, còn không đợi hắn hỏi rõ ràng, cái kia Mạc trưởng lão đã là phất phất tay, đánh ra bọn họ rời đi. Hắn cũng chỉ đành tiếp tục như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mang theo phần này nghi hoặc cùng chính mình đệ tử, rời đi nơi này. Nhìn lấy hai người thân ảnh dần dần biến mất, Hàn Tam Thiếu bất giác suy cười ra tiếng, cái này hai sư đồ quả thực là ngu ngốc, mà Sách Tông tránh thức át chủ bài đều không thăm dò rõ ràng, liền trở về. Đợi đến Song Long hội phía trên. Ăn thiệt lớn là cái chắc. Đúng vậy a, xem ra bọn họ là bên trong Tà Vô Nguyệt ám độ Trần Thương kế sách. Ai có thể nghĩ tới, Ma Sách Tông mạnh nhất đệ tử, đều giấu ở tạp dịch phòng cái này xó xỉnh bên trong đây. Nếu không phải chúng ta sớm đã biết có Trác Phàm như thế cái cường thủ tại, Thiên Hồ Vạn Hoán mới đưa hắn bước đi ra lời nói, đoán chừng chúng ta cùng hai người này một dạng, cũng là một cái đầu thì to ra thì hồi tông. Cái này Tà Vô Nguyệt đem tông môn chiến lực giấu sâu như thế. Càng thêm chứng minh hắn đối Song Long hội có đại ý đồ. Nhẹ nhàng sờ sờ rìa mép, Mạc trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, thăm thẳm lên tiếng. Hàn gia huynh đệ liếc nhìn nhau, cũng là ào ào gật đầu. Cái này Ma Sách Tông tâm tư, lúc này đã rõ rành rành, rõ ràng cũng là kiếm chỉ Trung Tam Tông địa vị. Nhà kia nếu là ở Trung Tam Tông tranh đoạt chiến bên trong rơi cơ sở, chính là hắn muốn một lần hành động kéo xuống mục tiêu. Hô hô hô. Một gian mộc mạc gian phòng bên trong, Trác Phàm một mình khoanh chân ngồi tại trên giường đá, hai con ngươi khép hờ, cái trán thanh viêm cháy hừng hực. Mà tại hắn chỗ sâu trong óc, một đầu thất thải hào quang cự long, cũng là đồng dạng cái trán thanh viêm giấy lên, mắt rồng đóng chặt, một thân khí thế cường hãn, cũng tại theo thanh viêm lóe lên, biến đến càng phát ra hùng tráng. Ông! Đột nhiên, một cơn chấn động bỗng dưng truyền ra, Trác Phàm bỗng nhiên mở ra song đồng. Thân thể nhịn không được lắc một cái, toàn thân khí thế đúng là đột nhiên lại tăng mạnh mấy lần không thôi. Cùng một thời gian, trong đầu hắn đầu kia long hồn, cũng là bỗng nhiên mở ra hai cái to lớn long đồng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phát ra trận trận long ngâm, cái kia cỗ thanh viêm đồng dạng cũng là trong nháy mắt mạn phía trên toàn bộ long thân, đột nhiên liền đem đầu này bảy màu hà long biến thành một đầu thanh sắc viêm long, nóng rực hỏa mang, tràn ngập đến đầu óc hắn mỗi khắp ngõ ngách. Giống. Một tiếng trường ngâm, Trác Phàm ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, âm thanh chấn ngàn dặm, một phút về sau mới dần dần dừng lại, cái kia toàn thân khí thế cũng chậm chậm thu liễm đi vào. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm cảm thụ một chút hiện tại tu vi, hài lòng gật đầu. Ba tháng, chỉ là ba tháng ngắn ngủi, hắn liền lại một lần đột phá, đạt đến thần chiếu nhị trọng tu vi, cái này thanh viêm luyện thần chi pháp, quả nhiên thần kỳ, khiến tu luyện hiệu suất làm ít công to a. Mà lại, lần này thanh viêm cùng long hồn triệt để hợp làm một thể, hắn nguyên thần cũng rốt cục cùng thần hồn hoàn toàn dung hợp thành công. Ngày sau vận dụng lên thần hồn đến, hắn đem càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Trác quản gia, nhưng là thuận tiện lão phu đi vào sao? Đột nhiên, một tiếng giả nua hét lớn vang lên, Trác Phàm lông mày nhíu lại, đã biết người đến là ai, thăm thẳm lên tiếng, Bạch Cung Phụng, vào đi. Nhẹ nhàng vung tay lên, triệt tiêu quanh người phòng ngự trận pháp, Trác Phàm cong ngón búng ra, cái kia đạo đơn sơ cửa gỗ liền đụng một tiếng mở ra. Bạch Cung Phụng mặt mỉm cười, chậm chậm đi tới, đợi nhìn đến Trác Phàm lúc này tu vi lúc, bất giác ánh mắt sáng lên, ôm quyền chúc mừng, ha ha ha. Chúc mừng Trác quản gia tu vi lại có tiến bộ, ai nha, chỉ là 3 tháng ngắn ngủi mà thôi, thì lại có đột phá. Trác quản gia thật là thế gian khó được tu luyện kỳ tài, tốc độ này thật là làm cho bao nhiêu tuyệt thế thiên tài lực bất tòng tâm a. Ha ha ha, Bạch Cung Phụng khách khí, ta chỉ là so người khác càng nỗ lực một chút mà thôi. Cho nên, ta thường xuyên cùng người trẻ tuổi giảng, ta có thể có hôm nay một phần công lực, không phải một sớm một chiều được đến, mà chính là làm ra làm chơi ra chơi, vất vả cần cù cày cấy, thế nhưng là bọn họ cũng là không hiểu, luôn luôn hướng ta muốn đan dược. Ai, trẻ con không dễ dạy, chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Gương mặt nhìn không được có chút co lại, Bạch Cung Phụng nhìn lấy Trác Phàm cái này cố làm ra vẻ bộ dáng, trên đầu nhất thời tức sạm mặt lại rơi xuống. Hắn nãi nãi, trang bức. Thế gian so người nỗ lực người nhiều đi, cũng không gặp có người giống người biến thái như vậy. Có thiên phú không phải ngươi sai, nhưng có dạng này tuyệt thế thiên phú còn tới khoe khoang, thì ngươi sai rồi. Nhìn chằm chằm Trác Phàm cái kia dáng vẻ cái cớm bộ dáng, Bạch Cung Phụng trong lòng liền không còn gì để nói. Trác Phàm gặp hắn không nói lời nói, không khỏi cười khẽ một tiếng, a, Bạch Cung Phụng, ngươi tìm đến ta chuyện gì, vì sao hiện tại không phát ra tiếng? Đây còn không phải là bị ngươi nha cho khí. Bất giác cười khổ một tiếng, Bạch Cung Phụng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mới thản nhiên nói, Trác quản gia, tông chủ và 3 vị chỉ đạo Cung Phụng cho mời. Chỉ là mấy ngày nay ngươi một mực bế quan không ra, nghĩ đến chính tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc, liền không tiện quấy rầy. Vừa mới nghe ngài thét dài lên tiếng, đột phá thủ hộ kết giới, phỏng đoán ngươi đã thành công, liền mở miệng truyền tin. Há, thì ra là thế, thật sự là làm phiền Bạch Cung Phụng khổ đợi. Khom người ôm một cái quyền, Trác Phàm cung kính nói. Cười lắc lắc đầu, Bạch Cung Phụng ria mép khẽ nhúc nhích, chỗ nào, chỗ chức trách. Đúng, không biết tông chủ mời, là vì chuyện gì. Tay vuốt chòm râu, trầm ngâm một chút. Bạch Cung Phụng khoan thai lên tiếng, tông chủ và 3 vị chỉ đạo Cung Phụng gặp nhau cùng một chỗ, cùng bàn đại sự, hẳn là song long hội sự tình đi. Không sai gật đầu, Trác Phàm trong lòng suy nghĩ, lúc trước Tà Vô Nguyệt đối song long hội sự tình giữ kín như bưng, cũng không có hướng hắn lộ ra mảy may. Lần này trịnh trọng như vậy địa tương mời nghiên cứu thảo luận, nghĩ đến là nên xuất phát thời điểm đi. Nghĩ như vậy, Trác Phàm trong mắt hơi híp, trong lòng cũng có một cái quyết định. Kết quả là, tại từ biệt Bạch Cung Phụng về sau, Trác Phàm trực tiếp hướng tông chủ đại điện chỗ đi đến, đợi đến tới đó về sau, chỉ thấy Tả Vô Nguyệt cùng Minh Phủ Tam Sát 4 người, sớm đã lâu chờ ở nơi đó, nhìn đến hắn đến, Tả Vô Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng, thế nào, rốt cục bỏ được đến. Không có cách, mấy ngày nay ta chính bế quan trùng kích thần chiếu nhị trọng cảnh. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến nói. Thật sâu liếc hắn một cái. Tà Vô Nguyệt trong mắt tinh quang rạng rỡ, khẽ gật đầu, cái này bản tông biết, Bạch Cung Phụng sớm đã báo cáo. Nếu không mà nói, bản tông triệu kiến, người dám vô duyên vô cớ không đến, đã sớm lấy tông quy nghiêm trị. Thở ơ bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, trực tiếp tìm chỗ ngồi, dửng dưng ngồi xuống. Tà Vô Nguyệt nhìn thấy, sắc mặt bất giác nhỏ hơi trầm xuống một cái, trong lòng cây gai kia càng làm sâu sắc. Tiểu tử này, tại tông môn thời gian dài như vậy, vẫn không có điểm quy củ, nhìn thấy bản tông, vẫn là như thế vô lý. Nếu không phải có tác dụng lớn ngươi, bản tông không phải. Hung hăng khẽ cắn môi, Tà Vô Nguyệt cố đem cái kia trong lòng nộ khí đè xuống. Tựa hồ là nhìn ra đáy lòng của hắn tức giận, Dương Sát bất giác cười lớn một tiếng, làm dịu xấu hổ, ha ha ha. Trác Phàm, nghĩ không ra ngươi như thế trong thời gian ngắn không ngờ đột phá, thật sự là giường cột a. Giống như ngươi kỳ tài. Có một ít sơ suất nhỏ, chúng ta cũng sẽ không quá truy cứu. Quy củ, luôn luôn vì có thực lực người nhường đường, đúng không, Vô Nguyệt? Ngươi cũng giống vậy, mấy chục năm như một ngày, đồng dạng không có quy củ. Không phải sớm liền nói cho ngươi, gọi ta tông chủ a.
hung hăng nguyết hắn một cái, Tà Vô Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Dương Sát không khỏi rực rỡ cười một tiếng, đồng dạng từ chối cho ý kiến. Đón lấy, Tà Vô Nguyệt liền vừa nhìn về phía Trác Phàm, chính thức tiến vào chính đề, Trác Phàm, lần này chúng ta triệu ngươi đến đây, chủ yếu là Song Long hội ngày càng tới gần, cũng là cái kia để ngươi biết một chút thời điểm. Quả nhiên, ánh mắt hơi động một chút, Trác Phàm trong lòng sớm đã ngờ tới, đạm mạc gật đầu. Lẫn nhau nhìn một chút, bốn người đều là ngầm hiểu lẫn nhau ý chào một cái, cuối cùng vẫn là từ Dương Sát mở miệng nói, Trác Phàm, muốn nói Song Long hội này, còn phải theo đại lục tổng thể tình thế nói lên. Đúng, ngươi biết cái gì là thánh linh khoáng sao? Đương nhiên, lão tử trong giới chỉ có là. Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng là lại có chút kỳ quái, những thứ này phàm giai người, sao sẽ biết thánh khoáng sự tình, sau đó vì ngăn ngừa nghi ngờ. Trác Phàm đành phải giả vờ giả bộ hồ đồ, mê mang lắc lắc đầu thánh linh khoáng, đó là cái gì? Ha ha ha, ngươi là đến từ thiên vũ địa phương nhỏ kia, không biết cái này thánh linh khoáng, cũng có thể thông cảm được. Lần nữa lẫn nhau nhìn xem, bốn người bất giác đều mỉm cười cười ra tiếng, tiếp lấy vẫn là từ Dương Sát giải thích nói, thánh linh khoáng là so linh thạch chân quý hơn linh khí tụ tập vật, khai thác không dễ. Nếu là dùng đến bố trận tu luyện, quả nhiên là làm ít công to. Cho nên, cái này cũng thành vì đại lục đông đảo tông môn đế quốc tranh giành đuổi cướp bóc đồ vật. Mà khối đại lục này phía trên, cùng sở hữu 5 tòa thánh linh khoáng. Cái gì? Trong mắt bất giác hung hăng co rụt lại, Trác Phàm nhịn không được hét to lớn tiếng. Thánh linh khoáng sản sinh thánh thạch, cho dù tại thánh vực, cũng là cực kỳ hiếm thấy đến, bị các đại thánh tộc nắm giữ, coi như hắn lúc đó ma hoàng, cũng tuyệt đối làm không được chiếm lấy một tòa thánh linh khoáng cấp độ. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này phàm giai lại có 5 tòa thánh linh khoáng tồn tại, cái này nếu để cho những cái kia thánh tộc biết được, còn không chen chúc mà tới đến cướp đoạt. Bất quá cái này lại kỳ quái, có thánh linh khoáng sinh ra khu vực, bình thường linh khí nồng đậm. Phàm giai có 5 tòa thánh linh khoáng tồn tại, làm sao linh khí còn như thế mỏng manh? Trác Phàm chau mày, còn lại 4 người nhìn đến hắn cái bộ dáng này, lại là càng thêm kỳ quái. Tiểu tử này không phải không biết thánh linh khoáng sự tình a, làm sao phản ứng lớn như vậy? Tựa hồ nhìn ra mọi người nghi ngờ, Trác Phàm bất giác cười khan một tiếng, che giấu nói, ha ha ha. Đã cái này thánh linh khoáng quý giá như thế, chắc là rất hy hữu mới đúng, tại sao có thể có 5 tòa nhiều như vậy? Một tòa linh khoáng tất cả mọi người có thể chia đều, 5 tòa thánh linh khoáng, không phải lại càng dễ phân a, ha ha ha. Trác Phàm, người có phải ngốc hay không? Toàn bộ đại lục chỉ có 5 tòa thánh linh khoáng, cái kia có thể gọi nhiều không, có thể chia đều qua được tới sao? Lông mày nhíu lại, Tà Vô Nguyệt kỳ quái liếc hắn một cái, suy cười ra tiếng, mà lại, cái kia thánh linh khoáng cùng phổ thông linh khoáng há có thể đánh đồng. Phổ thông linh khoáng chỉ là tu luyện giả phụ trợ phẩm, coi như không có, chỉ cần thiên phú thật tốt, dựa vào hấp thu linh khí, nấu cũng có thể hết khổ. Thế nhưng là thánh linh khoáng không giống nhau, nó không chỉ có thể giúp ngươi tu luyện, còn có thể cải thiện thể chất, quả nhiên là cao thủ bồi dưỡng không có con đường thứ hai. Cho nên mọi người đối với cái này, liền càng thêm đầy đủ chân quý. Không phải vậy, ngươi cho rằng những cái kia trung tam tông thượng tam tông hàng ngũ, vì sao có thể trường thịnh bất suy? Nghi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm sắc mặt nghiêm nghị, thăm thẳm lên tiếng, chẳng lẽ bọn họ tại dùng thánh linh khoáng tu luyện? Không sai, đây cũng là Song Long hội ý nghĩa lớn nhất chỗ. Đạm mạc gật đầu, Dương Sát nói tiếp, cái này 5 tòa thánh linh khoáng, phân biệt ở vào Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu cùng Trung Châu 5 nơi. Vì bảo vệ mình thánh linh khoáng, Nam Châu các đại thế lực, đều là liền thành đồng minh. Chúng ta Tây Châu chính là thập tông đồng minh, lấy Song Long Viện cầm đầu. Bất quá Song Long Viện này nói là tính toán một tông, thực cũng không phải vậy, bởi vì nó cơ hồ không có có đệ tử, chỉ là từ cường giả tạo thành một cái quái vật đoàn thể. Có thể tính là chúng ta Tây Châu chiến lực mạnh nhất, trấn thủ tại thánh linh khoáng chỗ đó, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Mà làm đề cao Tây Châu tương lai chiến lực, Song Long Viện cách mỗi 300 năm, liền sẽ làm một lần Song Long Hội, tuyển bạt có tư chất đệ tử, đi Song Long Viện tu hành bồi dưỡng. Lúc này, Tà Vô Nguyệt nói tiếp, thế nhưng là, bọn họ sẽ không đem những đệ tử này chiếm làm của riêng, mà là tại bồi dưỡng 1-20 năm sau, còn đem bọn hắn thả lại tông môn. Phát triển tông môn thực lực. Bất quá, có thể được đến Song Long Viện cao thủ chỉ đạo, tại thánh linh khoáng hoàn cảnh phía dưới tu hành,
mặc dù nói không lại mấy chục năm công phu, nhưng cũng tuyệt đối bù đắp được mấy trăm năm ích lợi. Đối ngày sau phát triển, cũng vô cùng có chỗ tốt. Mà lại, được tuyển chọn đệ tử tông môn, cũng sẽ nhận được một khoản phong phú thù lao, đó chính là thánh linh khoáng. Mí mắt hơi hơi nhảy một cái, Trác Phàm trong lòng không sai, cũng thấy rõ Song Long hội này chân chính diện mục, nguyên lai là vì bảo vệ Tây Châu, làm trước khi chiến đấu huấn luyện a. Mà cửu đại tông môn, vì phát triển chính mình thực lực, cũng ào ào tham gia Song Long hội, muốn đem chính mình đệ tử đưa tới đó, thứ nhất có thể miễn phí bồi dưỡng được chính mình cường giả, thứ hai có thể được đại lượng chân quý vật tư, phát triển tông môn, cớ sao mà không làm. Khó trách các tông môn, hội đều như thế làm cuồng nhiệt. Thánh Thạch Dụ Hoặc, người khác có lẽ không rõ ràng, hắn lại quá là rõ ràng. Lấy Thánh Thạch bày ra một cái đơn giản tụ linh trận, liền có thể đem tông môn tu luyện hoàn cảnh, trong nháy mắt tăng lên tới thánh vực tầng thứ, bồi dưỡng được tầng tầng lớp lớp nhân vật thiên tài. Như thế dụ hoặc, thế gian lại có cái nào một người, hoặc cái nào một tông môn có thể ngăn cản được đây? Thế nhưng là, nếu như là vì bồi dưỡng cường giả lời nói, vì sao không đem thánh linh khoáng cho các cái tông môn phân phối đi xuống, người người có phần đây? Khẽ chau mày, Trác Phàm lại hơi nghi hoặc một chút đạo, cứ như vậy, không phải càng có thể bảo vệ Tây Châu. Bốn người liếc nhìn nhau, đều là không khỏi cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn là Từ Dương Sát thở dài nói, ai, nếu là thật dễ dàng như vậy ngược lại tốt. Chỉ tiếc, cái này năm tòa thánh linh khoáng đều rất quái lạ, chỉ có linh khoáng ở mép ngưng tụ thánh thạch có thể đào lấy, lại hướng bên trong khai thác, liền làm sao cũng vào không được. Cho dù là đại lục mạnh nhất mấy cái vị cao thủ, cũng bất chợt tới phá không cái kia vô hình tường. Cho nên, chúng ta chỉ có thể chờ đợi nó cách cái mấy trăm năm, mới có thể đào lấy một chút nó mới ngưng tụ ra thánh linh khoáng đến. Thì ra là thế, vậy chính là có cao thủ bố trí xuống kết giới. Không sai gật đầu, Trác Phàm minh bạch, mặc kệ là thánh thạch vẫn là phổ thông linh khoáng, đều là từ trong không khí hấp thụ linh khí ngưng tụ mà thành. Mà cái này năm tòa thánh linh khoáng, bên trong bảo tàng lớn nhất, đã sớm bị không biết hà phương cao thủ, dùng kết giới bảo vệ, chỉ có ở mép phụ cận, kết giới bên ngoài một số rời rạc tài nguyên khoáng sản có thể bị người khai thác. Như thế tới nói, cái này thánh linh khoáng là vật có chủ, mà lại, người này thực lực mạnh, tuyệt không phải phàm giai bên trong người. Trác Phàm suy nghĩ rất lâu, đã minh bạch hết thảy, nhìn về phía bốn người nói tốt, Song Long hội này tầm quan trọng, ta đã minh bạch, chúng ta lúc nào xuất phát. Một tuần sau, thật sâu liếc hắn một cái, Tà Vô Nguyệt thản nhiên nói, ta cho ngươi một tuần thời gian chọn lựa đệ tử, sau đó ngươi làm đội trưởng, mang lấy bọn hắn tiến về Song Long hội, vì tông môn chiếm lấy lợi ích. Đương nhiên, thứ tự càng cao, lợi ích càng lớn, thượng trung hạ tam tông, cũng liền bài xuất tới. Lấy ngươi năng lực, ta hy vọng tương lai chúng ta Ma Sách Tông sẽ trở thành trung tam tông hàng ngũ. Trác Phàm trầm ngâm một hồi, khẽ gật đầu tốt, chỉ có chúng ta đơn độc đi sao? Dĩ nhiên không phải, Dương Sát bọn họ sẽ đi theo trông nom các ngươi. Chỉ có ba vị cung phụng, lông mày nhíu lại, Trác Phàm có chút kỳ quái, như thế việc quan trọng, thế mà chỉ phái ba người đến, có phải hay không quá không nặng xem điểm, đây chính là có quan hệ tông môn tương lai tiền đồ a. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Dương Sát bất giác vỗ vỗ Trác Phàm bả vai, cười to lên, ha ha ha. Trác Phàm, người thì chớ để ý điểm ấy chẳng diện vấn đề, mỗi cái tông môn đều như thế, trưởng lão cung phụng chỉ có thể đi theo hai ba cái, các nhà tông chủ cũng không đi. Chủ yếu chính là sợ các nhà cao thủ tề tụ, dễ dàng sinh sự, đây là Song Long viện quy củ. Là như vậy à? Trác Phàm gật gật đầu, trong lòng không sai. Bất quá dạng này cũng tốt. Đệ tử ở giữa có thể buông tay buông chân đại chiến. Nếu không, nhìn đối phương một đám lão gia hỏa ở nơi đó nhìn chằm chằm, phía bên mình lão gia hỏa lại không phải người ta đối thủ, đệ tử tâm lý áp lực nhưng là rất lớn. Đã muốn đối phó đối phương đệ tử, lại muốn đề phòng những lão già kia sau đó trả thù, cái này hiện trường phát huy có thể phát huy bình thường a. Song Long viện như quy định này, vẫn là man có đạo lý. Tốt, không có chuyện gì lời nói. Các ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, một tuần sau xuất phát. Đón lấy, Tà Vô Nguyệt phất phất tay, để mọi người đi xuống. Minh Phủ Tam Sát khom người cúi đầu, chậm chậm rời đi nơi này, Trác Phàm trầm ngâm một trận, đang chuẩn bị nhấc chân lúc rời đi, lại do dự một chút, xoay người nói, Tà Vô Nguyệt, ta còn có việc muốn nói với ngươi. Gọi tông chủ, ra mặt bất giác co lại,
Tà Vô Nguyệt nhìn lấy Trác Phàm cái kia chỉnh trọng sắc mặt cũng là bất đắc dĩ, không khỏi lắc đầu, thở dài, tính toán, có chuyện gì nói đi. Suy nghĩ một hồi, Trác Phàm thản nhiên nói, tông chủ, lúc trước chúng ta bàn điều kiện là, ngài lấy một khỏa cửu phẩm đan, tới gọi ta nhập môn ma sách tông. Nhưng là bây giờ, người muốn ta làm việc, ta đã toàn bộ làm đến, chỉ kém song long hội này nhất chiến mà thôi. Sau trận chiến này, ta muốn, ngươi là có hay không có thể trả ta tự do thân. Thế nào, ta ma sách tông có cái gì không tốt sao, không muốn ngốc. Ngươi tại nơi này chính là sống đến mức phong sinh thủy khởi a, nói không chừng rất nhanh liền có thể trở thành tông môn cao tầng, đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Nói không chừng, về sau ta vị trí này, cũng sẽ truyền cho ngươi. Vỗ vỗ tay phía dưới ngai vàng, Tà Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy Trác Phàm, chờ đợi hắn hồi phục. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tâm nếu không bình tĩnh, ở nơi nào đều không có ý nghĩa. Ta chỉ hy vọng tông chủ cho ta cái hứa hẹn, nếu không ta tại song long hội phía trên nhất định sẽ tâm thần không yên, tư duy hỗn loạn, phát huy thất bại. Thế nào, người uy hiếp ta? Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Tà Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Trác Phàm, đã thấy hắn cũng đồng dạng lạnh lùng mà nhìn mình, không nhúc nhích. Thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, thỏa hiệp nói tốt, đã ngươi tâm không ở chỗ này, ép ở lại cũng vô dụng. Ngươi muốn về Lạc Gia, trở về là được. Bất quá, lần này song long hội, ngươi cũng phải cho ta hướng song long viện nhét mấy người. Nếu không ngươi đi, ta tông không người kế tục, há không bị trở thành chín tông trò cười. Cái này, mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm có chút khó khăn, ngươi cũng không phải là không có gặp. Tinh anh môn mạnh nhất ba người đệ tử, liên thủ đều không phải là cái kia Hàn Tam thiếu đối thủ, thực lực chênh lệch quá lớn. Ta một người ngược lại là có thể đem những cái kia Trung Tam tông người bãi bình, nhưng là muốn đem bọn hắn nhét vào song long viện. Thế nào, làm không được. Trong mắt hơi híp, Tà Vô Nguyệt không khỏi suy cười ra tiếng, vậy ngươi nói với ta lời vô ích gì, nếu là ngươi đi, còn lại một đám yếu đuối thế hệ, ta làm sao có ý tứ đem ra được. Coi như tông môn nhập Trung Tam tông hàng ngũ, những đệ tử này có thể nhô lên Trung Tam tông thẻ bài sao. Nói một cách khác, một mình ngươi mạnh có cái dám dùng. Nếu là ngươi không thể đem những thứ này thằng nhãi con mang cho ta lên, ngươi liền phải cho ta tại tông môn đỉnh lấy, đừng nghĩ lấy ra bên ngoài chạy. Ách! Bất giác trì trệ, Trác Phàm hơi lúng túng một chút. Gặp hắn cái dạng này, Tà Vô Nguyệt không khỏi lạnh lùng nói, thế nào, thật khó khăn à, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương hai người, ngươi không phải để bọn hắn để thăng cực nhanh à. Đúng vậy à, cái kia hai cái tiểu gia hỏa là thật tốt đào tạo. Bất quá cái này cần hạ tử thủ, liền sợ những cái kia con ông cháu cha chịu không được. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm liếc mắt nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, ý tứ rất rõ ràng. Thế nào, huynh đệ, cho ta cái quyền hạn a, tối thiểu là loại kia cho dù giết bọn hắn cháu trai, cũng có thể trấn trụ đám kia lão gia hỏa quyền lực. Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, Tà Vô Nguyệt không khỏi lộ ra một bộ tà dị tiếu dung, tốt, ta biết ngươi ý tứ. Người muốn làm gì, liền buông tay đi làm đi. Miễn cho đám kia thằng nhãi con, cho người kéo chân sau. Nói, Tà Vô Nguyệt trong tay đột nhiên ánh sáng lóe lên, liền đột nhiên xuất hiện một đạo tử ngọc lệnh bài, sau đó vung tay ném cho Trác Phàm. Tiếp đi tới nhìn một chút, Trác Phàm chỉ thấy phía trên chỉ có một chữ, Tà. Đây là bản tông thiếp thân lệnh bài, bên trong có bản tông thần hồn uy áp, tông môn trưởng lão cung phụng đều là nhận biết, gặp bài như gặp bản tông. Sau này tông môn quyền sinh sát trong tay, từ ngươi tiện nghi xử lý. Ta dựa vào, có đồ chơi như vậy, không còn sớm lấy ra, có thể tiết kiệm ta không ít chuyện đâu. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng. Mỉm cười lấy lắc đầu, Tà Vô Nguyệt từ chối cho ý kiến, trước kia ngươi mới đến, khí thế chính thịnh, nếu để cho ngươi tấm bảng này, cùng trưởng lão cung phụng náo sắp nổi đến, không biết sẽ đâm cái gì rắc rối. Bất quá bây giờ. Người cũng coi như công thành danh toại, tông môn trưởng lão cung phụng đối người ký thác kỳ vọng, lễ kính có thêm. Cho dù có điểm mâu thuẫn, cũng sẽ không quá lớn, cho nên ta mới dám yên tâm đi tấm bảng này giao cho ngươi. Nếu không, ngươi như mượn tên của ta phạm nhiều người tức giận, thạch cung phụng tất nhiên thừa cơ thảo phạt, chẳng phải đem ta cũng hại. Tông chủ quả nhiên minh xét, vậy tại hạ cáo từ, có cái này, nhìn ta dám hay không đem mấy cái kia thằng nhãi con huấn chết, hắc hắc hắc. Tà dị cười một tiếng, Trác Phàm hướng Tà Vô Nguyệt ôm một cái quyền, liền khoan thai tự đắc rời đi nơi này. Thế nhưng là, hắn không thấy được là, Tà
Tại hắn rời đi về sau, Tà Vô Nguyệt nhìn về phía hắn bóng lưng ánh mắt, lại tràn đầy lạnh lẽo chi sắc, tự lẩm bẩm, Trác Phàm. Tại tông môn phát triển cũng quá nhanh, thật vượt qua ta sở liệu rất nhiều. Nếu là lần này Song Long hội sự thành, đi cũng tốt, ha ha ha. Cũng tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm mời phía trên ba vị chỉ đạo cung phụng, còn có chọn lựa ra đệ tử, đạp vào tiến về Song Long hội hành trình. Bên trong thích trường Long ba cái nguyên tinh anh môn cao thủ mạnh nhất, từ không cần phải nói. Còn lại tạp dịch trong phòng, Quỷ Hổ, Thiết Ưng cùng Khuê Lang Nguyệt Linh cũng toàn mang lên. Tiếp lấy Nguyệt Nhi Khuê Cương, còn có mấy cái còn lại thấy qua mắt đệ tử, cũng đi sát đằng sau. Ông! Một tiếng không gian ba động phát ra, tông môn kết giới từ từ mở ra, Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, hướng về phía trước một bước, cuối cùng mấy năm qua lần thứ nhất bước ra kết giới này, bất giác tâm tình hết sức sảng khoái. Bọn người người, có thể bước ra tông môn lịch luyện, cũng là vô cùng là cao hứng, riêng là rất nhiều người cả đời còn không có đi ra tông môn, lần này có thể thật tốt du sơn ngoạn thủy một phen. Dương Sát ba người nhìn lấy đây hết thảy, lại là một trận cười khổ. Ta nói Trác Phàm, tông chủ cho ngươi một tuần thời gian tuyển bạt, ngươi một đêm liền quyết định, có thể hay không quá qua loa. Dương Sát có chút lo âu nhìn lấy hắn. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, vậy thì thế nào, thực lực bọn hắn ta đều biết, người nào đi người nào ở, trong lòng hiểu rõ. Cười khổ gật gật đầu, Dương Sát trong lòng một trận phiền muộn, nhất chỉ Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi hai người nói, người khác cũng coi như, hai người này vừa mới đột phá thần chiếu không bao lâu, cùng cao thủ so chiêu còn phải toàn bằng trong tay ma bảo, bọn họ cũng có thể đi. Bọn họ là đồ đệ của ta để bọn hắn đi mở rộng tầm mắt, lịch luyện một chút. Ách! Không khỏi khẽ giật mình, Dương Sát ba người đều là hung hăng co rúm một chút ra mặt, nhìn về phía Trác Phàm cái kia một mặt chuyện đương nhiên khuôn mặt, sắp khóc đi ra. Đại ca, người cũng quá tùy hứng, chúng ta đây là đi vì tông môn liều mạng a, người cầm cái này đến rèn luyện đồ đệ, có phải hay không quá nhân tư phế công điểm? Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi liếc nhau, lại tất cả đều suy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Theo Trác Phàm thời gian dài, bọn họ cũng giải Trác Phàm tính khí. Bọn họ sư phụ, cũng là như thế tùy hứng tồn tại, ngươi làm gì đi? Không được, ta phải cùng tông chủ nói một chút đi, đây cũng quá trò đùa đi. Vẫy vẫy tay áo, Dương Sát không đáp ứng, liền muốn hồi tông đâm thọc. Đúng lúc này, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một đạo lệnh bài, bên trong uy áp, nhất thời để ba người bất giác trong lòng cả kinh, hét lớn lên tiếng, tông chủ lệnh bài. Đúng vậy a, người muốn nói đạo, thì nói với nó a, một dạng. Vẫy vẫy trong tay lệnh bài, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, lệnh bài này tác dụng, các ngươi chắc là so người nào đều rõ ràng, dám cho ta trở về cáo trạng, hừ hừ. Ta cũng cáo các ngươi một cái duy mệnh không tuân theo chi tội, nhìn sau cùng người nào chết nhanh. Khóe miệng bất giác một xẹp, ba người liếc nhìn nhau, đều là lộ ra một bộ khổ bức chi sắc, trong lòng ai thán. Cái này Tà Vô Nguyệt, làm sao đem cái đồ chơi này cho hắn đây? Kể từ đó, ba người bọn hắn cung phụng một đường lên chẳng phải đều muốn nghe hắn ra lệnh, thiên hạ có như thế làm cung phụng a? Phốc! Một tiếng cười khẽ, nhìn thấy ba vị này đường đường tinh anh môn chỉ đạo cung phụng, như thế ăn quả đắng bộ dáng, một số thiếu nữ đã là nhìn không được che lên miệng đến, cười trộm không thôi. Một số ngày bình thường trang nghiêm nghiêm túc cường tráng nam, lúc này cũng là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể run rẩy. Riêng là nguyên tinh anh môn cái kia ba vị, càng là sắp cười đau xốc hông. Từng có lúc, bọn họ nhìn qua ba vị này bình thường cao cao tại thượng cung phụng, như thế biệt khuất bộ dáng. Cười cái gì cười, đều chút nghiêm túc, chúng ta đây là tại thảo luận chính sự đâu. Trong mắt bất giác chừng một cái, Dương Sát nhất thời làm ra trợn mắt bộ dáng, hét lớn lên tiếng. Thế nhưng là hắn cái dạng này vừa ra, mọi người nhất thời liền càng là cười to đi ra, rốt cuộc không nín được. Điều này không khỏi làm ba người một trận phiền muộn, không có không còn mặt mũi. Trác Phàm gặp, cũng là cười nhẹ nhìn về phía mọi người, giáo huấn, có gì có thể cười, tông chủ lệnh bài người nào không sợ. Không biết tôn ti lễ nghi, dám chế giễu cung phụng, một hồi có các ngươi khóc thời điểm. Đến, ăn trước một viên linh đan, xách một chút tinh thần. Nói, Trác Phàm trong tay lại xuất hiện một cái bình sứ, vui sướng ấm áp đem đan dược từng cái phát cho bọn hắn. Gặp Trác Phàm như thế hiền lành khuôn mặt, mọi người cũng không nghi ngờ gì, thuận tay nhận lấy,
xem một phen, lại là trong mắt nhất thời sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Sư phụ, lại là thất phẩm linh đan a. Khuê Cương không khỏi vui kêu ra tiếng, sau đó đắc ý xem hắn người, nhìn đến a, theo sư phụ lão nhân gia ông ta lăn lộn, cũng là chỗ tốt nhiều. Mấy ngày nay ta ăn linh đan rượu dược, đều đã sớm vượt qua trước kia vài chục năm. Chẳng những là số lượng, chất lượng cũng là thượng thừa, cho tới bây giờ liền không có xuống thất phẩm trở xuống. Bọn người người nghe đến, cũng là không kìm được vui mừng gật đầu. Từ khi đi tới nơi này tạp dịch phòng, làm vì chuẩn bị tham gia xong Long hội tinh anh bồi dưỡng, bọn họ mới chính thức biết, cái gì gọi là thiên đường nhân gian. Trước kia tại tinh anh môn cái kia chính là nhân gian, chỉ có cái này tinh anh tạp dịch phòng mới là thiên đường A, còn trong lúc này ngoài cửa môn, hừ hừ, so sánh dưới, quả thực cùng địa ngục không có gì sai biệt. Ung ục một chút, đem cái kia đan dược ăn, mỗi người đều một mặt xuân phong đắc ý bộ dáng. Dương Sát ba người ở một bên nhìn đến có chút đỏ mắt, không khỏi khẽ rời đi cước bộ, đi vào bên cạnh hắn, đụng chút hắn đầu vai, chịu thua nói ai, cái quái gì, cho chúng ta cũng tới một khỏa thôi, chúng ta không đi cáo ngươi hắc trạng. Không được, các ngươi không thể ăn, cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm một mặt thần bí nụ cười. Thế nhưng là nghe được lời này, ba người lại là quính lên, Dương Sát càng là chống nạnh giận dữ hét, Trác Phàm, ngươi cái này có ý tứ gì, lúc trước ngươi hối lộ tông chủ cái kia cố kình đi đâu. Hiện tại chúng ta cho ngươi cơ hội hối lộ, ngươi thế mà đều không hối lộ, xem thường chúng ta là không phải, tốt xấu chúng ta thế nhưng là cung phụng a. Ách, không phải chuyện như vậy, chủ yếu là, mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm khóe miệng một xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, chủ yếu các ngươi cũng ăn lời nói, người nào bảo vệ bọn hắn a? Ta một người, nhưng là chiếu cố không đến. Bảo hộ, không khỏi sững sờ, ba người không rõ ràng cho lắm. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền minh bạch hết thảy. A, một tiếng hét thảm, theo mọi người ở giữa truyền ra, Khuê Cương đầu tiên sắc mặt cứng đờ, toàn thân rừng không ngừng run rẩy một chút, sau đó liền giống như người gỗ giống như, cơ giới động, mỗi một động đều là lắc một cái, dường như đông cứng một dạng, chỉ có con ngươi cùng đầu lưỡi có thể tới hồi tự do di động. Nhi tử, ngươi làm sao? Ách, Khuê Lang quính lên, vội vàng lên tiếng, muốn tiến lên. Nhưng cũng là thân thể trì trệ, cảm thấy mình thân thể ngăn không được cứng ngắc. Đón lấy, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, theo các ngõ ngách truyền đến. Tất cả chuẩn bị đi tham gia xong Long hội đệ tử, tất cả đều xuất hiện loại hiện tượng này, chứ có thể ngôn ngữ, động con ngươi, hắn cái gì cũng không thể làm. Ba vị cung phụng gặp này, bất giác đều là quá sợ hãi, cuống cuồng bận bịu hoảng địa sát nhìn một phen, mới lại chăm chú nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó. Quát nói Trác Phàm, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cầm lấy cái kia bình sứ nhỏ trên tay đánh đánh, khoan thai cười nói, thực cái này thất phẩm đan, không nhất định là linh đan, cũng có thể là độc đan a. A, không khỏi sững sờ, mọi người cùng nhau sắc mặt hoảng hốt. Thất phẩm độc đan, cương thi đan, phục dụng về sau, toàn thân sơ cứng khô héo, một tháng sau, toàn thân hóa thành nham thạch. Bất động không nói mà chết. Cái gì? Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, mọi người cũng đã sợ hãi kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, Khuê Cương càng là vẻ mặt đưa đám nói, sư phụ, ngài vì sao muốn hại chúng ta a? Ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi, ý muốn hại người có thể có, nhưng nên có lòng phòng bị người a, ngươi làm sao lại là không nghe sư phụ lời nói đâu? Người nào nói cho ngươi, sư phụ cho đồ vật nhất định là đồ tốt. Bất giác suy cười một tiếng, Trác Phàm vui cười liên tục. Bỗng dưng, trong lòng mọi người trầm xuống, khóe miệng đột nhiên xẹp lên, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Vừa mới gặp hắn còn một mặt vui sướng ấm áp bộ dáng, không nghĩ tới đúng là ẩn chứa như thế dã tâm. Hiện tại, bọn họ mới biết được cái gì gọi là tiếu lý tàng đao. So sánh với vừa mới trợn mắt hướng bọn họ Dương Sát cung phụng, Trác quản gia thật sự là quá âm hiểm a. Mang theo nụ cười liền đem độc cho dưới, bọn họ vừa mới còn cảm kích hắn tới, bây giờ nghĩ lại, thật sự là ngu xuẩn giống như heo. Dương Sát thì là một phát bắt được Trác Phàm ở ngực, nộ hống lên tiếng, tại sao muốn làm như thế, bọn họ chết, người nào đi tham gia xong Long hội, một mình ngươi chỉ huy một mình sao? Không có đi để ý tới hắn quát kêu, Trác Phàm chỉ là dương dương trong tay lệnh bài, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, lạnh lùng lên tiếng, xong Long hội cực hung hiểm. Các ngươi cũng phải biết, lấy các ngươi thực lực bây giờ,
đi xong Long hội, chết không có chỗ chôn tỷ lệ rất lớn. Cho nên, cùng để cho các ngươi chết ở nơi đó, không bằng chết tại ta trên tay đi. Mẹ nó, cái này cái gì logic, ngươi thì không làm cho chúng ta sống lâu một đoạn thời gian sao? Trong lòng mọi người không còn gì để nói, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy vẻ oán hận. Có điều, cái này con đường chết, ta cho các ngươi mở một đầu sinh đạo. Cái này cương thi đan tuy nhiên có thể để các ngươi sơ cứng mà chết, tu vi mất hết, nhưng là chỉ muốn các ngươi bảo trì thân thể hoạt động, liền có thể trì hoãn sơ cứng. Đợi đến xong Long hội chỗ đó, ta lại giải độc cho các ngươi. Đến mức những cái kia trèo trống không đến, xin lỗi, thuận tự nhiên treo đi. Bất giác ta cười một tiếng, Trác Phàm lại đem lệnh bài kia tại trước mặt bọn hắn lắc lắc, thấy rõ ràng đạo này lệnh bài, ta là được đến tông chủ bổ nhiệm, không quản các ngươi phía sau là gì bối cảnh, chết thì chết vô ích, ai cũng tìm không ta phiền phức, cho nên ta cũng chuyện gì cũng dám làm, đừng hy vọng ta nửa đường hội cứu các ngươi một chút, thì coi như các ngươi chết sạch, ta cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt, khặc khặc khặc. Ma quỷ! Trong lòng bất giác thầm mắng một tiếng, mọi người liếc nhìn nhau, đều là lộ ra một bộ khổ bức sắc mặt. Dương Sát ba người nhìn lấy đây hết thảy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó hiểu. Nếu là Trác Phàm cho bọn hắn phía dưới là kịch độc, ba người tự nhiên không thể bỏ qua tiểu tử này, đoán chừng còn muốn hoài nghi hắn có phải hay không cái nào cái tông môn phái tới gian tế. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm phía dưới lại là độc dược mãn tính, còn cho bọn hắn lưu sinh cơ, rất rõ ràng cũng là huấn luyện bọn họ, chỉ bất quá thủ đoạn này có chút vô tình. Trong lúc nhất thời, ba người ngược lại là có chút lý giải. Lúc này, Trác Phàm lại mật ngữ hướng ba người, dặn dò, hiện tại bọn hắn so vừa ra đời trẻ sơ sinh cũng không bằng, một đường lên các ngươi phải tốn nhiều hiểu lòng nhìn. Ba người không khỏi khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, hơi hơi gật gật đầu. Ngay sau đó, Trác Phàm lại chạy đến trước mặt mọi người, đối lấy bọn hắn phủi mông một cái, khiêu khích nói, đến a, ta tới trước ngoài ngàn mét đi chờ các ngươi. Khác mẹ hắn vừa ra cửa thì ngỏm củ tỏi, ha ha ha. Vừa mới nói xong, Trác Phàm trong nháy mắt biến mất bóng người, mọi người lại là đỏ lên mặt, cắn răng nghiến lợi hướng về phía trước khó khăn di động tới tốc độ, dường như vác trên lưng một tòa núi lớn giống như, mỗi một bước đều không lưu loát không gì sánh được, một chân một cái hố, thân thể cứng ngắc, tựa như ốc sên đang bò. Nhưng là trong mắt bọn họ, lại tràn đầy vẻ phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, thì thào mắng, Trác quản gia. Ngươi chờ, chúng ta nhất định sẽ không như thế trắng trắng chết. Thế nhưng là, lời tuy như thế nói, thân thể bọn họ lại là càng ngày càng cứng ngắc, một phút thời gian đều qua, còn không có di động một mét trở lên. Thấy tình cảnh này, ba vị cung phụng không khỏi lại muốn thút thít. Cái này Trác Phàm muốn huấn luyện bọn họ, thì huấn luyện a, thế nhưng là có thể hay không tìm tốc độ nhanh một chút huấn luyện phương pháp. Cứ theo tốc độ này, trẻ sơ sinh đều so với bọn hắn leo nhanh. Cái này năm nào tháng nào mới có thể tới mục đích a? Thế nhưng là, hiện tại đã tại phía xa ngoài ngàn mét Trác Phàm, lại là không lo lắng chút nào điểm này. Hắn dùng cái này cương thi đan chủ yếu mục đích, cũng là cố hóa bọn họ thân thể gân mạch, bước đến bọn hắn từng bước một siêu việt chính mình cực hạn. Đợi đến siêu việt, thân thể tự nhiên khôi phục hành động, thế nhưng là rất nhanh, liền lại muốn cố hóa, sau đó lại siêu việt. Như thế như vậy. Bọn họ gân mạch cùng thân thể đem sẽ nhận được cực lớn đoán luyện, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, bắt kịp người khác mấy chục năm tĩnh tâm tu luyện, cũng không phải là không được. Từng có lúc, Trác Phàm cũng muốn thân thân nếm thử một chút. Bất quá, cái này người tu luyện lại có cái tai hại, cũng là tại trong lúc này, cần phải có thực lực lại có thể tin người bồi ở một bên. Nếu không mà nói, hiện tại bọn hắn so mới sinh trẻ sơ sinh còn yếu, không có người ở một bên chiếu cố. Há không tới tấp chuông ngỏm củ tỏi. Cho nên, Trác Phàm cái này luôn luôn độc lai độc vãng người, lại là không có điều kiện này huấn luyện chính mình. Mà cùng lúc đó, còn lại các tông cũng ào ào bắt đầu hành động, chuẩn bị chạy tới song Long hội quyết chiến chi địa. Huyền Thiên Tông, phía sau núi sườn núi đỉnh đầu gió, băng tuyết không ngớt, quanh năm không thay đổi, một đạo thân mang áo trắng thanh xuân nữ tử, chậm rãi đi tới nơi này, trong tay cầm một thanh hiện ra bạch quang trường kiếm. Đứng lặng tại một cái sơn động miệng, hướng về kia bên trong xa xa cúi đầu, phát ra êm tai ngâm khẽ, sư tỷ, Khuynh Thành muốn đi tham gia song Long hội, cảm tạ sư tỷ mấy năm này dạy bảo tri ân. Gió lạnh thổi lên nữ tử này váy, băng tuyết lộ ra nàng cái kia tuyệt diễm dung nhan tung bay, lại chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ.
Song Long hỏi, rốt cục muốn mở a, không biết người kia liệu sẽ đến đây. Trong sơn động, phát ra một tiếng bóp cổ tay thở dài thanh âm, tiếp lấy sâu xa nói, Khuynh Thành, ngươi là thay ta chấp trưởng Hàn Quang kiếm người, không biết có thể làm giúp ta một chuyện hay không? Sư tỷ mời nói, Sở Khuynh Thành khom người cúi đầu, cung kính nói. Bất giác than nhẹ một tiếng, người kia thăm thẳm xuất khẩu, tại Song Long hội phía trên, nếu là ngươi gặp phải Ma Sách tông người, có thể hay không thủ hạ lưu tình. Chí ít, ta không hy vọng hắn thương tại ta Hàn Quang kiếm dưới, tuy nói hiện tại thanh kiếm này là ngươi. Hắn? Không tệ, cũng là hắn, cái kia hại ta bị giam ở đây, nhưng lại để ta không oán không hối người. Trong sơn động, truyền ra cái kia đạo có chút vui vẻ thanh âm. Một tòa tối tăm ẩm ướt trong đại điện, chỉ có mấy cái bó đuốc tại hai bên thiêu đốt, mờ nhạt không rõ. Từng tiếng lệ quỷ thê gọi, ở trong đại điện mỗi khắp ngõ ngách vang lên, khiến người ta nghe xong liền có loại không rét mà run cảm giác. Đại điện chính bên trong vị trí, bày biện một chương hình vuông bàn, dài 2 mét, rộng 1 mét, một cái thân hình cao lớn trung niên đại hán, một mặt râu quai nón, mục đích như chuông đồng, hung hăng một chưởng vỗ tại bàn phía trên, phát ra rung khắp tiếng vang. Các ngươi nói cái gì, lão nhị ngươi thế mà tại Ma Sách Tông, bị một tên tạp dịch đệ tử đánh bại. Đại hán kia hung tợn nhìn chằm chằm phía dưới ba người, trợn mắt nhìn, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Ba người bất giác thân thể cùng nhau lắc một cái, đều là không dám phát ra tiếng. Hàn Tam Thiếu cùng Hàn Nhị Thiếu liếc nhìn nhau, thật lâu, vẫn là từ Hàn Tam Thiếu khom người bẩm báo nói, khởi bẩm phụ thân, cái kia Ma Sách Tông tên là Trác Phàm tạp dịch đệ tử, thật tương đương không đơn giản a. Trong thiên hạ, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi bên trong, khó gặp đối thủ. Đúng vậy a, tông chủ, lão phu cũng là tận mắt nhìn thấy, một chiêu đánh bại nhị công tử, coi là thật đến. Mạc trưởng lão cũng là khom người cúi đầu, chi tiết bẩm báo. Hung hăng vung tay áo, đại hán kia không khỏi mắng to lên tiếng, hừ, không cần phải nói, tất cả đều là lấy cớ. Bại cũng là bại, còn thua ở một cái hạ tam tông tầng dưới chót nhất đệ tử trong tay, thật là làm lão phu không còn mặt mũi. Lão nhị, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ây, toàn bằng phụ thân phán quyết, thân thể bất giác lắc một cái, Hàn Nhị Thiếu mặt hiện đắng chát, thật sâu cúi thấp đầu. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, đại hán kia thăm thẳm lên tiếng, đã ngươi bị người ta kích thương một tay, cái kia cái bàn tay này liền vô dụng, phế ngươi một tay được chứ? Phụ thân, tuyệt đối không thể, cứ như vậy, nhị ca chẳng phải chung thân tàn phế. Hàn Tam Thiếu nghe xong, không khỏi khẩn trương, đuổi vội vàng khuyên nhủ. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, đại hán kia mắt lạnh lẽo mà xem, khinh thường bĩu môi, lập tức muốn tiến vào hóa hư cảnh người, thân thể cũng không có tác dụng lớn như vậy, một cái cánh tay cùng trang sức không có gì khác biệt. Nếu là ngươi ngại khó coi, lưu lại một cánh tay cũng được, bất quá ngươi đến tiếp nhận 7749 ngày pháo lạc chi hình, loại đau khổ này tư vị. Hừ hừ, chính ngươi tuyển đi. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hàn Tam Thiếu càng kinh hãi thất sắc. Một mặt lo âu nhìn mình nhị ca, song quyền bất giác chăm chú nắm lại. 7749 ngày pháo lạc, thụ liệt diễm thiêu đốt, loại đau khổ này, há lại thường nhân có thể nhịn thụ. Kết quả là, Hàn Tam Thiếu liền ôm quyền, còn phải lại cầu tình, cũng là bị Hàn Nhị Thiếu đưa tay cản lại, ngừng lại. Phụ thân, ta nguyện ý tiếp nhận pháo lạc chi hình. Khom người cúi đầu, Hàn Nhị Thiếu mặt không biểu tình, lạnh lùng lên tiếng. Đại hán kia hơi hơi gật gật đầu, trong lòng nộ khí cũng tiêu tán một số, sâu xa nói, rất tốt, cái này mới xem như nhi tử ta, thất bại, liền nên gánh chịu thất bại hậu quả, đi thôi. Chờ một chút. Thế mà, đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng vang lên, một vị sắc mặt u ám công tử văn nhã, chậm rãi theo ngoài cửa đi tới. Mạc trưởng lão thấy một lần, nhanh chóng vội vàng khom người bái nói, đại công tử. Liếc mắt liếc một cái hắn. Thanh niên kia khẽ gật đầu, sau đó hai mắt thẳng tắp đối lên đại hán kia ánh mắt, đạm mạc lên tiếng, phụ thân, lão nhị bại, đó là bởi vì thực lực sai biệt, trách không được hắn, không nên bị phạt. Thế nhưng là hắn thua ở một cái hạ tam tông đệ tử trong tay, vẫn là tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử. Thì tính sao? Nhìn lấy phụ thân cái kia tức giận sắc mặt, thanh niên kia không hề sợ hãi, bình tĩnh lên tiếng, anh hùng không hỏi xuất thân, coi như người kia là tạp dịch đệ tử. Cường giả chính là cường giả. Bại trong tay cường giả, có gì có thể mất mặt. Huống hồ, lập tức liền phải xuất chinh Song Long hội, chính là lúc dùng người,
lão nhị nếu là bị phạt trọng thương, khó có thể tham gia. Hắn vị trí, do ai đến định, nói không chừng, chúng ta thật sẽ trở thành Trung Tam Tông chi mạt, sau cùng biến thành Ma Sách Tông xâm nhập Trung Tam Tông cơ hội. Người kia thực lực, Mạc trưởng lão đã vừa mới nói rất rõ ràng, phụ thân cần phải minh bạch, hắn có Trung Tam Tông thiên tài đệ tử tư cách, không phải một giới thân phận có thể quyết định đến. Ánh mắt khẽ híp một cái, đại hán kia trầm ngâm một chút, cuối cùng hơi hơi gật gật đầu. Tốt, xem ở Song Long hội tổ chức sắp đến tình huống dưới, lão nhị, ngươi trừng phạt ta thì tạm thời ghi lại. Chờ Song Long hội về sau, nhìn ngươi biểu hiện, lại đi suy tính. Cảm ơn phụ thân không phạt tri ân, Hàn nhị thiếu vội vàng liền ôm quyền, khom người nói. Đại hán kia khẽ gật đầu, đứng dậy hướng bên cạnh một đạo khác môn đi đến, thế nhưng là còn không đợi hắn vượt qua cái kia cánh cửa, hắn lại là lại thân thể hơi chậm lại, quay đầu nhìn thanh niên kia liếc một chút. Thản nhiên nói, lão đại, người đối Ma Sách Tông cái này đột nhiên xuất hiện tạp dịch đệ tử thấy thế nào? Một cái đối thủ tốt, xem ra lần này Song Long hội, sẽ không rất nhàm chán, ha ha ha. Khóe miệng hơi vểnh lên, thanh niên kia lộ ra một bộ tà dị tiếu dung. Đại hán kia đạm mạc gật đầu, rìa mép cũng hơi hơi động động, quay người rời đi nơi này, chỉ là hắn tiếng nói, vẫn như cũ thanh thanh sở sở truyền tới, lần này Song Long hội. Lão phu không mong muốn các ngươi có thể đi vào Thượng Tam Tông hàng ngũ, chỉ hy vọng các ngươi có thể bảo trụ hiện tại Trung Tam Tông danh vị. Nếu là Ma Sách Tông lần này thật có nghịch tập chi thế, cái này lôi cũng phải để cho người khác đến đỉnh. Xem ra phụ thân trong lòng so người nào đều rõ ràng, cũng không có xem thường cái này cái tạp dịch đệ tử a. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, thanh niên kia quay đầu nhìn hai cái đệ đệ liếc một chút, bất giác cười khẽ một tiếng. Một phương diện khác, ở một tòa thanh u trong sơn cốc, một nói bóng người màu xanh, một cái lắc mình xuất hiện ở đây, lại là một cái thân mặc trường bào màu xanh thanh niên. Hai mắt hơi khép, mi thanh mục tú, cuồn cuộn khí thế cường hãn, ngăn không được tiêu tán đi ra. Hít thật sâu, thanh niên kia mới đưa khí thế thu hồi, dương mắt nhìn một chút đối diện cửa đá, bất giác tiếng cười to nói, sư đệ, vi huynh đã xuất quan, không biết ngươi còn muốn chờ đến khi nào a? Song Long hội. Thế nhưng là không chờ người. Ai, sư huynh cư nhiên như thế đã sớm xuất quan, quả nhiên thiên phú hơn người, không hổ là Tây Châu đệ nhất thiên tài, lệnh sư đệ xấu hổ a. Trong cửa đá truyền ra một đạo than nhẹ âm thanh, tràn đầy lười biếng nói, sư huynh ngươi đầu tiên chờ chút đã, sư đệ ta còn cần mài phía trên một chút thời gian mới có thể. Bất giác mỉm cười lấy lắc đầu, cái kia sư huynh bất đắc dĩ cười cười, mắng chửi nói, tốt ngươi cái tiểu sư đệ. Đều mở lên sư huynh trò đùa đến, cái gì Tây Châu đệ nhất thiên tài, ở trước mặt ngươi ta dám như thế tự xưng sao? Làm sao không dám, sư huynh ngươi sớm đã hóa hư cảnh nhiều năm, sư đệ ta bất quá vừa mới đột phá hóa hư cảnh mà thôi, làm sao có khả năng so sánh? Sư huynh, ngươi mới là chớ có mở ta trò đùa. Cửa đá bên trong, lại vang lên cái kia đạo rất có như con trẻ vui cười âm thanh. Bất đắc dĩ mỉm cười lấy lắc lắc đầu. Cái kia sư huynh từ chối cho ý kiến, cứ như vậy yên tĩnh ở chỗ này chờ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Bên trong mặt đều không có cái gì động tĩnh, thế nhưng là, coi như vị sư huynh này không đợi được kiên nhẫn, muốn lần nữa hét to thúc giục lúc, ông một tiếng chấn động lại là bỗng dưng theo cửa đá kia bên trong đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, từng đạo nóng dực khí lãng không ngừng dâng trào, toàn bộ sơn cốc nhiệt độ đột nhiên cấp tốc lên cao, chỉ là một trong nháy mắt. Trong sơn cốc tất cả cây cỏ, liền đã toàn bộ khô héo đi, sau đó bốc cháy lên. Cho dù là cái kia sư huynh, cũng là trong lòng đột nhiên siết chặt, mi đầu nhịn không được ngưng tụ lại một cái vấn đề, trong ngũ tạng lục phủ, càng là giống như liệt diễm thiêu đốt đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cái kia sư huynh nhìn về phía cái kia đạo đóng chặt cửa đá, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, trên đầu đã là mồ hôi lạnh đầm đìa cái này. Đây chính là tiểu sư đệ bẩm sinh thần hỏa, hắn rốt cục cùng thần hồn dung hợp, lại có uy lực như thế, cái quái vật này. Ha ha ha, còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm, ta cái này Tây Châu đệ nhất thiên tài danh vị sẽ bị tiểu tử này đoạt đi, xem ra hiện tại đã bị đoạt a. Cười khổ lắc lắc đầu, cái kia sư huynh một mặt phiền muộn, tựa hồ mất đi cái gì đồng dạng, mặt mũi tràn đầy phiền muộn thở dài. Cùng lúc đó, ở một tòa tre lấp rừng rậm ở giữa, một đội nhân mã mười mấy hai mươi người, ngay tại từng cây đại thụ che trời phía dưới nghỉ ngơi. Cái kia khí thế cường hãn thỉnh thoảng đến tràn ra,
làm cho bốn phía một số linh thú động vật, cũng không dám phụ cận một bước, xa xa né ra. Hiu! Đột nhiên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt lóe qua, lộ ra một bộ mặt mũi hung dữ gương mặt, nhìn về phía mọi người giận dữ hét, viêm ma đây, viêm ma tiểu tử kia chạy đi đâu? U, nguyên lai là thanh nha trưởng lão A, mi đầu bất giác nhếch lên, một cái yêu diễm tịnh lệ nữ tử dương mắt xem hắn, không khỏi suy cười ra tiếng, viêm ma sư huynh hắn cảm thấy quá nhàm chán, đi đầu rời khỏi đơn vị du ngoạn đi. Đợi đến song long hội chỗ đó, tự nhiên sẽ cùng chúng ta tụ hợp. Cái gì, tiểu tử kia vậy mà lại tự tiện chủ trương, đi ra ngoài. Thật sự là buồn cười. Bất giác giận hừ một tiếng, cái kia thanh nha trưởng lão tức giận dậm chân một cái, mắng to, nếu là tiểu tử kia lại chơi tính nổi lên, lầm canh giờ, cái kia phải bị tội gì. Khác mẹ hắn song long hội đều kết thúc, hắn mới xuất hiện, đây không phải là lầm đại sự a. Nữ tử kia thật sâu nhìn trưởng lão này liếc một chút, lại là thờ ơ nhún nhún vai, an ủi, yên tâm đi, viêm ma sư huynh sẽ không chậm trễ canh giờ, hắn lại không là tiểu hài tử, có cái này phân tắc. Hắn có cái dám phân tắc, loại chuyện này hắn cũng không phải là làm không ít. Nghe đến cô gái này vì hắn giải thích, trưởng lão kia lúc này phun một bãi nước miếng đi ra, mắng to liên tục, trước kia chúng ta đi tông khác môn phá quán thời điểm, hắn thừa cơ chuồn mất, chạy không thấy cái bóng. Người ta tông môn đến chúng ta chỗ này gây chuyện lúc, hắn cũng thừa cơ chuồn mất, chạy không thấy cái bóng. Tại lão phu trong ấn tượng, hắn thì không đứng đắn qua. Nhưng là bây giờ không giống nhau, song long hội A, mấy trăm năm một lần, quan hệ tông môn lợi ích phân phối lớn nhất, hắn cũng dám chuồn mất, thực sự buồn cười. Cái kia thanh nha trưởng lão bất giác vuốt vuốt đầu, trở nên đau đầu muốn nứt, mặt ủ mày trao. Nữ tử kia gặp, bất đắc dĩ bĩu môi. Cười trộm không thôi. Thế nhưng là rất nhanh, lại một đường lạnh lùng thanh âm lại là đột nhiên vang lên, yên tâm đi, thanh nha trưởng lão, viêm ca hắn lần này, tuyệt sẽ không chuồn mất. Làm sao ngươi biết, ngươi dám cam đoan sao? Đương nhiên, trong mắt hơi hơi ngưng tụ, người kia đạm mạc lên tiếng, bởi vì lần này, viêm ca tại toàn bộ Tây Châu đối thủ lớn nhất sẽ xuất hiện, cái kia danh xưng Tây Châu đệ nhất thiên tài nam nhân. Viêm ca, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ha ha ha. Mí mắt bất giác hơi hơi nhảy một cái, mọi người liếc nhìn nhau, đều là không sai gật đầu. Mà cũng ngay lúc này, Huyền Thiên Tông một đoàn nhân mã đi vào trong một cái trấn nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, các loại đồ vật rực rỡ muôn màu, phi thường náo nhiệt, làm cho lâu không ra tông mọi người không kìm được vui mừng, đầy mắt tò mò nhìn trái lại nhìn. Thế nhưng là, tại một cái tiếng người huyên náo quán rượu nhỏ bên trong, một cái trên mặt tà dị thiếu dung thanh niên tóc đỏ. Lại chính hư híp mắt, đem trên đường cái một đám sắc đẹp, thu hết vào mắt. 1212. Trống trải trên mặt đất, vang lên từng tiếng vang dội khẩu hiệu, một đội có chút kỳ quái nhân mã, tại cái này rộng rãi trên đường lớn, cực kỳ quỷ dị di chuyển cước bộ. Chỉ gặp bọn họ từng cái vặn vẹo lên thân hình, 10 phần phí sức giơ chân lên, vừa hung ác rơi xuống, tựa hồ có tòa núi nhỏ ở trên người đè ép. Toàn bộ thân thể cũng cứng ngắc lợi hại, giống như trời sinh tiểu nhi tê liệt người bệnh. Cái này, chính là bị Trác Phàm lừa gạt cho ăn phía dưới cương thi đan ma sách tông một hành đệ tử, xa xa nhìn lại, nguyên bản hơn 10 người đội ngũ, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có không đến khoảng 10 người, mà lại mỗi người trên mặt đều kiên định lạ thường, hết sức đung đưa thân thể, không để cho mình triệt để cứng ngắc xuống tới. Bởi vì bọn hắn, đã thanh thanh sở sở nhìn qua những cái kia biến thành cương thi đồng đội. Như thế nào hóa thành nham thạch, phơi khô thành tro. Loại kia khủng bố tràng diện, bọn họ cả một đời cũng sẽ không quên. Hắn nãi nãi, Trác Phàm cái này nha thật đúng là hung ác đâu, nguyên lai thân thể này một khi bất động, còn thật hội muốn mạng người a. Khuê lang từng bước một tiến về phía trước đi lại, trong tai đều có thể nghe đến chính mình cốt cách bắp thịt tiếng ma sát âm, không khỏi giọng căm hận mở miệng, tiếp lấy một mặt quan tâm nhìn về phía Khuê Cương, vội vàng nói Cương Nhi. Ngươi thế nào, còn có thể chống đỡ sao? Khóe miệng bất giác một xẹp, Khuê Cương sắp khóc đi ra, lão cha, hơn 10 ngày đều không nghỉ qua, tu vi bị phế, ta đã sớm sắp không chịu được nữa, thật nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút a. Hiện tại ta mới biết được cái gì gọi là, sống không bằng chết. Bọn người người nghe đến, cũng là một mặt bi thương gật đầu, trong lòng đem Trác Phàm tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Khuê lang trong lòng đau xót. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi, khích lệ nói, Cương Nhi, chịu đựng, dừng lại thì chết chắc, những tên kia sau cùng hạ tràng, người cũng không phải là không thấy được,
Ta đương nhiên biết, lão cha, ai có thể nghĩ sư phụ ác như vậy, ra tay đúng như loại độc này à, chúng ta thật chẳng lẽ muốn tới Song Long hội chỗ đó, mới có thể có đến giải dược sao? Cuống họng đều có chút nghẹn ngào, Khuê Cương trong mắt sớm đã ẩm ướt một mảnh. Khuê Lang gặp này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Nếu không phải vì nhi tử lời nói, hắn thật tình nguyện cứ như vậy chết, hóa thành bụi phấn, cũng tỉ như này khổ thân mạnh. Nơi xa trên đỉnh núi, Trác Phàm cùng ba vị cung phụng nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, một mặt nhẹ nhõm tự đắc. Bất quá, Dương Sát vẫn còn có chút lo lắng, cau mày nói, Trác Phàm, ta nhìn cứ như vậy quên đi, một đường lên đã chết không ít người, nếu là chết lại đi xuống, đến Song Long hội thật sự không có người có thể dùng. Vậy liền chính ta phía trên. Tóm lại, lão tử nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói để bọn hắn ma luyện ở đâu, thì ma luyện ở đâu. Nếu là chết, chỉ có thể coi là chính bọn hắn không tốt. Bất giác lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, mà lại, các ngươi nhìn xem, bọn họ bây giờ không phải là đã đi được rất không tệ à, chỉ ít tốc độ không kém thường nhân, đây chính là đột phá. Cái này đột phá cái gì, chẳng phải quen thuộc mà thôi à. Bất giác cười khổ một tiếng. Ba người không biết làm sao lắc đầu, nhìn lấy mọi người cái kia đầu đầy mồ hôi, một mặt vất vả bộ dáng, vẫn còn có chút lo lắng nói, bọn họ hiện tại đều là thường nhân chi thân, liên tiếp đuổi nhiều như vậy đường, cũng thật là đến cực hạn. Không phải vậy, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi chắc chắn chứ, mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm một mặt tà dị nhìn về phía ba người, lại là quỷ dị cười nói, các ngươi cũng đừng hối hận, cách Song Long hội thời gian giống như đã không xa. Liếc nhìn nhau, ba người bất giác có chút kỳ quái, hắn đây là ý gì? Thế nhưng là thật sâu dò xét hắn rất lâu, cũng không có nhìn ra cái gì không ổn, ba người liền cảm giác hắn đang cố lộng huyền hư, sau đó Dương Sát thẳng ưỡn ngực nói, vậy thì thế nào, lấy bọn họ hiện tại tốc độ, coi như nghỉ ngơi cái một ngày nửa ngày lại chạy tới, cũng không có gì lớn không? Tốt, liền theo các ngươi ý tứ làm. Bất giác rào quyệt cười một tiếng, Trác Phàm xa xa nhìn sang phía trước. Gặp chỗ đó có một cái thôn trấn, liền đề nghị, vậy chúng ta đi cái kia tiểu trấn phía trên nghỉ ngơi một chút, thế nào? Ba người thấy một lần, nhất thời gật đầu đồng ý, đồng thời trong lòng nghi hoặc, tiểu tử này làm sao đột nhiên biến đến tốt như vậy nói chuyện. Nhưng là cũng không nghi ngờ gì, sau đó Trác Phàm một cái lắc mình, nhất thời xuất hiện tại đội ngũ bên người, hét lớn lên tiếng, các ngươi những người này vận mệnh đến, xét thấy các ngươi hiện tại tốc độ tăng lên tới, ba vị cung phụng thương hại các ngươi. Cho các ngươi cầu tình, để cho các ngươi ở phía trước cái trấn nhỏ kia phía trên nghỉ ngơi một chút. Thật, ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người nhất thời cảm thấy mừng rỡ. Chỉnh một chút hơn 10 ngày trong đêm hành trình A, lấy trước mắt thân thể này, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, sắp tan ra thành từng mảnh, hiện tại Trác quản gia nói là có thể nghỉ ngơi, bọn họ lại thì nguyện ý có điều. Cái kia còn như thế lề mà lề mề làm gì, còn không mau gấp rút tốc độ. Trác Phàm hét lớn một tiếng, mọi người liền cùng nhau tăng thêm tốc độ, cường đại sức hấp dẫn, đúng là để bọn hắn thân thể càng thêm linh hoạt rất nhiều. Tuy nhiên vẫn như cũ như tượng gỗ hành tẩu, nhưng cái này vô số cỗ tượng gỗ, dĩ nhiên đã bắt kịp nhân loại tốc độ. Nửa canh giờ về sau, mọi người rốt cục đi vào cái trấn nhỏ này, nhưng là khiến người ta kỳ quái là, cái trấn nhỏ này đúng là dị thường hoang vu. Chẳng những một chút nhân khí tức đều không có, cho nên ngay cả động vật gọi tiếng đều biến mất. Dường như một tòa thành chết, không có một điểm sinh khí. Dương Sát chờ ba vị cung phụng chậm rãi tiến lên, tại bốn phía xem một phen, lại cảm thụ một chút, tiếp lấy trở về, nhíu mày nói, Trác Phàm, nơi này có điểm cổ quái a, vẫn là không nên ở lâu, chắc là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Không cần phải lo lắng, chỉ là tạm thời dừng chân mà thôi, không có gì lớn không. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm hướng bốn phía nhìn xem, đạm mạc lên tiếng, trước tìm tử quán trà lâu cái gì, khiến cái này đã biến thành tầm thường nhân ra băng nghỉ chân một chút đi. Mọi người nghe xong, vội vã gật đầu, Trác quản gia, lần này ngài cuối cùng nói câu tiếng người. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, lập tức mang theo mọi người tại cái này tiểu trấn phía trên đi loanh quanh, rất nhanh liền tìm tới một gian tử lâu, đi vào. Thế nhưng là, bên trong vẫn như cũ là không có một chút nhân khí, chỉ có một ít rơi đầy cho bụi cái bàn, còn có cái kia tựa hồ từng có một đoạn thời gian không hề động qua vò rượu bi kịch. Tử lâu này liền cái bóng người đều không có, xem ra chúng ta đến chính mình động thủ,
cơm no áo ấm. Hai bên nhìn một chút, Trác Phàm trong mắt hiện ra hồ nghi, bất giác cười khẽ một tiếng. Nghe được lời này, mọi người không khỏi lại là ai thán lên tiếng, bọn họ hiện tại thế nhưng là cương thi người A, động một ngón tay đều phế lực, lúc này thật vất vả đi vào một cái tửu lâu, lại ngay cả cái tiểu nhị bắt chuyện đều không có, uống rượu châm trà đều muốn chính mình đến, thực sự buồn cười. Thế nhưng là không có cách nào, bọn họ những đệ tử này không làm loại này việc vặt vãnh, chẳng lẽ còn để Trác quản gia cùng ba tên cung phụng làm sao? Kết quả là, kéo lấy mỏi mệt thân thể, những đệ tử này lần nữa làm lên tạp dịch công tác. Tại tông môn làm cũng liền thôi, đi ra còn làm loại chuyện này, đây là số mệnh a. Mấy người liếc nhìn nhau, đều là cười khổ mà ra. Trác Phàm cùng ba vị cung phụng thì là ngồi tại một cái bàn phía trên, liếc nhìn nhau, thần thức lĩnh vực sớm đã thả ra, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì, không khỏi trong lòng càng thêm hồ nghi. Nơi này nhất định có vấn đề, nhìn cảnh tượng này, hẳn là có ma đạo tu giả ở chỗ này làm qua sự tình. Bất quá thời gian sẽ không quá lớn lên, dù sao những thứ này đồ vật đều không có phong hóa hiện tượng, đại khái ngay tại trong nửa tháng này. Trác Phàm gõ gõ cái bàn, thì thào lên tiếng, phân tích nói. Còn lại ba người nghe đến, cũng là gật gật đầu. Dương Sát nhìn về phía mọi người, trong mắt hơi híp, thăm thẳm lên tiếng, nếu là người kia đi còn tốt, nếu là không đi lời nói. Hắn không đáng chúng ta cũng không cần ý cái này nhàn sự. Dù sao cũng là người trong đồng đạo A. Bất quá, người kia nếu là dám lấn đến cửa lời nói, hừ hừ. Dương Sát nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã là đánh gãy, cười lạnh một tiếng. Bọn người người nghe, đều là cười lạnh, lộ ra kiệt ngao chi sắc. Có thể làm được loại sự tình này, đoán chừng là cầm trên chấn người luyện công ma đạo tu giả, mà dạng này người, đại bộ phận là tán tu, không có tài nguyên tu luyện, tài cán ra cái này người người oán trách sự tình. Giống bọn họ dạng này có tông môn chỗ dựa, tự nhiên không thiếu cái này tu luyện đồ vật, nơi nào sẽ không có việc gì diệt cái thôn trấn chơi. Nếu như bị một ít chính đạo nhân sĩ để mắt tới, còn có thể sẽ gặp phiền phức. Cho nên, có tông môn ma đạo tu giả, ngược lại so một số tán tu tự hạn chế được nhiều. Bất quá, biết đối phương là một giới tán tu, bọn họ liền càng thêm không sợ, đã ngươi liền tài nguyên tu luyện đều không có, thực lực cũng khẳng định cao không đi đến nơi nào. Chỉ có thể lấn phụ một chút người bình thường mà thôi. Cùng bọn hắn trong tông môn chính thống tu giả, lại là không thể so sánh. Thế nhưng là, cũng có một chút thiên phú dị bẩm tán tu thực lực cao thâm, so tông môn tu giả muốn mạnh. Nhưng là cái kia dù sao cũng là số ít, luôn không khả năng xui xẻo như vậy, bị bọn họ đụng tới đi. Tới, uống chén rượu, chúc mừng chúng ta giai đoạn thứ nhất huấn luyện, rốt cục có thành tựu quả. Đợi mọi người đem rượu và đồ ăn đều mang lên về sau, Trác Phàm tà cười một tiếng, giơ ly rượu lên, hướng đám người từng cái kính đi. Mọi người cũng là ào ào nâng chén cộng ẩm, ăn uống linh đình, cười to liên tục, hưởng thụ lấy cái này mười mấy ngày đến khó được một trận thoải mái thời gian. Chờ cơm nước no nê về sau, Trác Phàm bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hét lớn lên tiếng, tốt, chúng ta xuất phát. Kít, bỗng dưng, mọi người muốn đứng dậy, lại là chợt phát hiện. Chính mình những người này không ngờ không động đậy. Dường như lại trở lại điểm bắt đầu một dạng, toàn thân cứng ngắc, như đá đầu đồng dạng, làm một cái nhỏ tiểu động tác đều làm không được. A, Trác Phàm, đây là có chuyện gì? Dương Sát thấy một lần, không khỏi kinh hãi, một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm dường như sớm đã ngờ tới đồng dạng, sâu xa nói, ta đã sớm nói, phục cương thi đan người đến một mực động đậy. Không phải vậy toàn bộ thân thể thì cứng đờ. Ai bảo các ngươi ở chỗ này nghỉ chân, hiện tại thân thể về đến khởi điểm, các ngươi chỉ sợ phải lần nữa thêm nhiệt. Cái gì? Mọi người giật mình, quả thực liền muốn nhanh khóc lên. Thật vất vả thân thể có thể động giống người bình thường một dạng, hiện tại lại một lần nữa trở lại điểm bắt đầu, còn phải lại từ đầu động đậy. Vừa nghĩ tới cái kia mệt nhọc thống khổ cùng dày vò, mọi người thì có một loại muốn chết xúc động. Trác quản gia, ngươi lại hại chúng ta. Khuê lang bất giác xẹp xẹp miệng, buồn bã hô ra tiếng. Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh, ta lúc nào hố các ngươi, để cho các ngươi nghỉ ngơi ý tứ, là ba vị cung phụng sách đi ra. Ta đã sớm nhắc nhở qua bọn họ, không nên hối hận, bọn họ cũng là không nghe a. Ha ha, Trác Phàm, người khác ngậm máu phun người, chúng ta sách đi ra thời điểm,
người cũng không có phản đối a. Đúng vậy a, ngài nói dừng lại có thể, chúng ta coi là sẽ không lại bắn ngược đến điểm bắt đầu, mới nghe ngài sở thuyết nghỉ ngơi xuống tới, làm sao ngài hiện tại lại. Một mặt u oán nhìn về phía Trác Phàm, Khuê Lang buồn bã nói. Bất giác bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm mí mắt hướng lên lật qua, nhất thời biến thành lão lưu manh, dứt khoát thừa nhận nói, không tệ, ta chính là biết chuyện này, cố ý, các ngươi làm gì ta. Nghe được lời này, mọi người nhất thời không còn gì để nói, trong lòng oán thầm không ngừng, ngài có thể lại tùy hứng vô sỉ tà ác một chút sao? Hừ hừ, nếu là chúng ta hiện tại trong tay có một thanh trường kiếm lời nói, nhất định sẽ không chút do dự đâm về đầu ngươi, ngươi cái này ma quỷ. Mọi người nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng hung tợn nghĩ lấy. Thế nhưng là đúng lúc này, hưu một tiếng kêu khẽ, một đạo đỏ thấm kiếm mang bỗng nhiên hướng Trác Phàm vị trí hiểm yếu đâm tới. Mọi người thấy một lần, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ách, chúng ta vừa mới chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, làm sao lại trở thành sự thật. Siêu, tiếng xé gió vang, nóng rực kiếm mang bí mật mang theo từng đạo phong hỏa chi khí, không có chút nào trì trệ đi vào Trác Phàm trước người, chỉ kém một cm liền đâm thẳng hắn trong cổ họng. Cái kia cỗ khô nóng sát khí, thậm chí đã để hắn da thịt trong nháy mắt biến đến khô ráo. Mí mắt bất giác hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng cả kinh, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, nhưng nghe đinh một tiếng kim loại giao kích vang động phát ra, Trác Phàm đã là một thanh đem cái kia thanh đỏ thấm kiếm mang vững vàng nắm trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia xích mang một chỗ khác, là cái trên dưới 20 tuổi, một mặt tức giận thanh xuân thiếu nữ, mắt hạnh trợn lên, tuy nhiên chỉ có thần chiếu ngũ trọng tu vi, nhưng là lưỡi kiếm kia phía trên sắc bén, lại là so mặt ngoài thực lực cường hãn hơn được nhiều. Bất quá, đối với Trác Phàm lại là cũng không có cái gì chứng dùng. Ánh mắt hơi 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 khép một chút, Trác Phàm tay phải run một cái, đụng đến một tiếng, thiếu nữ kia đã bị một cỗ đại lực trong nháy mắt vãi ra, đụng vào một bên trên bàn gỗ, nhất thời đem cái bàn đâm đến vỡ nát. Trác Phàm thì là đem chuôi này xích kiếm cầm tại trong tay, khoan thai tự đắc nhìn về phía nữ tử kia, trong mắt hiện ra lạnh lẽo chi sắc. Minh phủ tam sát ba người, cũng là từ chối cho ý kiến cười lành lạnh lấy. Không chút phật lòng, trong tay y nguyên nhẹ nhõm tự tại uống vào thanh tử, tựa hồ hoàn toàn không đem nữ tử này để vào mắt. Chỉ là một cái thần chiếu cảnh, lại muốn động Trác Phàm, liền xem như đánh lén, đó cũng là không biết lượng sức. Cho nên từ nữ tử kia xuất hiện về sau, đến kiếm chỉ Trác Phàm một khắc, ba người đều như giống như xem diễn, không có có động tác gì. Chỉ là tại liên tục cười nhạo, tiểu nữ tử này châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đinh. Nhẹ nhàng gõ một chút chuôi này trường kiếm màu đỏ, Trác Phàm quan sát tỉ mỉ một phen, khóe miệng bất giác xẹt qua một đạo tà dị đường cong, lục phẩm linh binh, thủ pháp luyện chế cũng không tệ, đáng tiếc khiến người phế vật, bôi nhỏ cái này đồ tốt. Ngươi, cô nương kia khẽ cắn môi, không khỏi trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt hiện ra trần trụi hận ý. Thế nhưng là, còn không đợi nàng nói ra lời, Trác Phàm lại là khẽ cười một tiếng, liếc xéo hướng nàng, ngắt lời nói, nữ oa. Ngươi là ai, êm đẹp làm gì muốn ám sát ta, hơn nữa còn không có thực lực kia. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây bất giác cùng nhau cười to lên, cho dù là Khuê Lang Nguyệt Linh bọn họ, thân thể đã cứng ngắc, vẫn như cũ giễu cợt liên tục, cười nữ tử này hành sự lỗ mãng, không biết tự lượng sức mình. Tức giận chu chu mỏ, nữ tử kia không để ý đến mọi người trào phúng, chỉ là mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn về phía Trác Phàm. Hét lớn, ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn bắt chúng ta người, nhanh đem công tử chúng ta thả lại đến. Bắt các ngươi người. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm cùng còn lại ba người liếc nhau, đều là rất là kỳ lạ, chúng ta vừa mới đến chỗ này còn không có một canh giờ, liền các ngươi là ai cũng không biết, bắt các ngươi người nào. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, nữ tử kia cười lạnh, lại là hoàn toàn không tin, quát to, hừ. Ngụy biện, nơi này hiện tại chỉ có các ngươi, không phải là các ngươi bắt chúng ta người, còn có thể là ai? Ma đạo kẻ xấu, dám làm không dám nhận, thật không có gan. Nghe được lời này, mọi người tại đây bất giác một trận tức giận, trừng lớn lấy như chuông đồng hai mắt, hung hăng trừng mắt về phía nàng. Nếu không phải Khuê Lang bọn họ hiện tại thân tử cứng ngắc, không thể động đậy, đoán chừng đã ùa lên, đem nàng triệt để xé nát. Trác Phàm cũng là không còn gì để nói. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn về phía mọi người, chỉ nữ tử kia lạnh lùng nói,
nhìn đến a, đây chính là người trong chính đạo, cảm giác ưu việt rất mạnh a. Một tiểu nha đầu phiến tử, trong tay chúng ta thế mà còn dám như thế mạnh miệng, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Giết nàng, làm thịt nàng, lăng trì nàng, cường. Ách, được được, các ngươi hiện tại cái này bộ dáng, cũng không cần muốn loại sự tình này. Nhìn thấy giống được động vật đã nóng lòng muốn thử, Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, cười nhạo tiếng nói, không cần cuống cuồng, ta tự có thủ đoạn. Nếu không, để cho nàng biến thành các ngươi hiện tại cái này bộ dáng. Ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người liếc nhìn nhau, đều là lộ ra một đạo tà dị tiếu dung. Hắc hắc hắc, Trác quản gia thật sự là ý kiến hay, liền để nàng biến thành chúng ta dạng này, không nhúc nhích, sau cùng hóa thành thạch đầu chết đi. Khuê lang nhếch miệng cười một tiếng, khen lớn lên tiếng. Chính mình thống khổ, để cho người khác đến phân gánh một số, luôn luôn có thể giảm bớt rất nhiều, tuy nhiên cái này cũng không tính là cái gì chia sẻ, chỉ là đơn thuần cười trên nỗi đau của người khác mà thôi. Làm một cái an thủ thế, Trác Phàm lại quay đầu nhìn về phía nha đầu kia lúc, khóe miệng đã là nhếch lên một cái tàn nhẫn nụ cười, thẳng làm cho nha đầu kia thân thể bất giác lắc một cái, dường như bị ác lang để mắt tới giống như, kinh hoàng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Để ngươi xem một chút ma đạo kẻ xấu thủ đoạn a, khặc khặc khặc. Phát ra một tiếng quái dị cười gian, Trác Phàm từng bước một hướng tiểu cô nương kia tới gần. Tiểu cô nương kia thì là sợ toàn thân run rẩy, nhìn lấy trong mắt của hắn cái kia quỷ dị ánh mắt lấp lóe, lại không có lúc trước cứng rắn. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, nhìn hai bên một chút hắn người thật giống như đều hành động bất tiện, liền vội vàng đứng lên, hướng tửu lâu bên ngoài chạy tới. Thế nhưng là nàng điểm ấy đạo hạnh tầm thường, ở đâu là Trác Phàm đối thủ, hai người tốc độ cũng là ngày đêm khác biệt. Một cái lắc mình, Trác Phàm bóng người liền bỗng dưng lại xuất hiện ở trước mặt nàng, làm cho nàng ngăn không được kinh hô một tiếng. Muốn lại chạy, đã là bị một cái kìm sắt giống như bao quát bàn tay to, một phát bắt được đầu vai, trong tay vừa dùng lực, nhưng nghe răng rắc một tiếng, nữ tử kia không khỏi một tiếng kinh hô, bả vai đã là nhất thời bị tháo xuống, đau đến nàng nhe răng trợn mắt. Đầy sau đầu mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cái này, mọi người tại đây càng là tà tiếu liên tục, tựa hồ thì thích xem loại này tra tấn người chẳng diện, mà tính hiển thị rõ. Trác Phàm tiện tay xuất ra một khỏa tròn căng đan hoàn, suy cười một tiếng, hướng cái kia đã bị chế trụ tiểu nha đầu trong miệng lấp đầy, trong mắt hiện ra dữ tợn, tiểu nha đầu, ăn viên đan dược kia, ngươi liền sẽ không đau, bởi vì người gỗ liền không thể động đậy được, đương nhiên sẽ không cảm thấy chật khớp bả vai đau đớn. Đến ca ca cho người ăn, ngoan, khặc khặc khặc. Đây là vật gì a? Người chính là dùng thứ này bắt chúng ta người. Nữ tử kia nhìn lấy cái này đan hoàn, trong mắt co rụt lại, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cũng lời giải thích, lúc này tà tiếu thanh âm càng lớn, ha ha ha. Người cảm thấy là cái gì, chính là cái gì a? Dù sao một hồi ngươi liền biết, cái gì gọi là thiên đường địa ngục khác biệt. Mí mắt hung hăng rung động. Tiểu cô nương kia đã sợ đến trắng bệch cả mặt, lớn tiếng thét to, cứu mạng a, sư tỷ, nhanh tới cứu ta. Kêu to lên, người gọi rách cổ họng cũng không có người để ý ngươi, ha ha ha. Một đám cầm thú, lúc trước còn bị Trác Phàm ngược đến hai mắt đẫm lệ, hiện tại nhìn thấy Trác Phàm ngược người khác, nhất thời thú tính đại phát, từng cái so với bọn hắn tự thân lên trận còn hưng phấn sục sôi. Minh phủ tam sát nhìn lấy đây hết thảy, cũng là đầy mặt ý cười. Rất là hưởng thụ, đây thật là mười mấy ngày nay đến, khó được tùy tiện thời gian a. Coi như là cái giải trí tiểu tiết mục, cho đoàn người nâng chút tinh thần, một hồi chúng ta còn muốn lên đường đây, ha ha ha. Dừng tay. Thế mà, ngay tại Trác Phàm lập tức liền muốn đem cái kia cương thi đan nhét vào tiểu nha đầu trong miệng lúc, từng tiếng quát lạnh lại là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, áo trắng tung bay, gió mát lượn lờ, thổi lên cái kia mềm mại tóc xanh. Một đạo cực kỳ tịnh lệ bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại tử cửa lầu. Mọi người chỉ là thấy một lần, liền không khỏi tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, cho dù là cái kia minh phủ tam sát, cũng không nhịn được trệ tại bên cạnh bàn, chén rượu lạch cạch một tiếng rơi xuống, khẽ nhếch miệng, quên khép kín. Dưới gầm trời này, lại có như thế siêu phàm thoát tục nữ tử, trước kia thế mà không biết, thật sự là sống uổng phí. Con mẹ nó ai đang nói nhảm, một hồi đến phiên ngươi. Khoát khoát tay, Trác Phàm tưởng rằng đối phương cứu binh đến, cảm thụ lấy cái kia cỗ chỉ có thần chiếu bát trọng khí tức, lại cũng không thèm để ý, mắng to lên tiếng.
Thế nhưng là, làm hắn nhìn người tới diện mạo lúc, lại là ngăn không được ngẩn ngơ, trong tay bỗng dưng trệ ở, trên mặt cũng nổi lên vẻ lúng túng cùng do dự, thì thào lên tiếng, Khuynh. Khuynh Thành. Xì xì xì. Trong tay lôi linh giới đang không ngừng lấp lóe, đồng dạng, Sở Khuynh Thành trên tay cũng mang theo một cái giống như đúc giới chỉ, phát ra tia sáng chói mắt. Khuynh Thành tỷ, nữ tử kia nhìn đến Sở Khuynh Thành vừa đến, ác ma này liền đột nhiên dừng tay, nắm lấy nàng lực đạo cũng buông ra, không khỏi vội vàng tránh ra hắn ma trường, một mặt bi thương chạy hướng Sở Khuynh Thành chỗ đó. Trác Phàm cũng không thèm quan tâm nàng, tùy ý nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhào vào Sở Khuynh Thành trong ngực, thúc thiết liên tục Khuynh Thành tỷ, hắn. Bọn họ đều là người xấu, công tử cùng sư tỷ bọn họ nhất định đều là bị bọn họ bắt đi. Đan Nhi, ta nghĩ người nhất định lầm, người này tuy nhiên không phải vật gì tốt, nhưng cũng tuyệt không làm mấy việc nhỏ nhặt kia. Hắn tác phong, ta vẫn tương đối hiểu biết, tin tưởng ta, sự kiện này không có quan hệ gì với bọn họ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ tử kia phần lưng, Sở Khuynh Thành ôn nhu an ủi, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, giống như vui giống như giận, nửa giận nửa vui, trêu đùa thế nào, mấy năm này Trác quản gia tính tình vẫn là không thay đổi, chuyên khi dễ tiểu cô nương a. A, bọn họ nhận biết. Không khỏi giật mình, mọi người bất giác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, tại hai người trước người quét tới quét lui. Cái kia Đan Nhi bất giác cũng là khẽ giật mình, bất khả tư nghị nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Làm sao, Khuynh Thành tỷ như thế thanh lệ thoát tục người ngọc, sẽ nhận biết loại này ma quỷ. Bất giác bất đắc dĩ sờ mũi một cái, Trác Phàm tựa hồ không dám nhìn Sở Khuynh Thành ánh mắt, mắt liếc thấy một bên khác, thăm thẳm lên tiếng. Ta không tâm tư cùng tiểu cô nương băn khoăn, là nha đầu phiến tử này trước vô duyên vô cớ đến hành thích ta. Ta làm nhẹ trừng phạt, quá thích đáng đi. Ba ba ba. Trong mắt trong nháy mắt nát một chỗ, mọi người tại đây nhất thời liền mơ hồ. Cái này là làm sao, mặt trời mọc ở hướng Tây, Trác quản gia ngày thường luôn luôn nhanh chóng quyết đoán, sát phạt quả quyết, thế mà cũng có nhượng bộ nhận lầm thời điểm. Không sai, trong mắt của mọi người. Trác Phàm hành sự luôn luôn cứng rắn, gì từng nói qua mềm lời thì thầm, cũng chính là lúc này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến. Không khỏi, mọi người thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, phảng phất tại nhìn một người khác giống như, đều nhanh không biết. Đồng thời, mọi người lại đem ánh mắt hướng Sở Khuynh Thành phương hướng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị. Nàng này đến tột cùng là ai, thế mà làm cho Trác quản gia nhượng bộ đến tận đây. Thật chẳng lẽ nên câu nói kia. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trầm ngâm một chút, Sở Khuynh Thành chăm chú nhìn Trác Phàm cái kia có chút không được tự nhiên thân hình, khóe miệng bỗng dưng hướng lên cong cong, đúng là ít có lộ ra một chút vui vẻ nụ cười. Cái kia Đan Nhi nhìn thấy, cũng là không khỏi ngơ ngác. Từ khi Sở Khuynh Thành nhập tông đến nay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua cái này băng mỹ nhân cười qua đây, nhưng lần này. Trác Phàm, người nói là vừa mới sự tình, đều là muội muội ta sai. Lông mày nhíu lại, Sở Khuynh Thành đột nhiên chất vấn. Bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến chật qua đầu, đương nhiên, ai bảo nàng gây sự trước. Một đại nam nhân, nhất định phải cùng một cái cô gái yếu đuối như thế tính toán sao? Không sai, ta chính là như thế bụng dạ hẹp hòi. Vậy ngươi cũng cùng ta như thế tính toán? Ách, cái này. Mọi người thấy hai người, đã triệt để mắt trợn tròn. Hai người kia đều đang làm gì? Sự tình chân tướng một cái không có sách, chúng ta còn không hiểu ra sao. Bọn họ nói nhưng đều là chút chuyện nhà chuyện cửa, lề mề chậm chạp vấn đề nhỏ, cặp vợ chồng cãi nhau a. Còn có Trác quản gia, ngài chừng nào thì bắt đầu cùng nữ nhân giảng đạo lý, ngài không phải thường nói, thế gian chỉ có mạnh yếu, không có đúng sai à, làm sao hiện tại. Da mặt có chút co lại, mọi người đều là bất đắc dĩ thở dài, cúi thấp đầu. Mà tòa này lầu nhỏ bên trong. Chỉ có Sở Khuynh Thành liên tiếp không ngừng chất vấn, cùng Trác Phàm chết không nhận chống chế thanh âm, tại thật lâu vang lên. Lão gia hỏa, mau nói, người đem chúng ta người đều bắt đi nơi nào. Một gian khá lớn khách sạn bên trong, Thủy Nhược Hoa đang ngồi tại một trương trên ghế dài, đầy mặt nộ khí mà nhìn chằm chằm vào phía trước, bên người nàng có một nữ tử áo xanh, còn có mười mấy người đi theo, đối diện thì là một cái mũi đỏ lão đầu, bị trói gô lên. Bất quá! Này lão đầu tử lại là cũng không nóng lòng, ngược lại luôn là một bộ chóng mặt bộ dáng, lộ ra đần độn nụ cười, thì thào lên tiếng tử. Tử, cho ta tử. Tử, tử, tử cái đầu của ngươi.
bất giác giận hừ một tiếng, Thủy Nhược Hoa mắt phượng hàm sát, hét lớn lên tiếng, lão sâu rượu, đều đã 5 ngày, coi như người uống lại nhiều, cũng nên tỉnh rượu, còn giả vờ, nhất định phải ép cô nãi nãi dùng đại hình đúng hay không? Không để ý đến nàng tàn khốc, cái kia lão già vẫn như cũ tới lui thân thể, trong miệng lầm bầm cũng chỉ có một chữ, tử. Bất giác trợn mắt một cái, Thủy Nhược Hoa giận không chỗ phát tiết, nâng lên nhất trưởng liền phải đặt xuống đi, đánh lão gia hỏa này một cái xương cốt đứt gãy, nhìn hắn còn có mở hay không miệng. Thế mà, đúng lúc này, còn không đợi nàng xuất thủ, từng tiếng vang dội khẩu hiệu, lại là theo ngoài phòng đột nhiên vang lên, 1-2-1-2-1-2. Trong lòng bất giác siết chặt, Thủy Nhược Hoa cùng bên cạnh cô gái mặc áo xanh kia liếc nhìn nhau, đều là mặt sắc ngưng trọng lên. Đi xem một cái, bên ngoài động tĩnh gì? Hướng áo xanh nữ tử kia đánh cái ánh mắt, Thủy Nhược Hoa đạm mạc lên tiếng. Nữ tử kia gật đầu một cái, liền vội gấp đi vào cửa sổ, lộ ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại chính gặp từng đội như cương thi đồng dạng cứng ngắc đám người, ngay tại hướng bọn họ nơi này một bước dừng một chút đi tới. Cầm đầu là 4 đạo nhân ảnh, nhìn qua ngược lại bình thường rất, lại chính là Trác Phàm cùng Minh Phủ Tam Sát 4 người. Mà một bên khác, thì là 2 đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Sở Khuynh Thành cùng Đan Nhi 2 người, một bên cho bọn hắn dẫn đường, một bên chuyện trò vui vẻ. Bỗng dưng, áo xanh nữ tử kia khẽ giật mình, Khuynh Thành sư muội chưa từng lộ ra sảng khoái như vậy nụ cười. Thế nhưng là rất nhanh, nàng lại kịp phản ứng, nhìn về phía Thủy Nhược Hoa bẩm báo nói, Nhược Hoa sư tỷ, là Khuynh Thành sư muội các nàng trở về, bất quá giống như mang về một đám kỳ quái người, toàn thân tay chân cứng ngắc, đi bộ đều tốn sức. Đó nhất định là bắt đến nhân vật khả nghi, còn không mau mở ra kết giới, tiếp ứng các nàng. Ánh mắt bất giác sáng lên, Thủy Nhược Hoa liền nói ngay. Thế nhưng là cái kia tử quỷ lão già nghe đến, lại là không khỏi thẳng lắc đầu, thở dài lên tiếng, ai, lại có người vô tội bị liên lụy, nghiệp chướng a. Ha ha, người lão già này nguyên lai có thể nghe đến chúng ta nói chuyện, vừa mới một mực giả ngây giả dại đúng hay không? Hừ, chờ đem những người kia bắt vào đến, ta lại thật tốt thu thập ngươi. Hung hăng nguyết hắn một cái, Thủy Nhược Hoa không để ý đến hắn nữa, để mấy người để ý, lúc này theo nữ tử áo xanh mở cửa đi ra khách sạn. Cái kia tử quỷ lão già nhìn lấy 2 cái thanh xuân nữ tử bóng lưng, từ chối cho ý kiến cười cười, lắc lắc đầu. Ai? Vẫn là quá non a, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị tiểu tử kia chơi chết, hắc hắc hắc. Ông, một đạo vô hình ba động vang lên, thiết lập tại khách sạn 4 phía kết giới nhất thời mở ra, Thủy Nhược Hoa mang theo nữ tử áo xanh bỗng dưng xông đi lên, cũng không nhìn hắn người, chỉ là nhìn lấy những cái kia cứng ngắc tay chân bóng người, vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành 2 người vui vẻ nói, Khuynh Thành sư muội, các ngươi tìm tới cái kia ác tặc xào huyệt, thế mà bắt đến nhiều tù binh như vậy. Còn đem bọn hắn đánh thành dạng này, ra tay đủ hung ác a, đều nhanh sinh hoạt không thể tự lo liệu a. Ai là tù binh, người nào không thể sinh hoạt tự gánh vác. Bọn họ cho dù có điểm tàn tật, người cũng không thể như thế hạ thấp người ta, kỳ thị người tàn tật đúng hay không? Đúng lúc này, cách đó không xa Trác Phàm một mặt phẫn hận nổi giận mắng. Nguyên bản bởi vì cái kia Thủy Nhược Hoa lời nói, đang sinh lấy ngột ngạt mọi người, nghe được lời này, bất giác một thân thể trì trệ. Một mặt u oán nhìn về phía Trác Phàm, xẹp miệng nói, Trác quản gia, ngài lời này cũng không phải cái gì tốt lời nói, con mẹ nó ai tàn tật, còn không phải ngươi hại. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai. Thủy Nhược Hoa lại là bỗng dưng khẽ giật mình, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, ngơ ngác nói, ngươi. Ngươi là, há, Nhược Hoa sư tỷ, còn không có hướng ngươi giới thiệu đâu. Chậm rãi đi vào Trác Phàm bên người. Sở Khuynh Thành một phát bắt được Trác Phàm tay, đi vào các nàng trước mặt, đầy mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc, giới thiệu nói, đây là Trác Phàm, ta tại Thiên Vũ bản cũ, hiện đang đại biểu Ma Sách Tông đi song Long Hội, các ngươi chắc là gặp mặt qua. Lần này nghe nói chúng ta gặp nạn, chuyên tới để tương trợ. Trên mặt bất giác có chút mất tự nhiên, Trác Phàm vô tình hay cố ý đưa bàn tay rút ra khỏi Sở Khuynh Thành, ấp a ấp úng nói, ta là... Chúng ta cũng đúng lúc đi ngang qua nơi này, tới chỗ này nghỉ cái chân mà thôi, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Các ngươi sự tình, chúng ta lười nhắc quản. Ai, mấy người các ngươi sửa lại đội hình đi vào, đừng tụt lại phía sau, không có người mang, lại cứng đờ. Nói, Trác Phàm lại bước nhanh đi vào Khuê Lang bọn họ bên này, chỉ huy bọn họ động tác. Nghe đến cái này,
Khuê Lang mọi người nhất thời khóe miệng một xẹp, mặt mũi tràn đầy vẻ đau thương, Trác quản gia, lại muốn nghỉ chân a, chúng ta thế nhưng là cũng không dám nữa. Không ngừng được thì đi vào động cho ta, đừng ở bên ngoài đứng đấy, nơi này giống như không yên ổn, các ngươi hiện tại thế nhưng là so người nào đều yếu. Vậy chúng ta nhanh chóng lên đường không được sao? Lục Hạt bất đắc dĩ bĩu môi, thở dài. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra, Trác Phàm mặt mũi nhất thời lạnh xuống đến, thản nhiên nói, lúc nào lên đường, lúc nào dừng lại, đều do ta định, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Cổ bất giác co rụt lại, Lục Hạt trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám lên tiếng. Đần độn, Trác quản gia bình thường đều không gần nữ sắc, hôm nay thật vất vả nhìn lên một cái, như thế nào lại tùy tiện rời đi, ngươi làm sao như thế không biết thời thế. Hung hăng nguyết hắn một cái, Thích Trường Long ồm ồm nói. Bất giác bĩu môi, Lục Hạt một mặt không phục, tông môn có quy củ, có thể song tu nhưng không thể động tình, các ngươi quên sao? Thế nhưng là tông môn quy củ đều là cho cường giả mở đường, vừa phát sinh sự tình, ngươi cũng không phải là không có gặp, ngươi cũng quên sao? Thích Trường Long nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Lục Hạt im lặng, chỉ có thể thở dài, gật gật đầu, bọn người người cũng là rất tán thành gật đầu. Trong tai rõ ràng nghe lấy mọi người bực tức, Trác Phàm trong lòng do dự không chừng, không biết nên đi nơi nào. Ma sách tông rất nhiều quy củ, thực hắn đều cũng không tán đồng, nhưng chỉ có một đầu, cùng hắn không có sai biệt. Tình chính là xuyên ruột độc dược, mà đạo tu giả một khi động tình, thì toàn hủy. Xa xa nhìn lấy Trác Phàm cái kia có chút u buồn bóng người, Sở Khuynh Thành tựa hồ xem thấu khác ý nghĩ, bật cười một tiếng, khóe miệng xẹt qua không biết là cười khổ vẫn là thất lạc. Nhưng là rất nhanh, nàng lại chỉnh một chút khuôn mặt, lộ ra nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía chúng tỉ muội giải thích nói, hắn không thích gặp người, làm quen một chút liền tốt. Nói, Sở Khuynh Thành một thân một mình đi vào khách sạn, lại không có đi xem Trác Phàm liếc một chút. Thủy Nhược Hoa bọn người bất giác khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, đều có chút sửng sốt, vừa mới Khuynh Thành trên mặt đến tột cùng là vui, vẫn là đau. Rất nhanh, mọi người toàn bộ đi vào trong khách sạn. Kết giới lần nữa bố trí xong. Dương Sát ba người trợn trắng mắt, ồm ồm, từ chối cho ý kiến. Vốn là bọn họ là không muốn quản cái này nhàn sự, thế nhưng là Trác Phàm muốn xen vào, bọn họ cũng chỉ có thể bồi tiếp. À, lần này Huyền Thiên Tông đến đều là đệ tử, liền cái trưởng lão đều không có đi cùng chăm sóc, ngược lại thật sự là yên tâm à. Dương Sát hai bên nhìn một chút, chỉ là nhìn mọi người tu vi, liền nhịn không được sùi cười một tiếng, khinh bỉ nói. Sắc mặt bất giác trì trệ, Thủy Nhược Hoa không khỏi ai thán một tiếng, vốn là có ba vị trưởng lão đi theo, đáng tiếc ở chỗ này bị người kia bắt đi, hiện tại chỉ còn chúng ta những đệ tử này. Liền trưởng lão đều bị người ta bắt đi, cái này Huyền Thiên Tông còn thật đầy đủ phế a, ha ha ha. Bất giác bĩu môi, Dương Sát ba người lẫn nhau nhìn xem, đều là khinh miệt lên tiếng. Bọn người người còn đi tới cương thi bước, cũng không quên cười to liên tục, tiến hành chào phúng. Huyền Thiên Tông mọi người nghe, bất giác giận dữ, các ngươi những ma đầu này nhóm đến tột cùng là đến giúp đỡ, còn là cười nhạo chúng ta. Đến còn không bằng không đến đâu. Trác Phàm nhẹ liếc bọn họ liếc một chút, thản nhiên nói, được, thiếu nói vài lời, nói không chừng một hồi các ngươi cũng bị bắt đi. Ách, bất giác trì trệ, Dương Sát nhất thời một mặt buồn bực nói, Trác Phàm, ngươi thế nhưng là chúng ta ma sách tông người, làm sao lấy tay bắt cá a? Ngươi không thể làm muội tử, đem các huynh đệ bán đi. Phải biết, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục a. Trác Phàm sắc mặt âm trầm, cũng không nói gì, những cái kia Huyền Thiên Tông mọi người lại có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trác Phàm. Hắn đệ tử này làm đến đủ nghiêu bức a, chúng ta gặp trưởng lão đều được cúi đầu thở dài, vị này ngược lại tốt, hoàn toàn ngược lại, cung phụng đối với hắn ngược lại tận tình khuyên bảo dỗ dành. Thật sự là thiên địa đổi chỗ. Âm dương đảo chuyển, tiểu quỷ ngồi đến Diêm Vương ra trên đầu. Thế nhưng là đúng lúc này, cười to một tiếng lại là đột nhiên vang lên, ha ha ha. Các ngươi người trong ma đạo thật sự là có ý tứ, từ tát tai, trước sau mâu thuẫn, xem nữ nhân như y phục, tự nhiên bán huynh đệ tuyển nữ nhân, cái này có cái gì tốt do dự. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Dương Sát trong lòng ba người tức giận, cái kia đuôi mù, dám chế giễu bọn họ. Thế nhưng là khi bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại lúc, lại chính gặp tại khách sạn này một cái tối tăm nơi hẻo lánh nhỏ, cột một cái men say hun hun lão già, khóe miệng còn luôn luôn treo một bộ chế nhạo chi ý,
Ha ha, lão gia hỏa, người vừa mới nói cái gì? Nhất chỉ cái kia lão già cái mũi đỏ, Dương Sát trợn lên giận dữ nhìn hướng hắn. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, cái kia lão già bỗng dưng đánh cái tửu nấc, cười nhạo liên tục, chẳng lẽ lão hủ nói không đúng sao? Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, câu nói này không tệ. Thế nhưng là ngươi đi ra xem một chút, bên ngoài gãy tay gãy chân có là, nhưng là ngươi lúc nào nhìn đến mọi người không mặc quần áo tiện nhảy tương tưng. Phốc, không khỏi khẽ cười một tiếng, Thủy Nhược Hoa bọn người ào ào che miệng nhẹ cười rộ lên, đúng là mấy ngày nay đến lần đầu cảm thấy lão nhân này là khả ái như thế, xem như cho các nàng nữ tử xứng danh. Dương Sát nhưng lời nói lại khí trì trệ, mi đầu gân xanh nổi lên, tức giận đến nói không ra lời. Thật sâu nhìn cái kia lão già liếc một chút, Trác Phàm nhíu mày, thăm thẳm hỏi ây. Người này là... Há, chấn này xảy ra chuyện về sau, chúng ta bốn phía điều tra, liền phát hiện lão già này một người, rất là khả nghi, liền đem hắn bắt tới, chặt chẽ thẩm vấn, nhưng là bây giờ hắn còn chưa mở miệng. Bởi vì lần trước giúp chính mình một tay, Thủy Nhược Hoa nhìn về phía Trác Phàm cũng rất quen biết lạc, cũng không bài xích, ngược lại còn rất thân cận, lúc này mở miệng giải thích. Nghe được lời này, Dương Sát lại là nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm lão đầu kia, một bộ tiểu nhân đắc chí, công báo tư thủ dạng, hắn không mở miệng đúng không, giao cho ta, để cho ta tới xem xét, cam đoan để hắn vài phút cầu xin tha thứ mở miệng, khặc khặc khặc. Nghe lấy hắn cái kia từng trận cười lạnh, mọi người bất giác cùng nhau trong lòng run lên, không biết cái này lão ma đầu muốn làm thủ đoạn gì. Thế nhưng là đúng lúc này, Trác Phàm lại là đẩy ra hắn, hung ác nguyết hắn một cái, tiếp lấy cung cung kính kính hướng lão giả kia liền ôm quyền, lạnh nhạt nói tiền bối, tiểu bối vô lý, nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Nghe được lời này, mọi người bất giác lại là nhất thời khẽ giật mình, rất là kỳ lạ nhìn về phía Trác Phàm, chẳng lẽ nói lão đầu nhi này, hắn nhận biết. Cái kia lão già cũng là không khỏi sững sờ, một mặt không hiểu nhìn về phía hắn, tiểu gia hỏa này làm cái quỷ gì? Trác Phàm, người biết hắn, quay đầu thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, Sở Khuynh Thành trong mắt tràn đầy nhu sắc, lạnh nhạt lên tiếng. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm lại là khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, lần thứ nhất nhìn thấy, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Vậy sao người đối vị lão tiên sinh này cung kính như thế, không giống người phong cách a? Sở Khuynh Thành giữa lông mày mang theo ấm áp, một mặt trêu đùa. Lời vừa nói ra, còn lại Ma Sách Tông người, cũng là liên tục không ngừng gật đầu, một mặt vẻ không hiểu. Trác quản gia lúc nào như thế kính dạ yêu trẻ, không phải Trác là mở miệng một tiếng lão gia hỏa lão già kia trước tiên đem lão đầu tử này thống mạ một trận sao? Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm bất giác bất đắc dĩ nhún nhún vai, quét chung quanh tất cả mọi người liếc một chút. Sau cùng đem ánh mắt định tại Huyền Thiên Tông trên thân mọi người, sâu xa nói, các ngươi nói, cái trấn này người đều bị bắt đi, chỉ còn lại có hắn một cái đúng hay không? Đúng vậy a, chúng ta lúc mới tới, cái này thôn trấn còn tương đương náo nhiệt, nhưng là không có ra mấy ngày, không có bất kỳ ai, dường như hư không tiêu thất đồng dạng. Chúng ta trái tìm phải tìm, chỉ có lão già này một cái. Thủy Nhược Hoa lúc này gật đầu nói. Bất giác thở dài, Trác Phàm bật cười lắc lắc đầu. Chỉ lão đầu kia, trong mắt hiện ra cơ trí tinh quang, các ngươi nhìn lão già này, là tu vi bực nào? Nơi nào có tu vi, bình thản cực kỳ, chẳng phải một phổ thông lão già sao? Thật sâu nhìn lão già kia liếc một chút, mọi người đều là mặt hiện nghi hoặc, mê mang lắc đầu. Bất giác tà cười một tiếng, Trác Phàm hình như có chỉ nói, là lão già này tu vi quá thấp, các ngươi chẳng thèm ngó tới, còn là hắn tu vi quá cao, cao đến chúng ta đã nhìn không ra cấp độ đâu. Không khỏi sợ hãi cả kinh, mọi người đều là khó có thể tin nhìn lấy lão giả kia, vội vã lui về phía sau một bước. Bọn họ đều là thần chiếu cường giả, cho dù là hóa hư cao thủ, cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Như lão nhân này tu vi cao đến khó lấy ước lượng mò trình độ, cái kia phải là như thế nào cao thủ a? Trác Phàm, ngươi nhìn ra, Thủy Nhược Hoa vội vàng nói. Không có, rất lưu manh lắc lắc đầu. Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, cũng là bởi vì ta cũng nhìn không ra đến, cái này mới đáng sợ. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, mọi người vừa mới khẩn trương lên tâm tình, lại trầm tĩnh lại, Thủy Nhược Hoa càng là hung hăng nguyết hắn một cái, ngươi không nhìn ra nói mỏ gì, để cho chúng ta trắng khẩn trương nửa ngày, coi là thực sự tội một vị cao thủ đâu. Ha ha ha, có đắc tội hay không,
thì xem các ngươi vận số còn có lão gia tử này khí độ. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thần bí nhếch nhếch miệng, thản nhiên nói, các ngươi vừa mới cũng nói, trên trấn người đều bị bắt đi, chỉ có cái này lão tiên sinh một người mà thôi. Loại tình huống này, đồng dạng phân hai loại, hoặc là vị lão tiên sinh này là cái cá lọt lưới, người ta khinh thường bắt chi, hoặc là vị lão tiên sinh này thâm tàng bất lộ, cho dù là cái kia bắt người người, cũng không làm gì được hắn. Các ngươi không phân tốt xấu, thì để người ta trói gô, cái này sai lầm. Trong lòng bất giác run lên, Huyền Thiên Tông mọi người thấy lão đầu kia liếc một chút, đều có chút lo sợ lên. Lão gia hỏa này xem ra rất bình thường a, sẽ không phải đúng như Trác Phàm nói, là cái tuyệt thế cao thủ a, vậy bọn hắn chẳng phải là chết chắc. Nhìn lấy lão gia hỏa kia liệt lên miệng đến ý cười, dày đặc răng trắng sáng loáng như đao thương đồng dạng, Thủy Nhược Hoa bọn họ liền càng thêm cảm thấy tâm lý chíp bông, một trận bất an. Thế nhưng là đúng lúc này, Trác Phàm lại là hướng lão giả kia lại bái cúi đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời liền đem Huyền Thiên Tông một đoàn người cái mũi đều sắp tức điên. Lão tiên sinh, ngài nhìn kỹ, chúng ta chỉ là qua đường, cùng bọn hắn không quen. Oan có đầu, nợ có chủ, ngài có cái gì oán khí hướng bọn hắn vung, tuyệt đối đừng khách khí. Chúng ta thì ở một bên nhìn lấy, cho ngài góp phần trợ uy. Nếu là ngài cảm giác cho chúng ta chướng mắt, chúng ta lập tức đi, tuyệt không trở ngại ngài làm việc. Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng sự tình, nhất thời liền làm cho Thủy Nhược Hoa một đoàn người sạm mặt lại rơi xuống, khóe miệng mãnh liệt quất. Cái này nhà thật sự là đến giúp đỡ à, rõ ràng là đến tìm đánh, thực sự quá tiện. Mà Sách Tông mọi người thì là liếc nhìn nhau, cười lớn một tiếng, cười quái dị liên tục. Uy, Trác Phàm, người nếu không muốn trộn lẫn tiến đến, trực tiếp đi chính là, khác lão thêm mắm thêm muối, họa hại chúng ta. Đúng đấy, ma đạo kẻ xấu, cũng là không có một cái tốt, sao có thể thực tình giúp chúng ta, hừ. Thủy Nhược Hoa vừa dứt lời, cái kia Đan Nhi cũng là nhíu một cái mũi ngọc tinh xảo, ác thanh đối mặt. Nghe được lời này, mà Sách Tông mọi người đều là từ chối cho ý kiến phát ra trận trận cười lạnh, tựa hồ đã quen thuộc, hoàn toàn không coi này là chuyện. Trác Phàm cũng là nhẹ hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý quản cái này phá sự, còn không phải. Nhìn trộm nhìn xem Sở Khuynh Thành phương hướng, đã thấy nàng một mực ẩn ý đưa tình mà nhìn mình, Trác Phàm vội vàng vừa nghiêng đầu, trong lòng thầm than một tiếng. Ha ha ha, đột nhiên, cười to một tiếng vang lên, cái kia tử quỷ lão già bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, tràn đầy tinh mang, khẽ gật đầu, khen. Hảo tiểu tử, có kiến giải, xem ra không giống đám này nha đầu như thế non nớt. Bất quá ta cũng khuyên ngươi, chớ xen vào chuyện bao đồng, nhanh nhanh rời đi nơi này đi. Người của người ta đã bố hạ bẫy dập, bắt đầu hưởng thụ vây bắt con mồi niềm vui thú, lấy thực lực ngươi, nhưng là khó có thể khiến người ta có nhã hứng, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, rời đi cho thỏa đáng. Trong mắt nhìn không được hơi hơi co rụt lại, mọi người tất cả đều trong lòng cả kinh. Bất khả tư nghị nhìn về phía lão già này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật chẳng lẽ bị cái này Trác Phàm nói chúng, người này thật sự là một vị tuyệt thế cao thủ. Tựa hồ là sợ bọn họ không tin, trong lòng còn có hồ nghi, cái kia tử quỷ hơi chấn động một chút thân thể, đụng một tiếng, liền đem trên thân dây thường toàn bộ chấn khai, không phát một chút ngoài định mức khí tức. Trong mắt không khỏi ngưng tụ, cái này cho dù là Trác Phàm cũng không nhịn được trong lòng run run. Bởi vì người này đối lực lượng nắm giữ, đã đến không thể tưởng tượng cấp độ, chỉ là đem dây thừng chấn khai, mà không lộ ra ngoài còn lại một chút xíu khí tức, khiến người ta thủy chung thấy không rõ hắn tu vi. Phần này nắm giữ lực, quả nhiên là đem tu vi cùng tâm cảnh muốn tu luyện đến cùng cực chỗ. Người này, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm trên mặt cũng lộ ra thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Thật dài thư cái lưng mỏi. Lão giả kia không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn hai bên một chút, sâu xa nói tửu, tửu đây, khách sạn này làm sao liền bình rượu đều không có. Dương Sát cung phụng, đem chúng ta vừa mới tại ngôi tửu lâu kia vơ vét loại rượu lấy ra, hiến cho tiền bối. Mí mắt hơi hơi nhảy một cái, Trác Phàm cao giọng quát nói. Liên tục không ngừng gật đầu, Dương Sát vội vàng theo trong giới chỉ xuất ra tửu đến, há miệng run rẩy đưa lên, trên ót đã tràn đầy mồ hôi. Hiện tại hắn cũng coi như nhìn ra, lão đầu nhi này coi là thật thâm bất khả chắc a. Đoán chừng cái kia điểm đạo hạnh tầm thường,
còn chưa đủ người ta một đầu ngón tay nghiền chết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thì hối hận ruột đều xanh. Chính mình cái này hai tròng mắt là xuất khí dùng a, vừa mới làm gì không có việc gì khiêu khích lão nhân này. Người ta nếu là thật tính toán vừa mới sổ sách, chính mình còn không lúc này chết không toàn thây. Vừa nghĩ đến đây, Dương Sát càng là cảm thấy mình bắp chân đều run rẩy. Thủy Nhược Hoa bọn người, thì càng là đầy mặt kinh khủng, kinh hãi không thôi. Dù sao, lúc trước đối lão già này ác ngôn đối mặt nhiều nhất, thế nhưng là các nàng a. Tựa hồ nhìn ra mọi người hoảng sợ, lão già thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, bất giác đùa cười ra tiếng, thế nào, hiện tại hối hận à, muộn. Biết đắc tội lão già ta hạ chẳng a, ha ha ha. Chỉ là cười lạnh một tiếng, liền dọa đến tất cả mọi người sắp sụi lơ xuống tới, chỉ có Trác Phàm trên mặt nụ cười lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến, khom người liền ôm quyền nói, lão tiên sinh chớ có lại hù dọa những bọn tiểu bối này, cái gọi là người không biết không tội. Nếu là lão tiên sinh để ý lúc trước điểm này mạo phạm lời nói, lấy các nàng điểm ấy không quan trọng thực lực, ở đâu có thể đắc tội tiên sinh một phân một hào. Có thể thấy được, tiên sinh chỉ là nhìn các nàng tuổi trẻ vô tri, không tính toán với các nàng. Tiên sinh rất mực khiêm tốn, dạo chơi nhân gian chi tâm, thật để Trác Phàm khâm phục không thôi. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, người ngược lại là không giống bình thường, lời nói này xuống tới, lão phu coi như muốn động thủ, đều không có ý tứ động. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lão giả kia âm thầm gật đầu, trong mắt chớp động lên tinh quang, thản nhiên nói, xem ở ngươi tặng lão phu một bầu rượu phân thượng, lão phu lại thiện ý nhắc nhở ngươi một lần, nhanh chóng rời đi, chớ xen vào, sự kiện này ngươi không quản được. Nói, cái kia lão giả đã là lay động hai tròm râu, đung đưa mở ra khách sạn môn, đi ra ngoài. Trong lúc đó, tất cả mọi người cực lực tránh về phía sau, không dám có chút quấy rầy. Kẹt kẹt. Khách sạn đại môn bị từ từ mở ra, trời chiều mờ nhạt ánh chiều tà như tầng lụa mỏng giống như chậm rãi lọt vào cái này chen chúc bên trong khách sạn. Cái kia lão già nhìn một chút, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, thở dài ai, muộn muộn, cái này muốn đi đều đi không. Tiểu tử, tự cầu phúc đi, vốn là việc này không có quan hệ gì với ngươi, hết lần này tới lần khác vô cớ bị liên lụy vào, quả thật đã là mệnh. Thở dài lấy, cái kia lão già phiêu hốt đi ra ngoài, bên ngoài tầng kia kết giới căn bản ngăn không được hắn, chỉ là vừa nhấc chân, liền nhảy tới, kết giới không nhúc nhích tí nào, dường như căn bản không người đi qua một dạng, biến mất trong nháy mắt không thấy. Liếc nhìn nhau, mọi người không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, không ai từng nghĩ tới, các nàng buộc đến lại là như thế thông thiên nhân vật, phần này năng lực, quả nhiên là tu vi đã đến hóa cảnh. Nhìn đến a, vừa mới nếu không phải chúng ta Trác quản gia nhắc nhở, các ngươi mà đắc tội một vị tuyệt thế cao thủ, chết chắc. Các ngươi còn không vui vẻ cảm ơn chúng ta Trác quản gia ân cứu mạng. Giật mình một hồi, Khuê Lang nhìn về phía những cái kia Huyền Thiên Tông người quát lớn lên tiếng. Một mảnh vẻ mờ mịt, mọi người ngơ ngác gật đầu, về sau nhìn về phía Trác Phàm trong mắt, đều là lòng cảm kích. Dương Sát thì là hung hăng đong đưa Trác Phàm đầu vai, khóc ròng ròng nói, Trác Phàm. Ta sớm liền nói cho người khác xen vào chuyện bao đồng, hiện tại tốt, kém chút gây một vị một ngón tay liền có thể dây giết tất cả chúng ta tuyệt thế cao thủ, vừa mới kém chút đem lão tử dọa cho nước tiểu, người biết không, hỗn tiểu tử. Xuyệt. Không để ý đến Dương Sát quát kêu, Trác Phàm đột nhiên mày nhăn lại, làm ra im lặng thủ thế, chỉ bên ngoài, ngưng trọng nói các ngươi nhìn, nổi sương mù. Mọi người giật mình, quay đầu nhìn qua. Lại chính gặp ngày hôm đó đầu rơi trong nháy mắt tiếp theo, trong nháy mắt liền tụ tập được nồng đậm màu xám vũ khí, rất nhanh liền không nhìn thấy nơi xa cảnh vật, đậm đến cùng mặc đồng dạng. Không khỏi sững sờ, Dương Sát có chút kỳ quái, khó hiểu nói, buổi tối ngẫu nhiên nổi sương mù rất bình thường, có gì to tát. Nổi sương mù là không có gì lớn không, nhưng là các ngươi gặp qua, có thể đem thần thức cũng cách ly ra vũ khí sao. Thình lình khẽ giật mình, mọi người nghe được lời này. Vội vàng đem chính mình thần thức lĩnh vực hướng ra phía ngoài thả đi, lại là nhất thời giật mình, một trái tim bỗng dưng chìm xuống. Quả nhiên, cái này vũ khí rất cổ quái, bọn họ thần thức lĩnh vực căn bản thấu bất quá một phân một hào. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm sắc mặt lạnh lùng, thăm thẳm lên tiếng, lão giả kia nói đúng, quá muộn, chúng ta bị vây ở chỗ này. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Trong lòng không khỏi giật mình. Thủy Nhược Hoa vội vàng quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, bọn người cũng cùng nhau nhìn về phía hắn.
Trải qua qua vừa rồi sự tình, cho dù là Huyền Thiên Tông mọi người, cũng hoàn toàn tin tưởng Trác Phàm ánh mắt, muốn nghe hắn ý kiến. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tại suy nghĩ giải quyết con đường trước tiên đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Hiện tại ta đối với nơi này kỳ quặc, còn cái gì đều không hiểu đây. Đi về trước, nói rõ, làm tiếp quyết đoán. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm lúc này mang theo mọi người trở lại trong khách sạn, đại môn đóng chặt. Thế nhưng là cái kia vũ khí đã hướng bọn họ tới gần, cái kia đạo vô hình kết giới, cũng đã là phát ra xì 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 tiếng hủ thực âm. Sự tình là như vậy. Tại tối tăm khách sạn trong đại sảnh, mọi người ngồi vây quanh một đoàn, chỉ có một tòa vẩn đục nến chiếu sáng, khuê lang bọn họ thì là đang không ngừng dục dịch, giống như địa ngục bên trong thi quỷ, cốt cách bắp thịt ở giữa phát ra rắc tiếng vang, cho cái này âm u không khí, càng tăng thêm một số quỷ dị. Thủy Nhược Hoa hơi hơi nhăn quần áo, sau lưng có chút phát lạnh, hết sức không nhìn tới những cái kia quái dị đồ vật, bắt đầu giảng thuật, nửa tháng trước, chúng ta đang đi tới Song Long hội trên đường, đi qua cái trấn nhỏ này nghỉ chân, lại là tại một gian quán rượu nhỏ bên trong, gặp phải một cái thanh niên tóc đỏ, ánh mắt rất là tà mị, xem xét thì là người trong ma đạo. Quả nhiên, nơi này quái sự đều là ma đạo cao thủ làm. Liếc nhìn nhau, Trác Phàm cùng Dương Sát chờ người trong lòng không sai, cùng bọn hắn lúc trước suy đoán không khác nhau chút nào. Người thanh niên kia nhìn thấy chúng ta đi tới, sắc híp mắt, đứng dậy đùa giỡn, công tử nhà ta mở miệng hét lớn, liền chọc giận hắn. Ỷ vào đi theo có ba vị trưởng lão chỗ dựa, chúng ta cũng không sợ. Người kia không nói thêm gì nữa, cứ như vậy rời đi. Chúng ta cho là hắn sợ, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, vừa rạng sáng ngày thứ hai, chúng ta đúng là đột nhiên phát hiện, toàn bộ thôn trấn người đều trong nháy mắt biến mất. Các trưởng lão không khỏi kinh hãi, thúc giục chúng ta tranh thủ thời gian lên đường. Nhưng là công tử hắn. Cũng biến mất, đúng hay không? Mí mắt bất giác vẩy một cái, Trác Phàm nhìn lấy Thủy Nhược Hoa cái kia sâu cau mày, khoan thai lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Thủy Nhược Hoa không khỏi một mặt bi thương, không sai, công tử nhà ta vốn là người yếu nhiều bệnh, không khiến người ta yên tâm. Hiện tại lại bỗng nhiên không thấy tăm hơi, thật để nhân đại gấp. Cho nên, chúng ta liền tìm kiếm khắp nơi, nhưng là công tử không tìm được, ba vị trưởng lão lại liên tiếp biến mất không thấy gì nữa, về sau mỗi ngày đều có xuất ngoại tìm kiếm đệ tử mất đi bóng dáng. Không có cách nào, chúng ta đành phải bố trí xuống kết giới, vững vàng thủ tại chỗ này, không dám vượt qua giới hạn, chỉ có ban ngày mới dám xuất ngoại lại tìm kiếm một chút. Mèo vờn chuột, ngẩng đầu cùng Dương Sát bọn họ liếc nhau. Bốn người bất giác ngầm hiểu lẫn nhau, Trác Phàm càng là cười ra tiếng. Thủy Nhược Hoa sững sờ, không rõ ràng cho lắm cái gì mèo vờn chuột. Ha ha ha, đây chính là một cái trò chơi, mèo đem chuột chộp trong tay, cũng không vội lấy giết chết, mà chính là đủ kiểu đùa bỡn tra tấn, hưởng thụ loại kia trưởng quản hết thảy khoái cảm. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm thản nhiên nói, người kia đã có thể đem toàn trấn người bắt đi, lại có thể nhẹ nhõm bắt đi ba vị trưởng lão. Tại sao lại đem các ngươi những đệ tử này lưu tại nơi này, mỗi ngày mới bắt như vậy một hai cái? Lấy trước mắt hắn biểu hiện ra thực lực, coi như đem toàn bộ các ngươi bắt đi, cũng không khó đi. Không phải liền là trêu đùa các ngươi à, để cho các ngươi nơm nớp lo sợ, mỗi ngày sống tại trong sự sợ hãi. Đây cũng là, mèo đùa chuột, vui ở bên trong. Trong lòng bất giác run lên, Huyền Thiên Tông mọi người, không sai gật đầu. Trác Phàm thì là khóe miệng hơi vểnh. Than nhẹ một tiếng, mặt hiện giật mình lo lắng chi sắc, tựa hồ lại nhớ lại cái gì, thở dài nói ai, giống loại trò chơi này, trước kia ta nhàm chán lúc cũng thường chơi, hiện tại ngược lại là không có cái kia hào hứng. Ha ha ha, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, chúng ta trước kia cũng thường chơi, bất quá làm cung phụng về sau, liền không có cái kia thời gian, lâu cũng liền không có hào hứng. Không khỏi cười lớn một tiếng, Dương Sát cũng là vỗ tay kêu lên, nói thật, tưởng tượng năm đó. Không có việc gì thời điểm, tìm một số không vừa mắt, chơi một chút cái trò chơi này, vẫn là thật có ý tứ. Đạm mạc gật đầu, bốn người lẫn nhau nhìn xem, đều là cười to lên, ma đạo chi âm a. Thủy Nhược Hoa bọn người thì là một đầu hắc tuyến rơi xuống, nhìn về phía bốn người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng mắng to, biến thái. Hừ, các ngươi ma đạo kẻ xấu quả nhiên không có một cái tốt, thế mà cầm tính mạng người khác đồ nhạc, thực sự tội ác cùng cực. Cái kia Đan Nhi nghe không vô,
không khỏi gầm thét lên tiếng, mắng to. Trác Phàm bọn người nghe, từ chối cho ý kiến, Khuê Lang lại là không biết sao, bỗng dưng đứng tại tiểu cô nương kia một bên, đồng dạng mắng to, đúng đấy, Trác quản gia các ngươi làm như thế, cũng quá tà ác, cũng là lão lang ta đều khó mà chịu đựng. A, nghĩ không ra ma đạo bên trong còn có rõ lý lẽ người. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Đan Nhi thật sâu nhìn cái kia Khuê Lang liếc một chút, một mặt ngạc nhiên đạo, thế nhưng là rất nhanh, Khuê Lang câu nói tiếp theo lại là để cho nàng có một loại muốn làm thịt người kia xúc động. Các ngươi liền không thể đem bọn hắn chặt đi chặt a, băm, nấu à, cái kia nhiều thống khoái. Nhất định phải phí lớn như vậy sức lực làm gì, quái phiền phức. Ta liền biết, các ngươi ma đạo không có một người tốt. Gương mặt nhịn không được co lại, Đan Nhi mắng to lên tiếng. Trác Phàm bọn người gặp, liếc nhìn nhau, lại đều là thoải mái cười to lên. Trác Phàm càng là vô tình hay cố ý trêu chọc lấy cái kia lúc trước hành thích hắn tiểu cô nương, khoát tay một cái nói, tiểu nha đầu, người chớ để ý, chúng ta ma đạo cũng có văn nhân nhã sĩ cùng người thô kệch phân chia. Giống Khuê Lang dạng này người thô kệch, thì ưa thích đơn giản thô bạo. Chúng ta thì văn nhã nhiều, thích xem người sống không bằng chết, dày vò khó nhịn, dùng cái này tìm niềm vui, ha ha ha. Trác Phàm cười to, còn lại người theo cười to, cái kia Đan Nhi gặp, đều sắp bị khí khóc, nhất thời chạy đến Sở Khuynh Thành bên người, nhào vào trong ngực nàng, tìm kiếm an ủi, Khuynh Thành tỷ, ngươi nhìn những người này đều là ai a, tức chết ta. Ha ha ha, ta không phải sớm nói bọn họ không có một người tốt a, nghĩ thoáng một chút liền tốt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Sở Khuynh Thành cũng là lắc đầu bật cười an ủi, tiếp lấy hung hăng trừng Trác Phàm liếc một chút, trách hắn không nên như thế đùa nàng muội tử. Nghi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm hiên ngang đầu, cãi chảy cãi cối nói, nhìn ta làm gì, ta như không cố gắng nhớ lại một chút năm đó điều thú vị, làm sao biết người này tác phong làm việc, thế nào giúp ngươi nhóm đem cái gì công tử tỉ muội lung ta lung tung đều cứu ra. Tuy nói, khả năng hiện tại đã biến thành thi thể. Há, vậy ngươi bây giờ biết, cười một tiếng, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy nồng tình mật ý, lại là căn bản không có vẻ hỏi thăm. Tựa hồ những người kia tánh mạng nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ là chân quý hai người cùng một chỗ ở chung thời gian thôi. Đắc y nhíu nhíu mày, Trác Phàm tiện hóa nói, đương nhiên, đầu tiên tiểu tử này rất xa vào tại mèo vờn chuột trò chơi, cũng không phải là hạng người lỗ mãng, tâm tư cẩn thận. Nếu không khi các ngươi cùng hắn sinh ra mồm mép lúc, hắn liền ngay lập tức sẽ trả thù, mà không phải chờ một đêm, mới chậm rãi tra tấn các ngươi. Hắn đem các ngươi cái kia con ma ốm công tử bắt đi, cũng không có gì ý hắn đồ, chỉ là đem các ngươi vây ở chỗ này, để cho các ngươi không dám tùy tiện rời đi, chậm rãi hưởng thụ cái này ngược người niềm vui thú. Không cho phép ngươi nói công tử nhà ta xấu, hắn không phải bệnh. Là chính các ngươi nói hắn người yếu nhiều bệnh, quan ta lông sự tình. Cái kia Đan Nhi phượng mi ngưng tụ, giận dữ mắng mỏ hướng hắn, thế nhưng là còn không đợi con bé này nói xong, Trác Phàm đã là bỗng dưng đánh gãy, nhất thời liền đem nàng nghẹn đến nói không ra lời. Đan Nhi cảm giác có chút ủy khuất, nhìn về phía Sở Khuynh Thành, nhưng Sở Khuynh Thành lại là cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay, không để cho nàng tất tính toán. Sau đó nhìn về phía Trác Phàm, chế nhạo nói, Trác quản gia không hổ là người từng trải a, quả nhiên kinh nghiệm lão luyện cực kỳ. Đúng vậy a, làm tiền bối, tiểu tử này một bẻ cái mông, ta ngược lại là có thể tùy tiện nhìn ra hắn muốn kéo cái gì cứt. Hắn hiện tại chơi, đều là trước kia chúng ta chơi còn lại, đúng không? Bất giác bật cười một tiếng, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Dương Sát đuổi vội vàng gật đầu, vẻ mặt đắc ý nói, không sai, mà lại tiểu tử này tâm tính nhất định không thành thục, chơi tâm rất lớn. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chưa bao giờ ngộ qua ngăn trở, cái này cũng nhất định để hắn tâm cao khí ngạo, lòng tự tin bạo dạn. Giống chúng ta những thứ này đi qua mưa to gió lớn người, đã không có như vậy như con trẻ tâm tính. Cho nên chúng ta mới nói, đây là chúng ta trước kia chơi còn lại, hiện tại không chơi. Dù sao, có cái này công phu, còn không bằng nhiều hơn tu luyện, đề cao một chút chính mình thực lực đến thực sự. Trác Phàm nghe đến, gật gật đầu, đã tiểu tử này tâm tính không quen, cái kia làm việc tất nhiên vung tay quá chán, hội có thật nhiều lỗ thủng, đây có thể thành vì một cái đánh tan phương diện. Ngơ ngác nhìn những thứ này đại ma đầu tại đạo lý rõ ràng phân tích gần nhất phát sinh hết thảy, Thủy Nhược Hoa đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên nàng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận,
mặt đối những ma đạo cao thủ này trêu đùa, vẫn là những thứ này thân kinh bách chiến lão ma đầu, càng có thể đắc tâm ứng thủ ứng đối. Không giống như là các nàng, chuyện xảy ra về sau, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, như con ruồi không đầu đồng dạng chạy ngược chạy xuôi, lại là không cố gắng, bị đối phương đùa nghịch nơi tay trong bàn tay. Thế nhưng là, không để cho nàng minh bạch là, Dương Sát những thứ này lão ma đầu cũng coi như. Trác Phàm tuổi còn trẻ, làm sao có loại so những lão gia hỏa này còn xảo trá cảm giác, tựa hồ hắn tại ma đạo tư lịch, so với bọn hắn già hơn a. Điều này không khỏi làm nàng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt bên trong, lại bịt kín một tầng thần bí lụa mỏng, một trái tim không lý do bịch bịch nhảy dựng lên. Dường như Trác Phàm cũng là một tòa chôn sâu đáy biển đại bảo khố, để cho nàng không nhịn được muốn đi thăm dò. Tốt, cứ như vậy sự tình đều làm rõ ràng. Sau cùng, Trác Phàm quét mắt nhìn về phía Huyền Thiên Tông mọi người, bình tĩnh nói, các ngươi trong nửa tháng này, đoán chừng sắp bị người kia bức cho điên. Người kia đem toàn trấn người mang đi, cũng là vì kiến tạo loại này cô tịch không khí, trấn nhiếp các ngươi. Kết quả, còn thật để hắn đạt đến mục đích, chính vào lúc này, chúng ta đi tiến nơi này, một tiểu nha đầu cũng chịu không nổi nữa loại này hoảng sợ, gặp ta người toàn thân cứng ngắc, tưởng rằng ta dùng loại phương pháp này, đem mọi người đều lấy đi, liền điên điên khùng khùng chạy ra đến hành thích tại ta. Ngươi mới điên đâu, Đan Nhi biết Trác Phàm tại chế nhạo nàng, bất giác bẻ quyệt miệng, trách mắng. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, cười đùa nói, ngươi như không lời điên khùng, bên cạnh ta có ba vị hóa hư cao thủ, ngươi không thấy được a, dẫn theo kiếm thì hướng lão tử chỗ này đâm, không biết tự lượng sức mình. Ngươi cái kia hai con mắt là xuất khí dùng a, ngu ngốc. Khuynh Thành tỷ, hắn lại mắng ta, khóe miệng bất giác một xẹp, Đan Nhi lại chuyển hướng Sở Khuynh Thành cầu cứu, Sở Khuynh Thành cũng là cười một tiếng, lại vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Lần nữa an ủi. Đón lấy, Sở Khuynh Thành cũng rất kỳ quái nhìn về phía những người kia, sau đó hướng Trác Phàm nói, đúng, ta cũng rất tò mò, bọn họ đến tột cùng làm sao, vì sao biến thành dạng này. Giống như các ngươi, không nghe lời, ta trừng phạt, cũng là ta niềm vui thú. Khóe miệng bất giác một phát, Trác Phàm lộ ra dày đặc răng trắng, quỷ dị mà dữ tợn. Huyền Thiên Tông mọi người nhìn thấy, toàn cũng bất giác run run thân thể. Lại nhìn về phía những cái kia cứng ngắc người, cùng nhau nhìn không được run rẩy. Xem ra cái này người trong ma đạo đều như thế, ra tay không có một cái mềm tay, cái này so với kia cái gì mèo vờn chuột, thế nhưng là càng thêm đáng sợ rất đâu. Thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, Sở Khuynh Thành đột nhiên lộ ra mỉm cười nụ cười, cười nhẹ lắc lắc đầu, chậm chậm nói, ít đến, ngươi tính tình ta còn không hiểu. Tại Lạc Gia làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đối với mình người chưa từng xuống độc thủ như thế. A, à, Trác Phàm, nhà đầu này thật rất giải ngươi a. À. Có vẻ như ngươi tại tông môn, cũng không có đối thủ hạ nhân xuống nặng tay, khó trách ngươi sẽ đối với nàng. Ha ha ha, nguyên lai là hồng nhan chi kỷ a. À. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Dương Sát kỳ dị xem Sở Khuynh Thành liếc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra chế nhạo nụ cười. Sắc mặt hơi có chút âm trầm. Trác Phàm hung hăng chừng Dương Sát liếc một chút, sau đó vòng bài hướng mọi người, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói, cái gọi là rút củi dưới đáy nồi, đối phương đã như vậy nóng lòng mèo vờn chuột, chúng ta lại ở lại đây, chỉ có thể là bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hiện nay kế sách, lớn nhất tốt cái gì cũng mặc kệ, lập tức lên đường. Nhưng là công tử cùng trưởng lão bọn họ làm sao bây giờ, chúng ta không thể vứt xuống bọn họ, tại không tìm được bọn họ trước đó, chúng ta không thể đi. Thủy Nhược Hoa nghe đến, không khỏi quính lên, lớn tiếng nói. Khinh Thường bĩu môi, Dương Sát một mặt khinh bỉ nhìn về phía bọn họ, như là nhìn giống như kẻ ngu, các ngươi tiếp tục ở chỗ này lấy, chỉ có thể bị người kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, đùa bỡn xoay quanh. Thế nhưng là một khi rời đi, người kia nhất định không cam tâm, liền sẽ hiện thân đuổi theo. Như thế tới nói, dẫn xà xuất động, đảo khách thành chủ, quyền chủ động liền đến trong tay chúng ta. Điểm đạo lý này đều không hiểu, các ngươi Huyền Thiên Tông người đều là bất tài a. Gương mặt bất giác hơi đỏ lên, Thủy Nhược Hoa bọn người bị như thế răn dậy, ào ào hổ thẹn cúi thấp đầu. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại rất nghiêm túc gật đầu. Bọn họ nói không sai, tại đối phó ma đạo cao thủ thủ đoạn phía trên, vẫn là những thứ này lão ma đầu có kinh nghiệm hơn. Khó được bọn họ chịu xuất thủ tương trợ, vẫn là nghe bọn hắn đi. Kết quả là... Thủy Nhược Hoa vội vàng liền ôm quyền,
trịnh trọng nói, vậy liền toàn bằng các vị phân phó.